ôm cho ít ít thôi, được khi nào rảnh thôi ôm nữa cho để ôm chỗ trống trống cho các bạn đi thôi cho để... Chị mới lọc xong rồi ăn cơm luôn chứ mấy. Chị được chồng lên đây luôn. Mẹ em đứng kìm thấy. Như chị Thành Hoàng nha. Rồi hello tám chị nè. Mấy chị ơi chấm ba lên giùm em với, trời bữa nay kiện về đẹp lắm luôn mấy chị. Em cho chị Lê Ngọc Hà nha. Bữa nay kiện về đẹp lắm, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Chấm bài lên giùm em với, mỗi chị xem like thì chấm bài giùm em với nha, chấm tương tác giùm em với nè. Đợi em chia sẻ xong rồi em lên mấy chị nha. Nóng. Mở thử chắc không đâu. Kìa nó còn gài then kìa. Rồi em chào 15 chị Thanh Hoàng nha. Chào chị Thanh Hoàng nha. Mấy chị ơi mỗi chị xem like mình chấm lên dây một chấm đi mấy chị, để em thấy mấy chị em chào nha. Bữa nay like qua cái máy đây cho cái máy kia nhìn cái mặt nó ghê quá. Cái máy này nó bữa cái máy bên trang thì tiền còn mới lên máy vào ngày bốc rồi. Em chào chị Nguyên Hoàng nè. Mấy chị chờ em chia sẻ bài xíu rồi em lên nha mấy chị nha. Bữa nay kiện về đẹp lắm luôn á mấy chị. Hôm nay kiện về rất là đẹp luôn. Rồi em chào chị Phước Nguyễn nè. Ui sao lượt view nó không lên ta. Chào Tấn Võ nha. Ủa sao máy đây tự nhiên thoát này trời. Rồi hello Nguyễn Hồng Ly nha. Hello 22 chị đang xem nè. Chấm bài lên cho em mấy chị ơi. Rồi em lên luôn nha. Hello chị Phạm Thanh nha. Màu tím sau lưng. Cái này của em là von theo hạt nổi chị. Đó cái này là von theo hạt nổi nha. Rồi mấy chị cho xíu này. Em mở cái em. Ốc rút cái cục sạc đây đây nè. Ốc rút chưa? Rút rồi đó. Dạ rút rồi. À thôi rồi thôi. Để rồi. Em lệnh cái đèn. Ừ. Được rồi. Ừ.
Rồi hello mấy chị nha. Cái sau lưng em là von thơ hạt nổi á. Rồi em lên cho mấy chị mảnh hoa nhí đầu tiên nè. Mảnh hoa nhí đầu tiên nha mấy chị nha. Rồi em chào chị Nga Đinh. Rồi ai lấy mảnh mày chút lên giùm em. Chào chị Ngọc Nhớ nè. Cái này em có 3,5 m mấy chị nha. 3,5 m. Ai lấy chốt lên giùm em làm đơn cho chị Phạm Thanh kìa. Lấy chốt lên giùm em mã 46 này mấy chị ơi, 46 ngàn. 3,5 m 46 ngàn. Lấy chốt lên giùm em mã 46. Mã 46 nha mấy chị nha, 46k. Ai lấy thì chốt mã 46 lên giùm em. Cái này là von theo hạt nổi nha chị Phạm Thanh nha. 46. Rồi chị Lê Hồng Hà ơi, mình lên số điện thoại giùm em chị Lê Hồng Hà nè. Lên trên cái số điện thoại chị nha. Ờ lấy cái bấm tới đây ốc. Phạm Thanh. Rồi 46 cho chị Lê Hồng Hà nè. Rồi lên cho mấy chị Khúc Beo nữa nè. 46 em hết nè. Lên cho em số điện thoại chị nha. Rồi ai lấy mặt mày chốt lên giùm em. Cái này em còn 2,2 m nè mấy chị. 2,2 m. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,2 m. Beo nha mấy chị nhân lụa giấy nè. Lấy chốt lên giùm em. 46 còn nhưng mà giờ nằm lắp ở dưới rồi mấy chị nè. Lấy chốt lên giùm em mã 34. Lấy cái bấm tới đây ốc. 34 ai lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34 nè. Chị Lê Hồng Hà lên giùm em số điện thoại nha chị nha. Chị Lê Hồng Hà mình lên giùm em số điện thoại nha. Mấy chị mua hàng lên giùm em cái số với nè. Rồi ai lấy mặt mày chốt lên giùm em 34. Em còn 2,2 m 34 ngàn nè mấy chị. 34 chị nào lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34. Ai lấy chốt mã 34 lên giùm em nha mấy chị nha. 34 ý là chị nói lấy cái dây cắm điện nè, cắm cho ra nè, đi qua đi lại cho nó khỏi vướng nè. 34 ai lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34. Chị Trịnh Liễu nè, lên số điện thoại giùm em luôn nha chị Trịnh Liễu nha. Ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34 beo lụa giấy nè. Beo lụa giấy 34 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 34 giúp em. Chốt 34. Trình Liễu lên giùm em số điện thoại nha chị ơi. Từ đây. Rồi lên cho mấy chị một khúc nhí nè. Ai lấy nhí thì chốt nhí lên giùm em. Mấy chị mua hàng lên giùm em số điện thoại nha. Mới chốt đơn đầu tiên à. Em xin số điện thoại mấy chị cho em rót rẻ mấy chị nha. Cho nó mau mắn đi mấy chị ơi. Xin số điện thoại nãy giờ mà lắc lơ chưa cho em luôn á. Rồi cái này em còn 3,5 m nhí nè mấy chị. 3,5 m nhí chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3,5 m. 3,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 59 nè. Lấy chốt mã 59 lên giùm em nha mấy chị nhân 59 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 59. Lấy chốt 59 lên giùm em nhí nha mấy chị nhân nhí 59k nè. Ai lấy chốt mã 59 lên giúp em. Mã 59 mấy chị ơi, 59k lụa 100D nè mấy chị ơi, chắc co giãn, chắc đẹp nha mấy chị nha. 59 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 59 nè. Chốt 59 lên giùm em nha mấy chị nha. 59k. Chị nào lấy thì chốt mã 59 nè. Chị hay là nó bị ẩn comment ta. Có bị ẩn không? Bị ẩn comment hay sao? À, bị ẩn comment. Bị ẩn comment mấy chị ơi. Bị ẩn, sorry mấy chị nha. Máy sao vậy ta? Bắn lại đi, tại vì chỗ đây chỗ quá. Rồi Lê Hồng Hà này. 59 em chốt chị Nguyễn Hoàng này. Chị Nguyễn Hoàng lên giùm em số điện thoại luôn này chị Nguyễn Hoàng ơi. Bị ẩn comment đấy chị ơi. Nguyễn Hoàng lên giùm em số điện thoại luôn nha chị Nguyễn Hoàng nha. Dạ bi là lụa 100D nha mấy chị nha. Bi là lụa 100D. Rồi 59 em chốt chị Nguyễn Hoàng này. Lên số điện thoại giùm em chị Nguyễn Hoàng nha. Lên số điện thoại giùm em với. Rồi ai lấy mặt mày chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi cái này em còn 1,5 m. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m mango nè mấy chị. 1,5 m mango đây nè, đây nè. 1,5 m mango chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m. Lấy chốt lên giùm em mã 23. Ai lấy mình chốt 23 lên giùm em nè mấy chị 23 nè. Ai lấy chốt mã 23. Mã 23 nha mấy chị nha, 23 ai lấy chốt mã 23. Trời ơi cái máy này.
Má chị ơi, cái này nó bị ẩn comment má chị ơi. Chết chết. Bị ẩn comment má chị nha. Ai like chốt mã 23 nha má chị nha. 23, ai like chốt 23 lên giùm em. 23 em chốt chị Ngân Nguyễn nè. 23 em chốt chị Ngân Nguyễn Mango 23 nè. Ngân Nguyễn khỏi số nè. Ơi còn nhí nhiều lắm á chị, nhí nhiều lắm nha, toàn là lụa đẹp thôi. Bữa nay em nói hàng về xuất sắc luôn á mấy chị ơi. Rồi ai lấy mạnh nhí này chốt lấy giùm em, cái này cũng mango luôn này mấy chị. Mango em còn 2,5 m mango nha mấy chị. 2,5 m mango, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nè. Lấy chốt 42 lên giùm em này mấy chị ơi, 42.000. Chị nào lấy thì mình chốt 42 lên giùm em, 23 em hết chị Ngân Kiều nè. 42 chị nào lấy 42 chốt 42 lên giùm em mã 42. Lấy chốt mã 42 nha mấy chị nha. Em thấy chị Ngân Nguyễn rồi nha. Em chốt mã 23 cho chị rồi. 42 nha mấy chị. 42 em chốt chị Kim Hương nè. 42 em chốt chị Kim Hương. Mấy chị ơi, mấy chị chốt là mấy chị nhớ chốt chắc giùm em nha. Đây, hôm nay có cái bill này nè. Là không bao giờ sai mã của mấy chị đó. Chẳng hạn như cái mã này chị Kim Hương nè. À, mấy chị thấy không? Kim Hương là có nghĩa không bao giờ em bỏ lộn vải hay là sai vải cho mấy chị nữa nha. Nên thành ra khi mình chốt là chốt chắc giùm em đó nha. Hôm nay có giấy in bill rồi mấy chị. Là không bao giờ sai đâu. Kim Hương hỏi số. Rồi cái này em còn 2,2 m này mấy chị. 2,2 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Mấy hồi không có giấy là mấy chị cứ kêu mạnh nó mấy chị không chốt. Nhưng mà lần này sẽ không bao giờ sai nữa mấy chị. Rồi cái này là 49.000 này mấy chị ơi. 49.000 lụa 100D. Trời chắc bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 49.000 2,2 m. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 49. Lấy chốt mã 49 lên giùm em này mấy chị nè. 49.000. Chị nào lấy thì mình chốt 49 lên giúp em. Chốt mã 49 nha mấy chị nha. 49. Ai like chốt 49 lên giùm em nha mấy chị nha. Chốt mã 49 lên giùm em. Chốt 49 nè. Ốc lấy cái điện thoại đi coi nè. Đưa cái điện thoại đó đi cho chị nha. 49.000. Chị nào lấy thì chốt mã 49 lên giùm em. 49 nha mấy chị nha. 49. 49 em chốt chị Nga Đinh nè. Chị Nga Đinh ơi, lên giùm em số điện thoại luôn nha chị Nga Đinh nha. Lên giùm em số điện thoại chị Nga Đinh nè. Trời ơi mấy chị ơi, tương tác với em kiểu gì chứ sao ẩn comment ghê luôn á. Em phải nhìn vô trong này em mới thấy được đó mấy chị. Phải nhìn vào trong này mới thấy luôn á mấy chị ơi. Chị Nga Đinh lên giùm em số điện thoại chị Nga Đinh nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh họa tiết nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em họa tiết nha. Em phải nhìn vào cái máy. May sao có cái máy chốt đơn này chứ không thôi. Máy chốt đơn này thì nó không có ẩn comment đâu mấy chị. Với lại là ai lên trước là nó sẽ tự động ra deal mấy chị nha. Ai lên trước là tự động ra deal. Em cho chị Màu Nguyễn nè. Rồi cái này em còn 2,2 m nè mấy chị ơi. Cái này em còn 2,2 m. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi chị Nga Đinh thấy số của chị Nga Đinh rồi nè. Mấy chị nhớ là cho em đúng số nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 30 nè. 30 nè Nga Đinh nè. 30 chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30. Ai lấy 30 thì mình chốt 30 lên giùm em nha mấy chị nha. 30 nè. Lấy chốt mã 30 lên giúp em 2,5 m. 2,5 m 30.000 nha mấy chị nha. 30.000 chị nào lấy thì chốt 30. 30 em chốt chị Phạm Thanh nè. Tím sau lưng em hả? Tím sau lưng em là Von á chị ơi. Tím sau lưng em là Von nha. Rồi 30 em chốt chị Phạm Thanh. Chào chị Nhung Nguyễn nha. Hello chị Nhung Nguyễn nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mango này mấy chị ơi. Mango nhí nè. Cái này em còn 2 m mango nhí nha mấy chị. 2 m mango nhí, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi thấy chị Nhung Nguyễn nữa nè. Lấy chốt lên giùm em mã 36 nè. 36 chị nào lấy 36 chốt 36 lên giùm em mã 36. Lấy chốt mã 36 lên giúp em nha mấy chị ơi. 36k. Dạ Von nha chị nha. 36.000. Ai lấy thì mình chốt mã 36 lên giúp em nha mấy chị. Mã 36 nè. Chị nào lấy 36 chốt 36 giùm em. 36 nha mấy chị nha. 36. Ai lấy 36 chốt 36. 36 chốt cho chị Ngân Nguyễn nè. 36 chốt cho chị Ngân Nguyễn. Ba sáu chốt cho Ngân Nguyễn nè. Em chào chị Nguyễn Nghĩa nha. Em chào chị Nguyễn Nghĩa nè. Rồi cái này em còn 2,2 m nè mấy chị ơi. Cái này em còn 2,2 m nhí nè. 2,2 m von lụa hoa nhí. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,2 m. 2,2 m von lụa hoa nhí. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 40. Lấy chốt 40 lên giùm em nè mấy chị ơi. 40k. Rồi nhí bữa nay rất là nhiều. Mà chắc thì rất là đẹp nha mấy chị nha. Đó đợt này rất là đẹp luôn. Hàng kiện nó về tùy đợt đó mấy chị. Hàng kiện nó về tùy đợt, đợt này rất là đẹp luôn nè. Lấy chốt lên giùm em mã 40 nè. Mã 40 em chào chị Thủy An Nguyễn nè. 40.000 chị nào lấy thì chốt mã 40 lên giùm em. Chốt mã 40. Thủy An Nguyễn.
Mẹ 40, ai like chúc mẹ 40? Ai? Ai like chúc lên đâu có đâu. Chị nào like thì chúc, 40 em chúc chị Ngân Nguyễn nè. 40 em chúc chị Ngân Nguyễn. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lanh này mấy chị ơi. Ai lấy lanh thì chốt lanh lên giùm em, cái này em còn đủ áo nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em áo nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè. Áo này là 21.000 nè mấy chị ơi. Áo 21.000 mảnh lanh nha mấy chị nha. Lanh 21.000, chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giùm em, mã 21. Dạ 40 em hết rồi chị tròn vỏ nè. Tương tác với em xíu đi chị tròn vỏ nè, cho chốt nhanh nhanh hơn xíu nha. Hôm nay ít người coi nè mấy chị, dễ chốt hơn nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Hello chị Nguyễn Khánh nha. Lại chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Chốt lên giùm em mẹ 21 nè. 21 em chốt chị Kim Hương nè. 21 em chốt chị Kim Hương. Lên áo xong nha chị Kim Hương nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa giấy nè. Lụa giấy này em còn 2 mét nè mấy chị. 2 mét lụa giấy. Cái này lên bộ thì nó hơi mỏng xíu. Mấy chị lên áo dài lên đầm giùm em. Không cần phải lót mấy chị nha. Không cần phải lót. Chị nào lấy thì chốt mã 24. Lại chốt mã 24. 2 mét 24 ngàn mấy chị nè. 24 ai lấy 24 chốt 24 giùm em. Mã 24 nha mấy chị nha, 24. Hoa giấy 24.000, ai lấy chốt 24 giúp em nè. Mã 24 mấy chị yêu ơi, 24 nè. Hello chị Lục Nguyễn nè, bây giờ mới thấy chị Lục Nguyễn á. Sao bữa nay nó ẩn comment quá à. 24 em chốt chị Thương Thanh nè. 24 em chốt chị Thương Thanh nha. Chị Thương Thanh ơi, mình lên lại số điện thoại giùm em nha. Dạ em thấy chị tròn vỏ rồi nha, chị Thương Thanh lên số điện thoại lại giùm em. Nói chung là cái máy mà hiện tại em đang nhìn trên cái màn hình này mấy chị là nó ẩn hoàn toàn luôn. Em là phải lướt qua lướt lại cái màn hình với lại em nhìn trong cái máy chốt đơn này mấy chị là em mới thấy. Nói chung cái máy chốt đơn này là trên hệ thống á mấy chị, nó không có ẩn của ai hết á. Nhưng mà kiểu như mình cứ phải cúi xuống mình dòm biết á mấy chị, nó em không có muốn, em muốn dòm trên này mà trên này nó ẩn hoài à. Còn máy với cái máy này mấy chị ơi, nó sẽ ai chốt trước nó sẽ tự động ra bill á mấy chị. Đó, nói chung là em cài đặt hệ thống là ai chốt trước nó sẽ tự động ra deal, nên là mình không có sợ phải thiên vị đâu mấy chị ơi. Đó, với lại một phần nữa là nó sẽ không ẩn comment của ai hết. Chỉ có trên này thôi. Nhưng mà trên này thì em cứ cúi xuống mic vậy nè, em thấy nó khó chịu xíu. Rồi cái này mặn đuổi nè mấy chị. Đuổi nha, ai lấy đuổi chốt đuổi lên giùm em còn 1,5 mét đuổi nè. 1,5 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 mét. 30.000, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 30 nè. Đuổi 30, đuổi bi nha mấy chị nha, đuổi bi 30. Ai lấy 30 mình chốt 30 giùm em nè mấy chị, 30 nè. Chị nào lấy 30 em cho chị Thùy Trinh nha. 30 cho chị miếng beo hả? Đâu beo đâu? 30, ai lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30 nè. 30 em chốt cho chị Thùy An Nguyễn nè. Thùy An Nguyễn lên lại giùm em số, có ai chưa có số không bé? Chị Thương Thanh ơi, mình lên lại giùm em số hay là Thương Thanh Thùy An Nguyễn thì khỏi số nè. Để em coi thử trong này chị Thương Thanh chị cho em số cho nha mấy chị nha. Rồi Thương Thanh lên số rồi nè. Đó nó ẩn em không thấy. Làm xuyên hoài mấy chị. Ngại ghê. Rồi đây nè, số của chị Thương Thanh nè. Beo hả chị? Beo đây được không chị Hương? Chị Hương Nguyễn ơi, beo này được không chị? Beo này được không? Đây nè, khúc beo này chị. Được thì ok giùm em nha, hay là chốt mã lên giùm em đi. Cái này em còn 2m2 chị. 2m2 chị ok giùm em với. Lấy thì chị ok giùm em với nha. Cái này là 35.000 nè chị. Lấy thì ok giùm em với nha. Ok giùm em với nha chị Hương Nguyễn nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này còn đủ áo nè mấy chị ơi. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha. Áo nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 nè. Em thấy chị Nguyễn Hà rồi nha. Thấy chị Nguyễn Hà rồi nè. Lấy chốt lên giùm em. Chốt lên giùm em mã 21 này mấy chị ơi, 21.000 đủ áo nè. Áo 21, chị nào lấy áo 21 chốt mã áo 21 lên giùm em nè, mã 21. Ai lấy 21 chốt 21 lên giùm em nha mấy chị, mã 21 nè. 21 em chốt chị Kim Hương nè. 21 em chốt chị Kim Hương. Chị Hương Nguyễn mạng chậm hay sao vậy ta? Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em. Chị Nga Đinh có đơn chưa bé ha? Rồi ai lấy mặt cái này chốt cho chị Nga Đinh đi nè. Có rồi đúng không? Đây này. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Lụa nha mấy chị nha, lụa nè. Chị nào lấy lụa chốt lên giùm em lụa. Cái này em còn 3 mét nè mấy chị.
3 mét lụa chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét lụa nè. Lấy chốt lên giùm em mã. Mã 45 mấy chị nhân 45 ngàn. 45 3 mét lụa 45k có co giãn cho mấy chị luôn 45. Ai lấy 45 chốt 45 lên giùm em mã 45 này coi thử đúng số với lại đúng cái mã nha Út nha. Chứ để nó lộn nha. Cứ nhìn vô chỗ cái mã số của ta coi thử đúng không. Lấy chốt lên giùm em mã 45 này mấy chị ơi 45 ngàn. Ai lấy chốt mã ơi bỏ cái mảnh đó cho chị à. Hương Nguyễn đấy Út ơi. Lộn. Đàn đơn chị Hương chị ok thằng không thấy. Xé ra, xé đi ra. Lấy chốt lên giùm em mã 45 nha mấy chị nha, 45 ngàn nè. Ai lấy chốt lên giùm em 45. Lấy chốt lên giùm em 45 ngàn. Hương Nguyễn hỏi số. Lấy chốt lên giùm em mã 45 mấy chị nha, 45 em chào chị Thúy Trương nè. 45 em chốt chị Lê Hồng Hà nè. 45 em chốt chị Lê Hồng Hà. Cái này em like nó hơi chậm xíu nhưng mà nó chắc chắn nha mấy chị nha. Chắc chắn là vải của mấy chị luôn. Không lộn đi đâu hết mấy chị nha. Chào chị Thúy Trương nha. Rồi em thấy chị Hoàng Nguyễn Hà nhưng mà chị Nguyễn Hà chốt sau á. Rồi lên cho mấy chị Khúc Von nè. Ai like chốt lên giùm em. Cái này em còn 2 mét von. 2 mét von chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét nè. Cảm ơn chị Nguyễn Hà chia sẻ bao giùm em nha. 28 ngàn von nha mấy chị. Von 28 nè. Von 28 chị nào lấy 28 chốt 28. Rồi nóng được quá. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em mã 28 nè. Dạ không có 5 chị nha. Không có 5 chị ơi. 28 ai lấy chốt 28 lên giùm em nha mấy chị. 28 nè. Em chào chị Hoàng Hiệp luôn nha. 28 ai lấy 28 chốt 28. Cái này là von nha mấy chị. Von 28 ngàn 2 mét nè mấy chị ơi. 2 mét 28 ngàn thôi. 28 em chốt chị Thị An Nguyễn nè. 28 em chốt Thị An Nguyễn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa lá nè. Lụa giấy nha mấy chị nha. Lụa lá là lụa giấy. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 2m2 nè. 2m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m2. Lấy chốt lên giùm em 2m2 35 ngàn. 35 chị nào lấy 35 chốt 35 lên giùm em nha mấy chị. 35 lụa giấy nè. Lụa giấy 35. Ai lấy 35 chốt 35 giùm em mã 35. Mã 35 nha mấy chị nha. Em chào chị Huyền Phạm Thị Ngọc nha. 35 mấy chị ơi, ai lấy 35 chốt 35 lên giùm em. Trưa nay nóng quá mấy chị. 35 em chốt chị Phạm Thảo nè. Phạm Thảo ơi lên số điện thoại giùm em chị Phạm Thảo nha. Phạm Thảo lên số điện thoại giùm em với chị ơi. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nữa nè. Mấy chị yên tâm đi, cái hệ thống này là tự động nó sẽ ra bill cho mình đó mấy chị. Em chào chị Yến Đỗ luôn nha. Rồi ai lấy mẫu bi này chốt lên giùm em. Cái này em còn cái này em còn 3m3 nè mấy chị ơi. 3m3 nè. 3m3 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m3 bi. 3m3 63 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 63. 3m3 63 ngàn nha mấy chị. Lấy thì chốt mã 63 lên giùm em mã 63 nè. Lấy chốt 63 lên giúp em nha mấy chị nhân 63k. Chị nào lấy thì mình chốt mã 63 nè. Gửi đơn bỏ vô đơn Phạm Thanh. Phạm Thảo bỏ vô đơn Phạm Thanh ha. Lấy chốt lên giùm em mã 63 nha mấy chị nhân 63 em chốt chị Kim Hương nè. 63 em chốt chị Kim Hương. Rồi cây dừa này mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giùm em cây dừa. Cây dừa với con ngỗng mấy chị nha. Con ngỗng con hạt gì đó. Rồi cái này còn 1m7 nè. 1m7 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m7. 1m7 mấy chị nha. Sau lưng em chính giữa là vải gì. Dạ cái này là lụa chị ơi. Cái này là lụa 100D nha chị nha. Lụa 100D màu hơi nhã nhặn một xíu nha chị Hoàng Hiệp nha. Vải hoa. Đây nè. Màu hơi nhã nhặn xíu á mấy chị. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã 29 nè mấy chị. 29 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giùm em 1m7. 1m7 29 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 29 giùm em mã 29 nè. Có co giãn chị Kim Hương nè. 29 ngàn em chào chị Hằng Nguyễn nè. 29 ai lấy 29 chốt 29 giùm em. 29 chốt chị Phạm Thâm này. 29 em chốt chị Phạm Thâm. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em. Em chào chị Lê Thị Quý nha. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này là von này mấy chị ơi. Von lụa không cần lót. Von lụa không cần lót. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 3 mét von lụa này mấy chị. 3 mét von lụa chị nào lấy thì chốt lên giúp em 3 mét. Dạ dạ không có 75 chị Nguyệt Nguyệt ơi. Rồi cái này là 55 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 55.
Von lụa 55.000, chị nào lấy thì mình chốt 55 mấy chị đẹp nè, 55 nha. Ai lấy 55 chốt 55 lên giùm em, mã 55 này. Mã 55, chị nào lấy 55 mình chốt 55. Em chào chị Trung Thu Lê Thanh luôn nha. Không có chị ơi. À, vàng ở giữa hả chị? Dạ rồi, ok chị nè, Thương Thanh nè. Cái này là màu da chị Thương Thanh ơi, cái này không phải vàng nha. 55, 55 em chốt chị màu Nguyễn nè. 55 em chốt chị màu Nguyễn. Ơi cái này nó chia ô. Cái này mấy chị nhận về, mấy chị đừng có nói là em giao lỗi cho mấy chị nha. Mới màu là em tưởng lỗi nhưng mà không phải. Đây nó chia từng ô ra nha mấy chị nha. Một ô là 1,5 m. Bây giờ chị Nguyễn Thanh ơi, mình lấy mấy ô nè chị. Trời ơi, làm em cắt nát miếng vải của em. Em tưởng đâu lỗi chứ. Rồi một ô là 1,5 m nha chị Thương Thanh nha. Một ô là 1,5 m đó chị ơi. Đúng rồi, một ô là 1,5 m. Chị lấy bao nhiêu ô chị? Đây nè, cái khúc này là làm từng ô này, không phải bị lỗi đâu, em coi hết rồi. Đúng, cứ đúng 1,5 m là có một ô vậy chị. Chị lấy bao nhiêu mét đây nè? Mình nhờ mặt trái thì mới thấy, mặt phải thì nó sẽ không thấy đâu. Chị lấy bao nhiêu ô giùm em nha, một ô là 1,5 m à. Một ô là 1,5 m như chị Thương Thăm. Rồi lên cho mấy chị một khúc lụa nè, ai lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 2,3 m nè. 2,3 m em chào chị Úc Thúy nha. 2,3 m ai lấy chốt lên giùm em mã 53 này mấy chị. 53 măng gồ ai lấy thì chốt lên giùm em mã 53. Lấy chốt mã 53 lên giùm em, chốt 53 này mấy chị. 53. Dạ rồi ok chị nè. 53 ai lấy 53 chốt 53 giùm em nha mấy chị nha. 53.000 này. Chị nào lấy thì mình chốt 53 lên giùm em. Úp cắt hai ô đi Úp. 53 nha mấy chị nha, 53 này. 53 em chốt chị Kim Hương này. 53 em chốt chị Kim Hương. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái này em còn 3 m lụa 100D này. 3 m lụa 100D, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 m này. 3 m ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 55. 3 m 55.000, chị nào lấy thì chốt mã 55 nha mấy chị nha. 55 này, ai lấy chốt mã 55. À, cái này cũng co giãn nè. Em cho chị Tuyết Nguyễn nha. 55 chị 2 ô vải hả? 55 ai lấy chốt mã 55. Dạ rồi ok chị Nguyễn Hà nè. Ai lấy chốt lên giùm em 55 nha mấy chị nha. Em chào chị Trần Thủy nè. Chắc cái này hai ô chị Nguyễn Hà nè. 55 chị nào lấy 55 chốt 55 giùm em mã 55 này. 55 em chốt chị Nguyễn Hoàng nè. À không phải, 55 em chốt chị Nga Đinh nè. 55 em chốt chị Nga Đinh. Nào lấy thì chốt lên giùm em bé nha mấy chị nha. Sao mình không chốt được. Lấy chốt lên giùm em mã 19 này mấy chị ơi, 19.000 này. Ai lấy chốt lên giùm em 19 nha mấy chị nha, 19k. Cảm ơn chị Thủy Trương nha. Trời ơi nó bị ẩn comment khó chịu quá mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 19 nè, 19.000. Phải gì nhìn trên tay rồi nhìn gì đây. 19.000 chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em. Tự nhiên bữa nay đổi cái máy like nha mấy chị. Nó ẩn. Coi nhìn coi nhỉ.
19, ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em. Dạ vâng, thơ hạt nổi màu tím chị ơi. Cái này thơ hạt nổi màu tím nha. 19 nha, chị nào lấy thì chốt 19 lên giùm em. Mã 19 này mấy chị. 19 em thấy chị Lam Vũ nha. Em thấy chị Phước Lê nè. Nói chung bị ẩn mấy chị ơi. Nói chung cũng thấy nhưng mà nó sẽ khó thấy hơn. 19 chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em. Cái này may đồ cho bé mà mấy chị không ưng hả? Cái này may đồ cho bé mà không ưng hả mấy chị? Em thấy chị Nguyễn Thông nha. Đi xong tình xào 2 mét hả? Bi xăm này chắc đẹp nha chị Lê Thị Tuyến nha. Em xuống em lấy cái bì của chị Lê Thị Tuyến á. Mười chín em chốt với chị Hoàng Hiệp nè. Chị Hoàng Hiệp ơi, lên số điện thoại giùm em chị Hoàng Hiệp nha. Hoàng Hiệp lên số điện thoại giùm em chị ơi. Lên số điện thoại giùm em chị đẹp ơi. Chốt được rồi đó chị đẹp nè. Hoàng Hiệp chưa có đơn, bỏ ra hàng bên đây. Hai mét chị Kim Hương nè. Chắc nó ảnh tâm mấy chị ơi. Chắc like tới ngày mai. Like tới ngày mai mới hết. Like tới hai bữa mới hết giải mấy chị ơi. Ảnh gì đâu mà không thấy gì luôn mà. 100D nha chị nha. 100D. Rồi chị Phước Nguyễn ơi, lên số điện thoại giùm em chị. À quên, chị Hoàng Hiệp ơi, lên số điện thoại giùm em chị Hoàng Hiệp nè. Lên lại số điện thoại giùm em chị Hoàng Hiệp nha. Bi xăm là lụa 100D nha chị Lan Vũ nha. Rồi cái này em còn 2 mét lụa nè mấy chị ơi, 2 mét lụa nè. 2 mét lụa chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét lụa. Ok chị, em thấy số này. Lại chốt lên giùm em mã 38. 2 mét von lụa 38 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 38 lên giùm em. Chốt 38 nha mấy chị. Mã 38 nhưng mấy chị nhân 38, ai like chốt 38 nên giúp em. Ốc thắng bài nhỉ. 38 chị nào lấy 38 chốt 38 giùm em nè. Mã 38 nhưng mấy chị ơi 38 ngàn. Ai like thì mình chốt mã 38 nên giúp em. 38 nhưng mấy chị nhân 38 nè. Chị nào lấy 38 chốt 38 giùm em. 38 chốt chị Thương Thâm nè. 38 chốt chị Thương Thâm. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tầm này mấy chị. Ai lấy von tầm chốt von tầm lên giùm em nha mấy chị nhân von tầm. Chị nào lấy von tầm chốt von tầm, cái này em có 1m2 nè. 1m2 von tầm chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m2 18.000. 1m2 von tầm 18.000 nha mấy chị nhân 18, chị nào lấy 18 chốt 18 von tầm này mấy chị. Von tầm 18 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 18. Chốt 18 lên giùm em mấy chị ơi. Em chào chị Thiết Linh nha. 18, chị nào lấy 18 chốt 18 giùm em. Mã 18 nè. Hôm nay 18 ngàn, ai lấy chốt 18 lên giùm em. Mã 18. 18 chốt chị Nhung Nguyễn nè. 18 chốt chung Nhung Nguyễn đơn mới nè. Rồi ốc ở đây bấm đi. Bấm đi để cho lên vải cho nó lẹ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh 100D này mấy chị ơi. 100D bi nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em. Cái này em còn 2 mét nè. Giờ em lên vải nhanh nhanh cho mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em mã 36 nè. 36 nè, chị nào lấy thì mình chốt 36 lên giùm em. Em chào chị Phương Minh Hoa nha. 36 2 mét. 2 mét 36 nè, chị nào lấy thì chốt mã 36 lên giùm em. Mã 36 giùm em nha mấy chị ơi. 36 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 36. Chốt 36 lên giùm em mấy chị đẹp nè. 36k. 36 mấy chị nhắn 36. Ai like chốt mã 36 lên giùm em.
36 nha mấy chị nha, 36 này. Chắc em tắt like em vô lại quá mấy chị. Chơi em điên máu em quá. Em điên máu quá mấy chị ơi. 36 nha mấy chị nha, 36 chốt cho chị Mịn Mịn nè. 36 chốt cho Mịn Mịn khỏi số nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mấy chị ơi, dập lên von tầm nha mấy chị nha, von tầm nè. Von tầm nha mấy chị nha, von tầm cái này em còn 1,5 m. 1,5 m von tầm, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 19 nè. 19k von tầm nha mấy chị nha, von tầm 19. 19 nè, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em. 19 chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em, cố gắng tương tác với em một xíu nha. 19 von tầm nha mấy chị nha. Chị Mịn Mịn ơi, cái này là von nha chị Mịn Mịn nha. 19 nè, 19 em chốt chị Mịn Mịn nè. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em. Em thấy chị Phạm Thâm nha, chị Nguyễn Hà chốt không được hả chị? Bây giờ ít người mà, cố gắng xíu đi chị nha, tương tác với em xíu nè. Rồi cái này em có 1,8 m nè mấy chị ơi, 1,8 m nè. Hình con ngựa nha mấy chị nha, 1,8 m. 1,8 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 29 nè. 1,8 m 29.000. Em chào chị Trịnh Huệ nha. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em co giãn nè. 29.000 chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giùm em. Mã 29. Chốt 29 lên giùm em mấy chị nha, 29k. Ai lấy chốt 29 lên giùm em nè mấy chị. Mã 29 nha mấy chị nha, 29.000. Ai lấy thì chốt 29 lên giùm em, mã 29. 29 em chốt chị Thương Thâm nè. Ông bấm thế. 29 chốt cho Thương Thâm. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã lụa nè. Ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m lụa Hawaii, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m. 1,5 m ai lấy chốt lên giùm em mã 20. 1,5 m Hawaii 20.000, chị nào lấy thì mình chốt 20 lên giùm em. Mã 20 nha mấy chị nha, Hawaii 20.000. Em chào chị Kim Loan nha. 20 ai lấy 20 chốt 20 giùm em nè mấy chị, mã 20 thoát ra vào lại nữa. Thế sao nào? 20 ai lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. 20 em chốt chị Phạm Thâm. Ngày đây là cái ngày gì vậy? Sắp xe quá. Quá buồn buồn. Rồi ai lấy mango chốt lên giùm em mango nha mấy chị nha, mango nè. Chị nào lấy mango chốt lên giùm em mango mấy chị ơi, mango nha. Cái này em còn 4m mango này mấy chị. 4m mango, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 4m. Ai lấy 4m chốt lên giùm em mã 59 này mấy chị ơi, 59k. 4m mango 59.000, chị nào lấy thì chốt mã 59 lên giúp em nè. Vải bi đi em, 59, chị nào lấy 59 chốt 59 lên giùm em. Chị lấy thì chị kèm mét lên em cắt thôi nha chị Hoa, hoa đồng nha. 59, chị nào lấy thì chốt mã 59. Em chào chị Nguyễn Ngọc Diễm nè, von lụa, em đang like von lụa nha chị. 59.000, chị nào lấy thì chốt mã 59 nữa. 59 em chốt chị Yến Đỗ nè. 59 em chốt chị Yến Đỗ. Ốc nhìn đi rồi à. Để chị đọc con rồi, bấm nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này em còn 2,8 m nè. 2,8 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,8 m. 2,8 m ai lấy chốt lên giùm em mã 558 nè mấy chị. 2,8 m. 2,8 m KT lụa 58.000. Chị nào lấy thì chốt mã 58. Em thấy chị Ngân Nguyễn nha. 58 chị nào lấy thì chốt mã 58. 58 ai lấy chốt mã 58 lên giùm em mã 58 nè. Chị nào lấy 58 chốt 58 lên giùm em. Ok chị Lê Thị Tuyến nha. Chị nào lấy 58 chốt 58 lên giùm em. Cái này em còn 2,2 m này chị Lê Thị Tuyến này. 2,2 m lấy giùm em luôn nha. Lê Thị Tuyến 58.000 mấy chị nha, 58 nè. 58 chốt chị Nguyễn Hà nè. 58 em chốt chị Nguyễn Hà. Kéo bự hả? Kéo bự đâu mà đây nè. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên giùm em lụa Hawaii nha mấy chị nha. Cái này em có 1,3 m.
1m3 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m3 này. 17.000 chị nào lấy thì chốt mã 17. 1m3 lụa Hawaii 17.000 chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giùm em mã 17. 17 chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giùm em mã 17 nè. 17 chốt thì chị Lê Thị Quý, trời ơi mới có một chút xíu mà nản gì. 17 ai lấy chốt mã 17 lên giùm em Hawaii 17. 17 em chốt cho chị Kim Hương nè. Lụa Hawaii là nó mỏng nha chị Kim Hương nha. Cho chị Kim Hương nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, hoa màu vàng nè. Hoa màu vàng cái này em có 1m4. 1m4 hoa vàng chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em nha mấy chị nha. 25 này chị Nga Đơn ơi, không cần lên số nữa nha, đâu nha chị đẹp nha. 25 em chào chị Hương Lê luôn nè. 25 chị nào lấy 25 chốt 25 lên giùm em mã 25 này. Mã 25 nha mấy chị nha, 25.000. Chị nào lấy thì mình chốt 25 lên giúp em mã 25. Em chào chị Kim Phụng nha. 25 em chốt chị Thị An Nguyễn nè. 25 em chốt cho Thị An Nguyễn. Rồi em có mảnh gấm màu đen nè. Gấm màu đen nha mấy chị nha, gấm màu đen chị nào lấy thì chốt lên giùm em gấm đen nè. Gấm đen cái này em còn 1m7 gấm đen. 1m7 gấm đen chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nè. Lấy chốt mã 31 lên giùm em nè mấy chị ơi, 31k gấm đen. Gấm đen 31.000, gấm bao nhiêu nha. 31 chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em nha mấy chị, mã 31. Ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em mấy chị ơi, 31.000. Ai lấy chốt mã 31 nha mấy chị nha, 31 nè. 31 em chốt chị Thị An Nguyễn nè. 31 em chốt chị Thị An Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em lụa nha mấy chị. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. 2m tím đằng sau. Chị Nguyễn Hiệp hả? 2m tím cái này là von theo hạt nổi nha chị Nguyễn Hiệp nha. Chị lấy thì chị lên số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Hiệp nè. Lấy lên số điện thoại giùm em chị ơi. Dạ không nha chị Thiết Linh ơi. Rồi cái này em còn 2m rưỡi lụa 100D nè. 2m rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m rưỡi. 2m rưỡi 45.000 chị nào lấy thì chốt mã 45. Chốt 45 lên giùm em 2m rưỡi 45.000 nè mấy chị. 45 ai lấy chốt mã 45 lên giùm em 2m rưỡi. 2m rưỡi 45 ai lấy 45 chốt 45 lên giùm em chị Nguyễn Hiệp có số nè. Chắc cái đây 2m chị Nguyễn Hiệp. Bốn mươi lăm chị nào lấy 45 chốt 45 lên giùm em nè mấy chị ơi, 45.000. 45 em chốt thì chị Lê Thị Tuyến nè. Hôm nay hơi chậm xíu nhưng mà chốt thì cho nó chắc mấy chị nha. Em ớn cái cảnh mà những cái bánh hồi chốt đơn mà mấy chị ơi, là mảnh này chị không có chốt, em ớn cảnh đó lắm rồi. Em ớn cái kiểu đó lắm rồi mấy chị. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em, cái này em còn 2m rưỡi nè, lụa chữ nè. 2m rưỡi lụa chữ chị nào lấy thì chốt lên giùm em, thấy chị Hoàng Hiệp nha. Mấy chị ơi, mấy chị chốt sau á là em sẽ không đọc tên nha. Xin phép là em sẽ không đọc tên đó mấy chị. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 51 nè mấy chị. 51.000 chị nào lấy thì chốt mã 51 lên giùm em mã 51. 51.000 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 51 2m rưỡi này mấy chị. 2m rưỡi 51k. Ai lấy chốt mã 51 này. Mã 51 lên giùm em mấy chị ơi, 51.000. Ai lấy thì mình chốt 51 nha mấy chị nhân 51k này. Mã 51, 51 em chốt chị Lê Hồng Hà này. 51 em chốt chị Lê Hồng Hà. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này. Lụa 100D luôn mấy chị ơi, bữa nay toàn là hàng đẹp thôi à. Em thấy nhiều chị không chốt được. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em 100D luôn nha mấy chị nha, cắt lụa 100D này. Rồi chốt lên giùm em nha mấy chị. Rồi cái này em có gần 5m này. Cái này em có 4m rưỡi mấy chị nha, 4m rưỡi. Khúc này nó bị lỗi rồi, để em cắt cho mấy chị. Bốn mét rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4m rưỡi lụa 100D. Cái đây là 67.000, chị nào lấy thì chốt mã 67 hoặc là chia ra giùm em 67 mấy chị nha, 67.000 hoặc là chia ra giúp em nha mấy chị. 67 nè, 67 hoặc là 67 chia giùm em mã 67.
Dạ, von lụa đều có nha chị nha. 67, ai lấy 67 chốt 67 lên giùm em nha mấy chị. 67 nè, mã 67 lên giúp em hoặc là chia đôi giùm em 67 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 67 mấy chị ơi, chấm chấm tương tác lên giùm em với. 67 hoặc là 67 chia giùm em nha mấy chị nha. 67 chị nào lấy thì chốt mã 67 bỏ ra đi. Em thấy chị Phước Lê nha chị nha. Ai like chốt lên giùm em mã 67 nè. 67 rồi mấy chị không chốt hả? Rồi chị nào lấy mạnh này nữa thì chốt lên giùm em lụa nha mấy chị nha. Lụa nè. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Cái này em có 2 mét lụa vàng nè. 2 mét lụa màu vàng, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét lụa vàng. Ai lấy chốt lên giùm em 2 mét lụa vàng 32 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 32. Lấy chốt 32 lên giùm em nha mấy chị nha. 32, ai lấy 32, 67 chia cho Vũ Văn. Chị Vũ Văn lên giùm em số điện thoại cho chị Vũ Văn nha. 32, chị nào lấy 32 chốt 32 giùm em mã 32 nè. 32 em chốt chị Nguyễn Hiệp nè. Nguyễn Hiệp lên số điện thoại giùm em luôn nha chị Nguyễn Hiệp nha. Mới làm đơn hả? À ok chị Nguyễn Hiệp nè, có đơn rồi. Chị Vũ Văn lên số điện thoại giùm em. Nguyễn Hiệp. Một mét hai hả chị? Ok chị Nguyễn Hà nè. Xem từ đây. Nguyễn Hà. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này em có 1,5 mét mấy chị nha, 1,5 mét nè. 1,5 mét lụa, ai lấy chốt lên giùm em mã 22. Chốt mã 22 lên giùm em nha mấy chị nha, 22 nè. Mã 22 lên giùm em nha mấy chị, 22. 2 mét bi cho chị Hoa Đồng nè. Hai mét bi xong cho chị Hoa Đồng. Cái mảnh mới có thầy đâu rồi đó, ở trên đây chị mới lượm xuống. Hai mét hai đó. Hoa Đồng có số điện thoại luôn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 20 để chị số đó. Đây là cái đơn nữa. Lấy chốt lên giùm em 22 nha mấy chị nha, 22 nè. Vũ Văn có số điện thoại luôn. Cái đó 2 mét chia đôi cho Vũ Văn cái này nha. Dạ. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nè mấy chị, mã 22. Ai lấy 22 em có nha chị nha. 22 chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em nè mấy chị ơi, lụa 22 nè. 22 em chốt chị Bình Yên nè. Em chốt chị Bình Yên. Mình yên cũng đơn mới. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị nè, lùa 100D nha mấy chị nha, 100D. Ai lấy chốt lên giùm em 100D, cái này em còn 3,5 mét nè. 3,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3,5 mét. Cái nó thằng nãy chị chưa chia đôi á, có bấm ra chưa ta? Chưa. Lấy chốt lên giùm em mã 61 nha mấy chị nha, 61 ngàn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 61 nha mấy chị nha, 61 ngàn. Em bấm chỗ mà Vũ Văn chia đôi á. 61 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 61 lên giùm em nha mấy chị nha, 61k. Ai lấy chốt mã 61 lên giùm em, kiếm sau lưng 1,5. Có chưa?
Em coi thử thẳng thăm cái này 1m5 có chưa nha. Ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em mã 61 này. 61 em chốt chị Lê Hồng Hà nè. Lê Hồng Hà này. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này cái áo này mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt lên giùm em lụa giấy nha. Lụa giấy lên áo. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 12. 12 nha mấy chị nha. 12 nha mấy chị. 12. Ai lấy 12 chốt 12 lên giùm em nè mấy chị ơi. 12 chị nào lấy cắt 1,5 cho chị. Không phải. Đúng rồi, phản thân. 12 chị nào lấy 12 chốt 12 lên giùm em mã 12 nè. Mã 12 lên giùm em nha mấy chị nha. 12 ai lấy 12 chốt 12. 12 em chốt chị Nguyễn Hà nè. 12 em chốt chị Nguyễn Hà. Lên áo thôi nha chị Nguyễn Hà nha. Có lụa bông lớn nha chị Bình Yên nha, có lụa bông lớn đây. Lụa bông lớn nè chị. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này em còn 2m1 nè. 2m1 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m1. Lai chậm chậm xíu nha mấy chị nha. Lai chốt lên giùm em mã 40 nè. 2m1 40.000 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 40. Lai chốt 40 lên giùm em mấy chị ơi. 40k ai lai chốt 40 nè mấy chị. Mã 40 lên giùm em mấy chị ơi. 40. Ai lai 40 chốt 40. 40 con chốt cho cô Hạnh Trần nè. Đơn mới hỏi số này 40 chốt cho cô Hạnh Trần. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Chị Nhung Nguyễn không chốt hoa nữa mà. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này em còn 2m1 nè mấy chị ơi. 2m1 lụa nè. 2m1 lụa cái này co giãn mềm cho mấy chị luôn nha. 2m1 nè. Lấy chốt lên giùm em mã mã 42 mấy chị ơi. Cái này cũng mã 41 này mấy chị, chốt 42 đi cho khỏi lộn mã nha. 42 chị nào lấy 42 chốt 42 lên giùm em mã 42 này. Ai lấy 42 chốt 42 lên giúp em mã 42. Mã 42 lên giùm em mấy chị ơi, có co dạng 42.000 chị nào lấy thì chốt mã 42 cho chị Liên Nguyễn này. Mã 42 mấy chị ơi 42k. Ai lấy thì mình chốt 42. 42 chốt cho Nguyễn Hồng Ni này. 42 chốt cho Nguyễn Hồng Ni. 42 này em có nhiều lắm này mấy chị. Nhưng mà giờ kiểu như hàng kiện á, nó nằm nó lắp ở phía dưới á. 42 em có nhiều lắm. Rồi lên cho mấy chị khúc von này mấy chị ơi. Ai lấy von chốt von lên giùm em. Von nha mấy chị. Chị nào lấy von thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 3m2 nè mấy chị ơi. 3m2 von nha. 3m2 von chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 33. 33 chị nào lấy 33 chốt 33 lên giùm em von 3m2 33.000. 33 chị nào lấy 33 chốt 33 lên giùm em. Con thêm hạt nổi màu đen hả chị? Không có, hình như là không có sao ạ. 33 chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giùm em mã 33 nè. À bỏ cho em. 33 chị nào lấy 33 chốt 33 giùm em nha mấy chị ơi, 33.000. Ai lấy thì mình chốt 33 lên giùm em mã 33. 33 là von, von nha mấy chị nha. 33 em chốt chị Yến Đỗ nè. 33 em chốt chị Yến Đỗ. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị. Cái này em có 1m5 nè. 1m5 lụa đuổi cho mấy chị nha. 1m5 đuổi giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m5. Lấy chốt lên giùm em mã 26. 26 chị nào lấy 26 chốt 26 giùm em mấy chị đẹp ơi. 26.000. Cảm ơn các con. 26 chị nào lấy 26 chốt 26 giùm em nha mấy chị. Mã 26 này. Chốt lên giùm em 26 mấy chị nha. 26. Ai lấy 26 chốt 26 có setting cho chị Phúc nha. 26. Yeah. Ai lấy chốt lên giùm em mã 26 này mấy chị. 26 chốt chị Nguyễn Hà nè. 26 chốt chị Nguyễn Hà. Nguyễn Hà chốt được rồi đó chị. Từ từ rồi cũng chốt được chị nha. Từ cũng chốt được thôi. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này lụa một cái này lụa 100D nha mấy chị nha. Cái này lụa 100D. Hình như cái này nó hơi mắc hổ xíu nè. Hổ của nó còn có 1m4 thôi.
Rồi cái mảnh này em sale cho mình nha mấy chị nha. Cái này chắc còn 3 mét nè. Đó, em sale cho mấy chị nha, mấy chị thấy không? Sale cho mấy chị nào lấy sale thì chốt sale nha. Có nghĩa là 3 mét mấy chị ơi, đầu trên 1 mét rưỡi nó hơi bị mắc hổ xíu nè. Rồi cái này em sale cho mấy chị còn 45 ngàn. Chị nào, mấy chị phải ghi từ sale vô nha, để thôi em xếp phải em biết nha mấy chị phải ghi từ sale giùm em nha. Sale nha mấy chị nha, sale 45. Ai lấy sale thì chốt sale 45 lên giùm em mã sale. Ghi là sale 45 nha mấy chị nha, sale 45 ngàn giùm em mã sale 45. Sale mấy chị ơi, sale mấy chị ghi đúng họ, cú pháp giùm em mới bao ra bill được đó mấy chị. Sale 45 nha. Sale 45 em chốt chị cho chị Nguyễn Hoàng nè. Sale 45 em chốt chị Nguyễn Hoàng nha. Úp lấy một cái bì riêng đó, bỏ ra cho bữa thôi, xếp phải là tao nói xếp chung nha. Xếp chung rồi tính tiền cho mấy chị đó luôn. Xong rồi về xong rồi bán vốn. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1m1 nè mấy chị ơi. Cái này em có 1m1 cho mấy chị nha. 1m1 lùa đuổi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 21 nè. Mã 21, chị nào lấy 21 chốt mã 21 lên giùm em mã 21. Em chào chị Nguyễn Hoa nha. Trời ơi may hết đi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 21, ghiền quá hả? Ghiền quá chị không nổi đúng không? 21 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 21 nè. 21 chốt cho... Ủa tầng nãy giờ Tấn Võ có đơn chưa? Ốc ha. Tấn Võ có đơn chưa? Hả? Tầng nãy giờ Tấn Võ có đơn chưa? Chưa hả? Nãy giờ mẹ chưa chốt được mã nào hả thầy? Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè. Rồi cái này cũng đủ lên áo thổ cẩm nha mấy chị nhân, cái đó cho Tấn Võ. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã. Mã 20 mấy chị ơi, lên áo này 20 ngàn nè. Chị nào lấy thì mình chốt 20 lên giùm em, chốt mã 20. Mã 20 mấy chị nha, 20k, ai lấy chốt mã 20 lên giùm em. Thấy Thiết Lân nha. Chị Thiết Lân ơi, do là cái mạng của chị hơi chậm á. À, cửa hàng ở đâu em muốn mua nhiều để về may ở nhà. Em chào chị Thúy Nguyễn nha, em ở Con Tâm á chị Thúy Nguyễn ơi. Em ở Con Tâm nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em 20 nè. Chốt mãi mà không được chị Hoàng Liễu hả? Chốt mãi mà không được hả chị? 20 em chốt chị Nguyễn Hà nè. Tương tác với em đi chị. Bỏ ghi nhũ, bỏ ghi nhũ. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lăn nữa nè. Ai lấy lăn chốt lăn lên giùm em nha mấy chị nha. Cố gắng xíu giống như chị Nguyễn Hà, chị Hoàng Liễu. Chốt một xíu là được thôi chị Hoàng Liễu nè. Chốt một xíu là được thôi nha. Rồi cái này em còn gần 5m mấy chị ơi. Cái này còn gần 5m nè, lăn nè mấy chị. Lấy hết thì chốt lên giùm em hoặc là chia đôi nha mấy chị nha. Rồi cái này là 80 ngàn mấy chị. Đó chị nào lấy thì chốt 80 lên giùm em gần 5m nè. Ở ngoài màu xanh nó đẹp lắm mấy chị. Gần 5m 80. Lấy hết thì chốt 80, còn không thì chia đôi giùm em nha mấy chị nha. 80 nè. Ai lấy chốt cho chị hai khúc giống nhau sao? Giao cho chị hai khúc giống nhau hả? Chắc là chị chốt trùng hả chị ơi, mà chắc là em không để ý nên em không lấy ra, chị Mỹ Phụng. Rồi có mua thì em bù cho một mảnh nha. Coi như là đã mất một mảnh rồi, giờ còn mất thêm một mảnh nữa, mua đi rồi em bù cho mảnh nha. Nhiều lúc em không để ý á nha. 80 chốt cho Tấn Võ nè. 80 chốt cho Tấn Võ nè. Em không để ý á chị. Nhiều lúc nhân viên xếp xong rồi cái bỏ chồng lên luôn. Với lại nhiều lúc mấy chị chốt trùng nữa. Em không có để ý luôn á. Mấy chị chốt rồi xong sau cái mấy chị chốt nữa, em không để ý á. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này là von này. Cái này em có 2m rưỡi von tơ nha mấy chị nha. 2m rưỡi von tơ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 2m rưỡi von tơ, ai lấy chốt lên giùm em mã 29 nè. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em nha mấy chị nha. 29 nè. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giúp em mấy chị ơi. 29 ngàn. 29 em chốt chị Yến Đỗ nè. 29 em chốt chị Yến Đỗ, là von nha chị Yến Đỗ nha, là von đó chị. 29 em chốt chị Yến Đỗ. Xanh trên xào, xanh trên xào là bay lụa 100D nha chị Đào Nguyễn ơi. Mấy chị cố gắng tương tác xíu mấy chị nha. Lấy khúc may sơ mi rất tốt không em? Dạ chị xem like chọn đi chị, vải mà nó nhiều lắm. Chị xem like chọn đi là chọn được nha chị Lê Hẳn nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von caro nè. Cái này mấy chị lên áo là không cần phải lót này mấy chị. Lên áo là không lót giùm em nha. Cái này em còn 3m rưỡi cho mấy chị nè. 3m rưỡi caro. Ai lấy chốt lên giùm em 3m rưỡi 57 ngàn. 3m rưỡi là 57 ngàn này mấy chị ơi. Đẹp chưa? Cái này mấy chị lên áo không có lót đâu mấy chị. 57 ngàn nha. Lấy chốt lên giùm em mã 57. Bình luận nào mà em đọc được thì em đọc, còn bình luận nào mà lỡ mà em không đọc được là mấy chị bỏ qua giùm em nha. Bữa nay cái máy nó ẩn comment với mấy chị.
57 nghe, chị nào lấy thì chốt mã 57 lên giùm em. 57 chị nào lấy 57 29 em hết thì chị bình yên này. Cái này là von theo hạt nổi nha chị Huệ Trần nha. Này là von theo hạt nổi, ở ngoài cái màu của nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. 57 chị nào lấy 57 chốt 57, 57 em chốt chị Nga Đinh này. 57 em chốt chị Nga Đinh. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von tơ beo này mấy chị. Von tơ beo chị nào lấy thì chốt lên giùm em von tơ beo. Ai like chốt lên giùm em. Em chào chị Rukida nha. Like chốt lên giùm em. Cái này em còn 4 mét von tơ beo này. Von tơ beo mấy chị ơi, đợt hàng kiện này á, em nói xuất sắc luôn á, đẹp lắm luôn. Em nói thật sự. Nói chung nó về tùy đợt á mấy chị. Đợt vừa rồi nó không có bằng cái đợt này. Ai like chốt lên giùm em mã 35 này. 4 mét 35 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 35. 35, ai lấy 35 chốt 35 lên giùm em mã 35 này. 35 mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 35 lên giùm em. 35 em chốt chị Yến Đỗ này. 35 em chốt chị Yến Đỗ. Rồi lên cho mấy chị một mã nè. Cái này em có 1m3 à mấy chị ơi, 1m3. Cái này mấy chị làm cái chân cũng được nè. Nói chung về mấy chị phối làm sao mà mấy chị lên cái chỗ này đẹp nè mấy chị. Lai chốt lên giùm em có 1m3 thôi nha. 1m3 34 ngàn. Cái vải này nó hơi dày dặn xíu. Vải này hơi dày dặn xíu, hình như đuổi trượt của sao mấy chị ơi. Lai chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Bao nhiêu ta? 33 hả? Ai like chốt lên giùm em mã 34. Chốt lên giùm em 34 nè. Mã 34 1m3 thôi nha chị Phạm Thanh nha. Cái này 1m3 thôi. Cái chị Phạm Thanh nè. Rồi cái này em nói lên áo dài xuất sắc luôn mấy chị. Nó vừa nhẹ mà nó vừa đẹp nữa mấy chị ơi. Chị nào lấy thì kèm mét lên giùm em đi. Này nó hơi dài xíu. Lụa Hawaii nha mấy chị nhanh, lên bộ không được giùm em. Cái này lên bộ không được thì mấy chị nhanh, chị lên zoom và áo dài thôi nha. Cái này em có 5 mét này mấy chị. 5 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 5 mét nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 56 nè. Lấy chốt mã 56 lên giùm em hoặc là chia đôi giùm em mã 56 mấy chị. 56 hoặc là 56 chia đôi giùm em nha mấy chị nhanh 56. 56 hoặc là 56 chia giùm em nha mấy chị ơi 56. Ai lấy 56 chốt 56 giùm em nè. Mã 56 mấy chị nhanh 56 ngàn. Mềm rũ cực kỳ, lụa Hawaii. Lụa Hawaii 56 ngàn. Em chào chị Mai Nguyễn nè. 56 chị nào lấy 56 chốt 56 lấy giùm em. Cái này lên áo dài bao đẹp cho mấy chị luôn á. Lên áo dài bao đẹp nha mấy chị nhân 56 hoặc là 56 chia giúp em nè. Mã 56 mấy chị nhân 56. Ai lấy 56 hoặc là 56 chia giúp em. 56 chia. Chia đôi. Lôi cái mảnh sạch mảnh kia nữa đóng cho hai người lấy cái bút liền chị đó. Rồi còn mảnh em bỏ chị Nguyễn Hà nha. Nguyễn Hà cái mảnh này nó cũng hơn 2 mét này, cũng giống như cái mảnh kia vậy chị. Em bỏ chị Nguyễn Hà một mảnh nha. Mảnh đây để em đo thử. Mảnh này là 2 mét rưỡi rồi chị. Mảnh này 2 mét rưỡi rồi nha. Em căng cái mảnh này lên coi thử bao nhiêu tiền nha chị. Em căng cái mảnh này lên thử bao nhiêu tiền nha. Trời ơi có 31 ngàn rồi chị ơi. Có 31 ngàn thôi, 2 mét rưỡi có 31 ngàn thôi, nó nhẹ lắm. Nguyễn Hà một mảnh nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè. Hoa nhí nha mấy chị nha. Cái này em còn 2 mét hoa nhí nè. Bây sau lưng em là 100D chị Mai Nguyễn nè. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em. Chị không có hả? Từ nãy chốt cho ai vậy bé? Lê Thị Tuyến, Nguyễn Hà với Nhung Nguyễn đúng không? Chị có mà, em chốt chị rồi, chị Nhung Nguyễn nha, chốt rồi. Em còn nữa mấy chị ơi, cái mảnh đó em còn, do là em lọc vải em biết mà. Cái mảnh đó còn xíu nữa em chốt cho chị ai ha? Xíu nữa em chốt cho chị Yến Độ nữa nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã 26 này mấy chị này, 26 này. 26 chị nào lấy 26 chốt 26 lên giùm em mã 26. 26 chị nào lấy 26 của ai ta? Yến Đỗ. Mình bấm cái Yến Đỗ đi. 26 chị nào lấy 26 chốt 26 lên giùm em mã 26 này.
chốt mã 26 lên giúp em nha mấy chị nha. 26, ai lấy 26 chốt 26 giùm em. Mã 26. Chứ cha nó cho nó ẩn comment. 26 nha mấy chị nha, 26 chốt chị Mịn Mịn nè. 26 chốt chị Mịn Mịn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von dập này mấy chị. Von dập màu trắng nha. Lấy chốt lên giùm em von dập này. Von dập này em còn 2 mét. Cái này em còn 2 mét 8 này mấy chị ơi. 2 mét 8 von dập. 2 mét 8 von dập. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét 8 này. Rồi cái này là 38 ngàn mấy chị đẹp này. 38. Ai lấy 38 chốt 38 lên giùm em mã 38 mấy chị. 2 mét 8 38 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 38 giùm em. Mã 38 nha mấy chị nha. 38, 38 chốt chị Nguyễn Hiệp này. 38 em chốt chị Nguyễn Hiệp. 38 em chốt chị Nguyễn Hiệp nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1m1 này mấy chị. Chị lấy hả? 1m1 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m1. 25 ngàn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 25. Cái vải này nó hơi dày dặn xíu nè. 1m1 25 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 25. Lấy chốt 25 lên giùm em nha mấy chị nha. 25. Ai lấy 25 chốt 25 này mấy chị. Chị nào lấy 25 mình chốt 25 lên giúp em. Co giãn 1m1 25 ngàn. 25 mấy chị nha. 25. 25 em chốt cho Tấn Võ nè. 25 em chốt cho Tấn Võ. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã có màu đỏ không hả? Màu đỏ hả chị? Dạ không chị. Rồi cái này em có 1m5 von lụa nè mấy chị ơi. 1m5 von lụa, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m5. Lấy chốt lên giùm em mã 26 nè. Lấy chốt mã 26 lên giùm em nha mấy chị nha. 26 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giúp em. Mã 26k. Mã 26, chị nào lấy 26 chốt 26 lên giùm em nè mấy chị. 26 nè. 26 em chốt chị Nguyễn Hiệp nè. 26 em chốt chị Nguyễn Hiệp nha. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 1m8 này mấy chị nè. 1m8 em chào chị Kim Ngân với chị Mỹ Dung này. Lấy chốt lên giùm em mã 20. 1m8 nha mấy chị nha. 1m8 von 20 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 20. Cái này là lụa tơ mấy chị. Em lộn lụa tơ 20. Lụa tơ là có nghĩa là lụa nó mỏng á mấy chị ơi. 20, chị nào lấy 20 chốt 20 giùm em nè. Mã 20 nha mấy chị nha. 20, ai lấy 20 chốt 20 giùm em nè. 20 mấy chị ơi, 20 em chốt chị Mịn Mịn nè. 20 em chốt chị Mịn Mịn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh họa tiết nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này em còn 2m1 họa tiết nha mấy chị nha. 2m1 họa tiết nè. Lấy chốt lên giùm em 100D co giãn 4 chiều cho mấy chị đẹp luôn. Cái này đẹp lắm luôn nè. Rồi cái này là 40 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt 40 mấy chị nè. 40 nha. Ai lấy 40 chốt 40 giùm em mã 40. Lấy chốt mã 40 em chào chị Trần Ái Xuân này. Mã 40 mấy chị ơi, 40 nha. Ai lấy 40 chốt 40. Mã 40 giùm em. 40 em chốt chị Yến Đỗ nè. 40 em chốt chị Yến Đỗ. Nãy giờ gì? Nãy giờ không được Hoài nha. Dạ có một mảnh vải mà nhiều chị chốt á chị Trịnh Huệ nè. Mà máy thì nó ra theo hệ thống á mấy chị. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em lụa nha mấy chị nha. Ai lấy chốt lên giùm em mẹ lụa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em cái này cái áo nha mấy chị nha. Lên được cái áo thôi. Lên được áo không cần lót. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nè. Rồi cái này 18 nha mấy chị. Lấy chốt mã 18 lên giùm em 18. Ai lấy chốt mã 18 lên giúp em nha mấy chị nha. 18 nè. Ai lấy 18 chốt mã 18 em chào chị Văn Đỗ nha. 18 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 18 lên giùm em mã 18. 18 nè chị ơi, lấy thì chốt mã 18 lên giùm em. 18 em chốt chị Màu Nguyễn nè. 18 em chốt chị Màu Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo beo nữa nha mấy chị nha. Áo này là beo nha mấy chị. Với lại chị Trịnh Huệ hồi nãy giờ em thấy chị chốt có một mã đó cho mấy. Một mã vừa rồi mà không chốt được cho mấy. Đâu có thấy chị chốt mã nào nữa đâu. Sao nó ẩn ghê luôn á. Không thấy gì luôn á mấy chị ơi.
Trịnh Huệ hồi nãy giờ không có thấy chốt mã nào hết, chị thấy chốt một đúng một mã đó. Ai like chốt lên giùm em mã 19 nè mấy chị ơi, cái này 19.000 nè. 19.000 áo beo nha mấy chị nha, áo beo 19.000. 19 chị nào lấy 19 chốt 19 giùm em. Mã 19 mấy chị ơi, ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em nha mấy chị nha, 19 nè. Ai lấy 19 chốt 19 lên giúp em, 19 mấy chị nha, 19. Mã 19 giùm em mấy chị đẹp nè, 19.000. 19 em chốt cho chị ạ. Ngô Đa Văn nè. 19 em chốt chị Ngô Đa Văn. Lên số lại giùm em chị Ngô Đa Văn ơi, lên số lại giùm em đi, lâu rồi á. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này cũng đủ áo nè mấy chị ơi. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em nha. Cái này đủ áo mấy chị, ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 22, áo 22.000. Đừng buồn mấy chị ơi. 22 chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em. Mã 22 mấy chị nha, 22.000. Ai lấy chốt mã 22 lên giúp em, mã 22 nè. 22 mấy chị đẹp này, 22 em chốt chị Nguyễn Hiệp nè. 22 em chốt chị Nguyễn Hiệp. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em, cái này cũng lên cái áo nè mấy chị. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em, 100D. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em, mình chốt hoài không được. Lấy chốt lên giùm em mã 18 nè mấy chị ơi, lên áo 18.000. Chị nào lấy 18 chốt 18 lên giùm em. Dạ tím theo lên xào là von nha chị nha. Von theo hạt nổi nha. Von theo hạt nổi nha chị. Ơi, hồi nãy cắt cái này cho Phạm Thanh là mình đúng không? Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em 18 nè. 18 em chốt cho chị Tấn Võ nè. 18 chốt cho Tấn Võ. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em. 18 em còn nhiều. 18 nó giờ lục ở đâu đây rồi. 18 nó nhiều ghê lắm mấy chị ơi. Em chờ đi. Để ấy một mảnh ra cho chị Nhung Nguyễn này một mảnh này. Cho chị Mỹ Phụng một mảnh này. Ví dụ caro nâu. Không lấy mảnh ra chị nhớ. Mỹ Phụng một mảnh. Để chốt hai mảnh trước đây. Rồi cho chị Nhung Nguyễn một mảnh, cho chị Mỹ Phụng một mảnh nha. Rồi thằng Mãi có một mảnh nào nữa vậy Út? À lụi giấy kia hả? Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này em có 2,5 m nè. 2,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 2,5 m. Ơi đừng có buồn chị Hoàng Liễu ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 33. Lấy chốt lên giùm em 33 nha mấy chị nha. 33 nè. Mã 33 em thấy em cho chị Lê Hạnh nha, giờ em mới thấy chị nha. Lai chốt lên giùm em 33 mấy chị ơi, 33 cái này là von theo hạt nổi 33 nè. 33 nha mấy chị nha, 33 chị Ngân Nguyễn hả? Ngân Nguyễn á, chị lên số điện thoại giùm em đi. 33 em chốt chị Yến Đỗ nè. 33 em chốt chị Yến Đỗ. Ngân Nguyễn có số. Em cắt cái cân cái 2,5 m này. Đây là số thôi. 2,5 m nè. 2,5 m. Đó, bấm hai cái đây vô chung. Chung cắt 2,5 m cho con bấm chung để cho nó view. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em áo nha mấy chị nha. Ai lấy áo chốt áo. Ai lấy áo chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha, 17 nha. Rồi em cắt chị 2,5 m rồi nha chị Ngân Nguyễn nha. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 lên giùm em mấy chị nè, 17 nè. Chị nào lấy 17 chốt áo lên giùm em 17. Ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em mấy chị ơi, 17 nè. Chị nào lấy 17 chốt 17 lên giùm em 17. 17 nha mấy chị nha, 17 em chốt chị Ngân Nguyễn nha nè. Cái này lên áo thôi nha chị Ngân Nguyễn nha. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giúp em. Lụa nha mấy chị nha, ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em nè. Cái này lụa 75D này mấy chị. Lụa 75D chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em còn 4,5 m lụa 75D. 4,5 m lụa 75D chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4,5 m nè. Rồi cái này là 78.000.
7-8 ngàn, 4,5 m lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 4,5 m. 7-8 ngàn nha mấy chị nha, 78 ngàn nè, 4,5 m 7-8 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 7-8 giùm em hoặc là chia đôi giùm em, 7-8 nha mấy chị nha, 78 ngàn, hoặc là comment chia giùm em nha mấy chị nha, 7-8 hoặc là chia giùm em. Sao cái này giờ nó không lên? 78 nha mấy chị nha, 78 hoặc là 78 chia giùm em. Ngô Đa Văn lên lại số gì? Chị Ngô Đa Văn lên lại giùm em số điện thoại nha chị Ngô Đa Văn ơi. Chia cho chị Mai Nguyễn nè. Nguyễn Hà chia đôi nè. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, cái này lũ lên áo nè. Mai Nguyễn thỏa số. Lấy chốt lên giùm em mấy chị nha, em chào chị Trần Thị Minh nè. Rồi cái này 13 ngàn đủ lên áo con dọc nè mấy chị. Con dọc 13, chị nào lấy 13 chốt 13 lên giúp em mã 13. Ai lấy 13 chốt 13 con dọc giùm em. Con dọc 13 ngàn. Chị nào lấy 13 chốt 13 lên giùm em nha mấy chị, mã 13 nè. Mã 13 lên giúp em mấy chị ơi, 13. Ai lấy 13 chốt 13. Ủa sao điện thoại nó bị gì ta? Chị nào lấy 13 chốt 13 lên giùm em. 13 mấy chị ơi, 13 nha. 13 em chốt chị Tấn Võ nè. Rồi 78 hả chị? 78 em bỏ chị rồi á chị Nguyễn Hà ơi, 78 em bỏ chị rồi nha. 78 bỏ chị rồi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von dập nữa này mấy chị. Ai lấy von dập chốt lên giùm em von dập. Cái này em còn 2 mét von dập nè. 2 mét von dập, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 25. Chốt mã 25 lên giùm em mấy chị này, 25 này. Ai lấy 25 mình chốt 25 giúp em mã 25. Mã 25 nha mấy chị nha, 25. Cái này là tím theo hạt nổi nha chị nha. Tím theo hạt nổi nha chị. Chị gì đây chị? Chị Thị Nguyệt Nguyệt nè. Ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, 25, 25 em chốt chị Yến Đỗ nè. 25 em chốt chị Yến Đỗ. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này co giãn nhẹ cho mình nè, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi cái này em còn 3,5 m nè mấy chị, 3,5 m nè. Lấy chốt lên giùm em 3,5 m. 3,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 58 nè. 58 3,5 m. 3,5 m 58 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 58 giúp em. Co giãn xéo nha mấy chị nha, cái này co giãn xéo giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 58 đúng không? Mã 58, chị nào lấy 58 chốt 58 giúp em nè. Mã 58 chốt 58 lên giùm em nha mấy chị nha, 58 ngàn. Ai lấy chốt mã 58, 58 cho Tấn Võ nè, 58 cho chị Tấn Võ. Dạ cái này thì may đồ bộ được nha chị, cái này cũng may đồ bộ được nè. Hồi nãy hình như ai nói cắt nữa mà em có cắt không? Ai mà chị cho làm cắt hết, còn họ nhưng mà cái mặt ấy là cắt hai người được, hai ô. Mỗi người 2 ô rồi đúng không ạ? À, 2 người. Dạ đúng rồi. Rồi cái này em có 1,5 m nè mấy chị ơi. Cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m. Cái này thì nó hơi mắc khổ xíu nha mấy chị nha. Đủ 1,5 m. Nhưng mà khổ thì hơi nhỏ bị mắc khổ nè. Em sell xuống cho mình còn 20 ngàn nè. Sell xuống cho mình còn 20. Chị nào lấy 20, sell 20. Mấy chị phải ghi chữ sell nha mấy chị nha. Để đặng là tới hồi nhân viên em xếp đơn á là nó còn biết đường. Ờ cái đó là mảnh xem nó xếp riêng cho mấy chị, cho để mấy chị lên cái số, không thôi là nó xếp lên nó tính tiền cho mấy chị á. À, chị nào lấy sale 20 chốt sale 20 lên giùm em. Mấy chị phải ghi đúng là sale 20 giùm em. Mấy chị ghi đúng là sale 20 giùm em. Chị Ngân Nguyễn hồi nãy chị kêu em là cắt 2,5 m cho chị rồi mà. Em cắt 2,5 m cho chị rồi mà chị. Chị nói là cắt 2,5 m em cắt cho chị rồi. Sale 20, chị nào lấy sale 20 chốt sale 20 giùm em.
Mã sale 20 em chốt chị Nguyễn Hà nè. Sale 20 em chốt chị Nguyễn Hà. Chị kêu cắt cái này 2,5 m, em cắt cho chị 2,5 m rồi chị. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Mango nha mấy chị, nhân mango. Mango cái này em còn 2,2 m mango nè. 2,2 m mango hoa nhí, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,2 m. 40.000 chị nào lấy thì mình chốt mã 40. Lấy chốt 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40k. Chị nào lấy thì mình chốt mã 40. Em nói là à, rồi giải lấy ẩn comment đó chị. Em không thấy. Em nói lấy thêm là 6 m hả? Giải lấy ẩn comment em không thấy. Ôi sorry mấy chị nha, cái máy đó, em điên luôn mấy chị. Cái điện thoại nó không cho em thấy đường mấy chị ơi. Rồi cái này em còn, cái này em còn gần 5 m thôi, tầm chắc 4,7 m á chị Ngân Nguyễn ơi. Chị lấy không? Chị lấy thì chị ok giùm em với nha. Chị lấy thì chị ok giùm em nha chị Ngân Nguyễn nha. Ok giùm em một tiếng để em biết nha. Còn có gần 4,5 m thôi, lấy thì ok. Ủa yeah. Dạ thẳng comment chị lấy cái mảnh đó thì chị ok giùm em 40. 40 em chốt chị Nguyễn Hà luôn nè. Này cái này cho chị Nguyễn Hà nè. Có xếp ly nha chị nha. Ok. À, bấm vô mặt kia. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em thơ hạt nổi nè mấy chị. Thơ hạt nổi chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Từ từ để chị cẩm lon lon ơi, giờ nó nằm ở dưới rồi. Thơ hạt nổi đuổi giùm mấy chị nha, cái này là chắc đuổi giùm em. Cái này là chắc đuổi, cái này em còn 5 m nè mấy chị ơi, 5 m đuổi màu xanh nè. 5 m đuổi màu xanh chị nào lấy thì chốt lên giùm em 5 m đuổi. 5 m đuổi xanh lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái này là mã mã 120 này mấy chị ơi. Mã 120 giùm em 5,5 m, 120 này mấy chị ơi, chắc đuổi thì nó hơi dày dặn xíu. Chị nào lấy mã 120 thì chốt lên giùm em. 100D nha chị nha, chị Lê Thị Tuyến chị cắt cho chị rồi nha, chị Thu Quỳnh Lê nha. Lê Thị Tuyến cắt cho chị rồi. Rồi mã 120 hoặc là chia đôi giùm em. 120 hoặc là chia đôi giùm em nha chị nha. 120 hoặc là chia đôi. Hoặc là chia giúp em nha mấy chị nha, mã 120. Rồi ai lấy mẫm hoa to này chốt lên giùm em. Chị nào lấy hoa to chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Hoa to này, hoa to cái này em có 3 m hoa to. 3 m hoa to chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 m này. 3 m 59.000 chị nào lấy thì chốt mã 59. Rồi cái này mấy chị lên đầm lên áo dài dựng đẹp hết mấy chị, chắc mềm rũ lắm. 59 chị nào lấy thì chốt mã 59 này. Ngân Nguyễn khác á chị Ngân Nguyễn, có hai Ngân Nguyễn nha, không có lộn đâu. Không có lộn đâu chị Ngân Nguyễn ơi. Tại vì sao bữa nay em có cái giấy này nè. Đây nè mấy chị ơi, bữa nay em có cái giấy này chẳng hạn nè, đây là chị Ngân Nguyễn đúng không? Nhưng cái mã số của chị Ngân Nguyễn này trên đây là 150 nè. Còn chị là 127. Còn của chị Ngân Nguyễn là mã số là 127, là khi nhân viên em nó bỏ là nó sẽ dựa lên cái mã số nó bỏ nha mấy chị nha. Đó, cũng là Ngân Nguyễn nhưng mà chị Ngân Nguyễn mới đây là 150 nè, 150 số đuôi nè. Còn của chị là 127. Không có lộn đâu chị, yên tâm đi nha. Có mã số hết không, không, nói chung bữa nay là đến hồi chốt đơn chị nào đừng có nói em là chị không có chốt mảnh đó, là không bao giờ có được nữa. Trừ khi là không muốn lấy hàng thôi, chứ còn nói là chị không có chốt mảnh đó là không bao giờ có. Hoặc là lộn tên lộn số rồi, vậy là không bao giờ có nữa mấy chị. Em đăng ký nha chị Hải Bùi nè. Rồi 59 nè, 59 em chốt cho chị Bình Yên nè. 59 em chốt chị Bình Yên. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em. Bữa nay không có lộn tên lộn đồ đâu mấy chị ơi, không có lộn tên đâu nha. Rồi cái này là Von Caro, chị nào lấy thì chốt lên giùm em Von Caro nè. Lấy chốt lên giùm em mã 20. 20 chị nào lấy 20 chốt 20 giùm em mã 20 nè. Mã 20, ai lấy 20 chốt 20 lên giúp em mã 20. Cái này đủ lên áo 20.000, chị nào lấy thì chốt mã 20. Mã 20 mấy chị nhân 20k.
20 mấy chị ơi, 20. 20 em chốt chị Yến Đỗ này. 20 em chốt chị Yến Đỗ. Rồi cũng là von caro luôn mấy chị ơi, cái này là von găng giùm em. Von găng chị nào lấy thì chốt, cái này em có 1,5 m von găng này. 1,5 m von găng chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. 1,5 m có 19.000 thôi, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em, von găng 19k. Mã 19 chị nào lấy 19 chốt 19 lên giúp em này, mấy chị chấm 3 lên giùm em nha mấy chị nha, 19 này. Ai lấy chốt mã 19 lên giùm em, mã 19. Em chào chị Nga Tăng Mỹ Nga nha. Trời. Trong cái máy này, trong cái này thì thấy chị Nga Tăng Mỹ Nga mà ở ngoài đây thì không thấy. Chạy biểu sao. Ai lấy chốt lên giùm em mã 19 nè. 19 em chốt chị Ngân Nguyễn nè. 19 em chốt chị Ngân Nguyễn. 19 em chốt chị Ngân Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von chữ này mấy chị. Cái này là von chữ nha. Ai lấy von chữ chốt lên giùm em von chữ nè. Cái này em còn 3 mét nha mấy chị nha. 3 mét von chữ. Lấy chốt lên giùm em 3 mét nè. 36.000 chị nào lấy thì chốt mã 36 giúp em. Mã 36 nè. Ai lấy thì mình chốt 36 lên giùm em nha mấy chị. 36 von chữ 3 mét 36.000. Em thấy chị Thu Quỳnh Lê em trả lời chị rồi mà. Có nghĩa là chị Lê Thị Tiến cắt cho chị cái mảnh đó rồi. Em không có von lót nha chị nha. Chị Lê Thị Tiến cắt cho chị cái đó rồi nha. Nha chị Thu Quỳnh Lê. Rồi 36 nè. 36 em chốt chị Yến Đỗ một mảnh nè. 36 em chốt chị Ngân gì? Chị Nhung Nguyễn một mảnh nữa nè. Cắt cho chị rồi. Cho chị Nhung Nguyễn một mảnh nữa nè. Rồi cái này em còn 3 mét nè mấy chị. 3 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này có co dạng cho mấy chị luôn. Lùa 75D 3 mét. 3 mét ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Rồi cái này là 57.000. Chị nào lấy thì chốt mã 57. Lấy chốt mã 57 lên giùm em nha mấy chị nhân 57. Chị Ngân Nguyễn hả? Ngân Nguyễn không có. Không có 2 mảnh thôi. Bỏ cho chị Nhung Nguyễn với chị Yến Đỗ rồi. Còn nhiều vải đẹp lắm chị. Trời yên tâm đi, đẹp lắm. Mạng của chị cũng nhanh mà, chị chốt được mà. Lấy chốt lên giùm em 57 em chốt chị Nguyễn Hiệp nè. 57 em chốt chị Nguyễn Hiệp. Rồi von này mấy chị ơi. Bao đẹp luôn nha mấy chị nha. Nói chung hàng kiện bữa nay đẹp lắm mấy chị. Hàng kiện bữa nay là thiệt sự bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này em có 2m8 von nè. 2m8 von chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m8. 43.000 chị nào lấy thì chốt mã 43. 2m8 43k. Chị nào lấy thì mình chốt 43 lên giùm em mã 43 nè. Mã 43 von trên phong này chị. 43 chị nào lấy 43. Còn mảnh bỏ cho chị Nhung Nguyễn một mảnh đi em. Với ai nữa đó? Mỹ Phụng. Mỹ Phụng chưa có đơn đúng không? Dạ. Làm đơn cho chị Mỹ Phụng đi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 43 nè. Hả? Ừ thì Mỹ Phụng với lại Nhung Nguyễn. Rồi 43 em chốt chị Yến Đỗ nè. Cho chị Cẩm Lon Lon nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này áo nè mấy chị ơi. Áo lụa nha. Lụa áo chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Lên áo chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Cái này Mỹ Phụng có mảnh đó hả? Mấy cái đó cũng Mỹ Phụng hết hả? Một mảnh đấy. Ai lấy chốt lên giùm em mã 18 nè. Lấy chốt lên giùm em 18 mấy chị nha. 18 chị nào lấy 18 chốt lên giùm em mã 18. Hello chị Bích Hà nha. Bữa nay hàng kiện đẹp lắm chị Bích Hà ơi. Rồi đẹp hơn hồi bữa luôn á chị Bích Hà. 18 chị nào lấy thì chốt mã 18. Em chào chị Phan Lê nè. 18 em chốt chị Ngân Nguyễn nè. Ngân Nguyễn cũ nha bé nha. Ngân Nguyễn 127. Xếp ly hả bé, chút nữa lôi cái bảng xếp ly đó tới kia cho chị Cẩm Lon Lon coi thử. Xếp ly đó màu sắc hơi sặc sỡ chị Cẩm Lon Lon ơi. Có bảng xếp ly đó thôi à. Rồi cái này đủ lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em áo nha. Áo chị nào lấy áo thì chốt mã 19 lên giùm em áo 19 nè. Đây nè chị Cẩm Lon Lon này, dài lắm. Chị lấy bao nhiêu mét kèm mét lên giùm em chị Cẩm Lon Lon. Cái đầu nữa nè. Lấy bao nhiêu mét thì kèm mét lên giùm em nha chị Cẩm Lon Lon nha. Lấy bao nhiêu mét thì kèm mét lên giùm em với. Rồi chị nào lấy mặt này chốt lên giùm em mã đây, mã nhiêu quên rồi. Mã 19 hả?
Rồi 19 này, 19 em chốt cái gì? 19 em chốt chị Kim Hương nè. Mấy bà thì nghe phải đẹp, phải đẹp, phải qua rồi đó. Qua làm rối loạn. Nghe phải đi qua đi nè. Chưa được, chưa được nè, mới vô mà chưa được nè. Chị Cẩm lon lon cái này nha, xếp ly này nha. Em có một cái xếp ly duy nhất này thôi, không biết chị có ơn không? Màu sắc hơi sặc sỡ xíu. Rồi đây mấy chị ơi, ai lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1,5 m von lụa nha mấy chị nha, không cần lót giùm em thổ cẩm nè, 1,5 m. Lấy chốt lên giùm em 1,5 m, 29.000. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em. Xếp ly hả? 29 chị nào lấy 29 xếp ly này, hình như là chắc vải giống satin đó chị. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 giùm em. Nghe vải đẹp, cái vải đẹp đó là vải dề là qua liền thôi. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 giùm em nha mấy chị nha. 29 nè. 29 mấy chị ơi. Điện thoại đẹp dữ vậy. Ở ngoài sao quét? Ừ. Ở ngoài sao? 29 cho chị Phương. Này ốc. 29 em chốt cho chị Phương Nguyễn Thị nha. 29 em chốt cho chị Phương Nguyễn Thị nè. Rồi von, chị nào lấy von thì chốt von lên giùm em. Von, chị nào lấy von thì chốt von lên giùm em. Cái này em còn 3 mét nè. Cái này em còn 3 mét von nha mấy chị nha. 3 mét von. Lấy chốt lên giùm em. Dạ không có chị Hải Bùi ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 39 nè. 39.000, chị nào lấy thì chốt mã 39 lên giùm em. Chốt 39 nha mấy chị nha. 39k von. Von tinh phong nha mấy chị. 39.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 39 mấy chị nè. 39k. 2,5 m mấy chị. Em lộn 2,5 m. 2,5 m 39.000. Chị nào lấy thì chốt mã 39 em chốt chị Ngân Nguyễn nè. 39 em chốt chị Ngân Nguyễn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Cái này em có 1,5 m mấy chị ơi. 1,5 m lụa giùm em. 1,5 m. 1,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã. Mã 28. 1,5 m 28.000, chị nào lấy thì chốt mã 28 1,5 m nha mấy chị. 1,5 m 28.000, ai lấy chốt mã 28 giùm em. Mã 28 mấy chị ơi, 28, ai lấy 28 chốt 28 giúp em nè. Chốt mã 28 giùm em nha mấy chị nha, 28 nè. Ai lấy thì mình chốt 28 giúp em nè mấy chị. Mã 28. Mã 28 nha mấy chị nha, 28 nè. Ai lấy 28 chốt 28 giùm em. 28 chốt chị Mịn Mịn nè. 28 chốt chị Mịn Mịn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bi nâu này mấy chị ơi, bi nhí nha. Bi nhí màu nâu, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 3 mét nè. 3 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 3 mét nắng quá. Đóng cửa sổ lại kìa chị Vinh. Lựa cho nó khỏi chói. Lấy chốt lên giùm em mã 54. Lấy chốt mã 54 lên giùm em mấy chị nha. 54 nè. Ai lấy mình chốt 54. Mã 54 cho chị Mảnh Hoa Hồng hả? Em lôi lên cái em chết liền không? Thôi để xíu nữa. 54 chị nào lấy 54 chốt 54 lên giùm em mã 54 nè. 54 nha mấy chị nha. 54 em chốt chị Ánh Kim. 54 em chốt chị Ánh Kim đơn mới khỏi phố. Cái gói sơ mi cỡ gì nhất xanh kia đẹp vậy? Cái áo váy sơ mi đá màu xanh đó, xanh dương đó. Rồi. Nè. Một cái áo nó may nó lắc rồi mà ta. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này mango nha mấy chị nha. Mango nhí nè. Mango nhí, cái này em có 2,5 m mango nhí. 2,5 m mango nhí, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 39 nè. 39 chị nào lấy 39 chốt 39 lên giùm em nha mấy chị. 39.000. Ai lấy chốt mã 39 lên giùm em. Mã 39 nha mấy chị nha. 39 chị Bình. Chị đứng vô trong đây, chị lôi cái mảnh hoa hồng này giùm em cho để xíu nữa. Đứng chỗ đâu? Đứng vô trong đây nè. 39 chị nào lấy thì chốt mã 39 cho chị. 39.000 chị nào lấy thì chốt 39 lên giùm em nha mấy chị nha. 39 nè. Mã 39 lên giúp em. 39k. 39 em chốt chị Phương Nguyễn Thị nè. Rồi chị Hoa Hồng Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn Hoa Hồng cho chị Ngân Nguyễn nè. Em đo thử nha chị nha. Cái chất hoa hồng này đẹp lắm luôn chị.
Rồi cái này của mới đo xong mẹ quên. Cái hình như 5 mét hay sao á. 5 mét hay sao chị ơi, 5 mét. Đúng rồi. 4 mét rưỡi, chưa tới 5 mét. 4 mét rưỡi nha chị Ngân Nguyễn nha. À, chị lấy hết. 4 mét rưỡi. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này đủ lên áo nè. Ok giùm em nha chị nha. Ok giùm em với nha. Lấy chốt lên giùm em đủ áo này chắc đuổi. Áo chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã. Mã 2 mã 19, chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19 nè. Ai lấy 19 chốt 19 lên giúp em nha mấy chị ơi, 19k. Ai lấy chốt lên giùm em có 4 mét rưỡi thôi, chưa tới 5 mét đâu chị. Ai lấy chốt lên giùm em mã 19 nè. 19.000, ai lấy chốt mã 19 mấy chị ơi chấm chấm lên giùm em chứ không thôi ẩn comment mấy chị ơi, ẩn quá sức luôn. Em muốn tắt like mà em sợ. Em sợ mấy chị thoát ra mấy chị vô không lại không được á. Lỡ nhiều chị đang chốt đơn lỡ cỡ mà không có đủ đơn á. Rồi cho chị Phương Nguyễn Thị 19 nè. Chắc đuổi nha chị Phương Nguyễn Thị nha. Em muốn thoát ra vô lại ghê luôn á. Rồi cái này em có 1 mét rưỡi nè, von nha mấy chị nha. Tối nay 7 giờ em còn like nữa nha mấy chị nha. Để tối em like qua cái máy kia đi. Sao cái máy đây nó bị sao hay sao á. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em 1 mét rưỡi 20 ngàn nè. 1 mét rưỡi von trên phong 20 ngàn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 20. Lấy chốt mã 20 lên giùm em nè mấy chị ơi, 20 nè. Mã 20, chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. 20, cái gì? 20, chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. Đừng cho cô Thâm làm lộn cái chỗ đó nha. Chị cho cô Thâm đừng có làm lộn cái đống đó dịp qua đây. Đừng làm lộn. 20, chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. 20 là von cho chị Nhung Nguyễn nè. 20 cho Nhung Nguyễn. Còn mặn nữa nè. Nhung Nguyễn nè. Mày thấy đổi avatar. Chị Ánh Kim ơi. Chị Nhung Nguyễn hay là chị lấy khúc dài chị Nhung Nguyễn? Chị lấy khúc dài không? Lấy khúc dài thì ok giùm em đổi khúc dài còn bỏ khúc nhỏ cho chị Ánh Kim đừng có xét. Chị ok không? Chị lấy khúc dài không? Khúc dài hình như 3 mét hay sao á. Để em coi thử. Do chị thợ may mà em biết chị có lấy khúc dài không nữa. 3 mét rưỡi. Chị lấy khúc dài thì chị ok nha. Còn để cho chị Ánh Kim khúc nhỏ. Cái này là 50 ngàn. Lấy thì ok nha chị, để coi thì chị có ok không nè. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em áo nè. Ok chị lấy cho chị. Có rồi hả? Rồi bởi chị Ánh Kim tặng nhỏ nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em cái này cái áo nè mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có 1m2 nè. 1m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m2. 18 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 18 lên giùm em mã 18. Em chào chị Thanh Quách nha. 18 chị nào lấy 18 chốt 18. Em chào Lê Trần Bích Thủy nha. Chào chị Lê Tường Vy nha. May váy trời nhiều lắm chị Ngân Trần ơi. Ai lấy thì chốt lên giùm em nhiều lắm. Chị xem like lửa đi. Bữa nay hàng toàn hàng đẹp thôi. Ai lấy chốt lên giùm em 18 nè. 18 em chốt với chị Kim Hương nè. 18 chốt cho Kim Hương. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Cái này cũng đủ lên áo luôn mấy chị ơi. Thổ cẩm nha. Đủ lên áo, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Rồi cái này mấy chị chốt lên giùm em mã 21 đi. Cái này lụa nha mấy chị nha, 21 nè. Ai lấy chốt lên giùm em 21. Mã 21, chị nào lấy 21 chốt 21 lên giùm em mã 21 nè. Dạ không có những chị Tú Cẩm nha. 21 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giùm em lên một cái áo chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 21 ngàn mã 21k ai lấy chốt mã 21 lên giùm em mã 21 thì mấy chị nhân 21. Em chào chị Lê Lợi nha. Hello chị Lê Lợi nè. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Lấy chốt lên giùm em cái này cũng đủ lên áo luôn, lụa mango mấy chị nè. Lụa mango đủ lên áo. Ai lấy chốt lên giùm em mã 15. 15 chị nào lấy 15 chốt 15 giùm em mã 15. Em chào chị Xòe Phạm nha, 18 hết rồi chị. 15 chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15 này mấy chị. Đủ lên áo 15 ngàn thôi, lấy chốt mã 15 em chốt chị Phạm Thanh này. 15 em chốt chị Phạm Thanh. 15 em hết.
15 em hết nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này cũng đủ lên áo luôn nè mấy chị. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha. Chị Nhân Nguyễn á, không có chốt hoa nữa mà sao vẫn cứ ghiền hoa hả? Lấy chốt lên giùm em mã 20 nè mấy chị ơi, 20 nè. Ai lấy 20 mình chốt 20 giùm em mã 20. Chốt 20 lên giúp em mấy chị nha, 20 nè. Ai lấy 20 chốt 20 giùm em. Mã 20 mấy chị ơi, 20 đủ lên áo. 20 ngàn nha mấy chị nha, 20 ngàn. Chị nào lấy 20 chốt mã 20 giùm em. Mã 20. 20 chốt cho Mịn Mịn nè. 20 em chốt thì chị Mịn Mịn. Rồi cái này em có 1,5 m. 1,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m nè. Lấy chốt lên giùm em 1,5 m. 20 một mảnh cho chị Bích Hà nữa nè. Còn mảnh chị Bích Hà nữa nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã. Rồi cái này mã 29 ngàn 1,5 m mấy chị ơi, lùa 100D29. Ai lấy 29 chốt mã 29 lên giùm em mã 29 ngàn. Mã 29 chị nào lấy 29 chốt mã 29 lên giùm em co giãn nè mấy chị, 29 nè. 29 vậy thôi chị. Hôm nay hả? Chắc là không rồi. 29 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 29 ha. Trời, 29 chị mình nên rồi chấp nhân không chốt được khúc này. À thích mang gồ hả? Rồi 29 chốt chị Mỹ Phụng nha. Rồi cho chị Mỹ Phụng nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em hoa chăng này mấy chị. Lấy chốt lên giùm em hoa chăng mấy chị nha, hoa chăng. Cái này em có 1,6 m hoa chăng này mấy chị ơi. 1,6 m hoa chăng chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,6 m. Hoa chăng hai đầu 1,6 m nè. Lấy chốt lên giùm em. Cái này là 29 ngàn này mấy chị ơi, 29. Chị nào lấy 29 mình chốt 29 lên giùm em nha mấy. Chết cha lộn mã rồi. 30 chị nào lấy 30 chốt 30 giùm em. Mấy chị lên 30 giùm em nha mấy chị nha. 30. 30 ai lấy 30 chốt 30 lên giùm em nè mấy chị, 30 nè. Mã 30 mấy chị ơi, 30 ai lấy 30 chốt 30 lại giùm em mấy chị ơi, lộn mã. 30. 30 em chốt chị Mỹ Phụng nè. 30 em chốt chị Mỹ Phụng. Rồi vân theo hạt nổi màu trắng này mấy chị. Vân theo hạt nổi màu trắng chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 2 m nè. Hôm nay em like rất là chậm luôn á mấy chị. Do là do cái máy nó bị ẩn comment với lại do bấm bill á mấy chị. Nên là mấy chị lựa cũng kỳ kỳ nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này cũng 30 mấy chị chốt 31 đi mấy chị ơi, khỏi lộn mã nha. 31 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giùm em nè. 31. Ai lấy chốt mã 31 lên giùm em 2 m theo hạt nổi 31 ngàn. 31 chị nào lấy 31 chốt 31 giùm em mấy chị đẹp nè. 31 nha. 31 em chốt chị Bích Hà nè. 31 em chốt chị Bích Hà. Đây cái mảnh này cũng còn nè. Từ nãy em bỏ cho mỗi người mỗi mảnh rồi giờ nó cũng còn nè mấy chị, nhiều lắm. Nãy ai chưa có ta? Nãy quá trời chị chưa có luôn á mà đâu dám bấm đâu. Ai lấy chốt lên giùm em. Sợ là lỡ thấy nhầm. Rồi cái này ai lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này là mã 19 nè mấy chị ơi, đủ lên áo 19 ngàn nè. Lấy chốt lên giùm em mã 19 nè. 19 ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em. Trời ơi còn 19 chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em. Hình như tôi à chào anh Hồng nha. 19 ngàn chị nào lấy 19 chốt mã 19 lên giùm em nha mấy chị nha. 19 nè. 19 em chốt chị Mỹ Phụng nè. Rồi chị Mỹ Phụng, Mỹ Phụng chị có rồi. Chị có rồi chị Mỹ Phụng ơi, chị lấy thêm không? Nếu như lấy thêm là lên đủ một bộ chị Mỹ Phụng. Chị lấy thì chị ok giùm em. Rồi chị xòe Phạm lên. Lên giùm em cái số điện thoại chị xòe Phạm nè. Lên giùm em số điện thoại chị xòe Phạm nha. Xòe Phạm có một mảnh nha chị. Mười chín em chốt chị Phạm Thanh nữa nè. Ở đây xe Phạm cho chị cái Mỹ Phụng. Mỹ Phụng ơi chị lấy thì chị ok giùm em nha chị. Lấy thêm ok lấy hả chị? Dạ rồi ok chị nè. Đi đâu á? Vô đây em hai em nhìn cho. Vô đây. Vô đây. Ủa sao đây không có tiếng gì hết trơn vậy? Ừ. Có tiếng cái gì vậy?
Rồi ok mấy chị này, còn ai nữa không ta, còn ai lấy cái mã nữa không ta? 19 nhà, từ nãy tấn vỏ có rồi, tấn vỏ, nếu như tấn vỏ lấy thêm thì để em để chị lấy cho mảnh nữa nha. Còn á, nó còn một khúc nhỏ vậy không à. Rồi cái này đuổi nè mấy chị ơi, cái này em có 1m2 đuổi nè. 1m2 đuổi chị nào lấy thì chốt, chị bố. Cái đó đừng có làm lộn vô đóng đây, vô đóng đây nha. Phải dạ như vậy chứ không thôi tới quýnh bây giờ. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em mã 18. Lấy chốt lên giùm em 18, chị nào lấy 18. 18 chị nào lấy 18, chốt 18 lên giùm em mã 18 nè. Trong live thì nói vậy trong ngoài nó hùng dữ sợ. 18 chị nào lấy 18 chốt 18 lên giùm em. 18 ai lấy 18 chốt 18, 18 chốt chị Thị An Nguyễn nè. Thị An Nguyễn nè. Cái này tấn vỏ lấy thêm nha. Tấn vỏ có lấy thêm không? Thêm thì comment là thêm nha. Tấn vỏ thêm thì comment là thêm giùm tôi cái. Rồi tơ này mấy chị ơi, ai lấy tơ thì chốt tơ lên giùm em. Có nhưng chị Lan Trinh nha. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Thêm thì comment là thêm giùm với nha. Rồi tơ mấy chị ơi, tơ này mấy chị lên khăn tròn cổ thôi mấy chị ơi, đẹp quá à. Rất là nhẹ luôn, chắc cái này mấy ngàn à mấy chị. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã. Rồi cái này có 7 ngàn mấy chị ơi. Chị nào lấy 7 thì chốt 7 lên giùm em mã 7 này. Em có vải nào lót? Dạ thì chị cứ nghe cái nào là von thì chị, cái nào von thì chị là lót đó chị Thị An Nguyễn ơi. Chứ để chốt nhầm á. Lấy hai mảnh kéo nha chị là sao? Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Tơ nha mấy chị nha, 7 em chốt cho chị Lê Hồng Hà nè. 7 em chốt chị Lê Hồng Hà. Tấn vỏ ơi, thêm thì comment là thêm nha. Sao chưa thấy comment của nàng vậy? Nên nàng của nàng cũng yếu rồi hả? Cái này đẹp mà. Cái này nó bị lỗi mấy chị ơi. Cái này nó bị lỗi xíu chỗ đây nè mấy chị. Cái này nó bị lỗi xíu chỗ đây nha. Cho chị 4 mét. Cho chị 4 mảnh 19 hả? 4 mảnh 19. Để xíu nữa em có cái khúc dài dài em bỏ chị thúc hình nha. Để xíu nữa em kiếm khúc dài em bỏ chị nha. Bấm cho bà chị thôi. Cái này em có mà còn khúc dài, có phải là mảnh này không? Mảnh này đúng không? Để xíu nữa có khúc dài thì em bỏ cho chị trúc hình nha. Trời bữa giờ chị mất tích đâu vậy? Rồi chị nào lấy mảnh này lên giùm em là sale mấy chị ơi, cái này là sale nha. Để em coi thử cái mảnh này. Cái này là mã 120 này mấy chị ơi, sale cho mấy chị. Sale cho mấy chị cái này là 120 hả? Sale 100.000 đi mấy chị ơi. Sale 100.000. Sale 100.000 nha mấy chị nha. Sale 100.000 để em đo thử bao nhiêu mét nè. Sale 100.000 cho mấy chị luôn. 4 mét mấy chị ơi, 4 mét sale 100. Đó bị lỗi khúc này, ở trên thì không bị nha mấy chị nha. Ở trên này thì không có bị nè. Ở dưới. Rồi chị nào lấy sale 100 thì sale 100 lên giùm em. Mã sale 100 lên giùm em. Dạ ok chị nè. Mã sale 100. Mã sale 100, chị nào lấy sale 100 chốt sale 100 lên giùm em 4 mét nha mấy chị nha. Cái chất vải này thì hơi nặng nhưng mà rủ lắm mấy chị. Sale 100 giùm em. 120 mà sale 100 đó mấy chị ơi. Chị nào lấy sale thì chốt sale giùm em nha. Cái đây hả? Cái đây là vải. Cái đây là chất đuổi chị nha. Đuổi thì nó hơi nặng xíu giùm em. Rồi cái này lên áo này mấy chị ơi. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em áo nè. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 này mấy chị ơi, 18 lên áo này. Áo 18 sale 100. Chị trúc hình chị bấm chị ghi giùm em chữ sale với chứ để tới hồi nhân viên nó. Tới hồi nhân viên em nó đem nó xếp, nó tưởng đâu số tiền nó xếp cho chị, em tính tiền cho chị luôn á. Nhiều khách là em không nhớ nổi á. Chị ghi giùm em luôn chữ sale luôn nha chị trúc hình nha. Sale đi chị ơi, ghi giùm em chữ sale đi. Rồi 18 này, 18 em chốt cho chị. Chị Nguyệt Trần ơi, chị Nguyệt Trần lên số điện thoại giùm em chị Nguyệt Trần này. Lên giùm em số điện thoại nha chị Nguyệt Trần nha.
Rồi thấy rồi. 40 lấy thêm 1.000 được không chứ không có bớt. Nguyệt Trần đơn mới. Rồi ai lấy mẫu này nữa chốt lên giùm em nha mấy chị. Có chứ. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em, cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m von tầm, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m. Ủa cái này ở đâu đẹp vậy? Hàng cây hả? 1,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên, bỏ lên giá này hả? Lấy chốt lên giùm em mã 20. Lấy chốt lên giùm em 20 nha mấy chị nha. 20, ai lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20 nè. Chốt mã 20 lên giùm em nha mấy chị nha. 20, ai lấy 20 chốt 20 nè. Mã 20 lên giùm em mấy chị ơi. 20, ai lấy 20 chốt mã 20 giúp em. Mã 20 von tầm nha mấy chị nha. 20 von tầm em chốt chị Trúc Huỳnh nè. Úc em tới em ghi cái chữ đây là chữ sale giùm chị. Sale 100. Đây tiền. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Về đó phải không? Dạ. Chọn cái giải gì mà già dữ. Rồi cái em có 1,5 m. 1,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m nè. Rồi cái này à 23.000 không? Cái đó đẹp á. 23 chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giùm em. Ý là nó sang thôi. 23 ai lấy chốt mã 23 lên giùm em nè mấy chị. 23 nè. Ai lấy 23 chốt 23 em ghi chữ C 100 nha. 23 chị nào lấy 23 chốt 23 1,5 m 23 cái này chắc lụa co giãn đẹp nha mấy chị nha. 23 nè. 23 em chốt chị Trịnh Huệ nè. Vẫn số điện thoại cũ hả chị Trịnh Huệ ơi? Vẫn số điện thoại cũ với sao chị? Cho chị Trịnh Huệ nè. Rồi lên tiếp cho. Trời má ơi mảnh này á. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo nè. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em. Cái này 100D nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 20 nè. Lấy chốt mã 20 lên giùm em nha mấy chị nha. 20 ai lấy 20 chốt 20 giùm em. Chốt mã 20 mấy chị ơi. 20.000 nha. Chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em với nè. Làm đơn cho chị Trịnh Huệ khỏi số. 20 cho có thăm. Chị có chị có gì 20 em chốt chị Lê Thị Quý. Chị Ngân Nguyễn. Chị Ngân Nguyễn nói gì vậy chị? Em không hiểu. Chị Ngân Nguyễn nói gì vậy? Cho chị Lê Thị Quý nè. Ôi cái bi màu vàng đây cho chị Lê Thị Quý nè. Bi màu vàng. Chị Lê Thị Quý hỏi em là cái bi màu vàng bỏ với chị đúng không? Đúng thì ok lên giùm em nha chị Lê Thị Quý nha. Em có mảnh bi vàng này 1,7 m nè. Từ nãy chị dặn em. Đúng không chị Lê Thị Quý? Đúng thì ok giùm em với. Rồi ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè mấy chị ơi. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em. Lấy áo thì chốt lên giùm em. Chị chốt nãy giờ không được luôn. À hai chị Ngân Nguyễn kêu là chốt hồi nãy giờ không được hả? Mạng của mấy chị nó hơi chậm á, mà bây giờ có mấy chị chốt luôn, chốt trùng mảnh nên là nó mấy chị chốt không được nữa sao. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 13 lên áo nè. Áo 13 chị nào lấy 13 chốt 13 lên giùm em mã 13 nè. À không có chị Ngân Nguyễn ơi, 23 chị không có. 13 chị nào lấy 13 chốt 13 von nha mấy chị nha, von 13 giùm em. Mã 13 giùm em mấy chị ơi, 13 Lê Thị Quý hết em. Bì dưới kia có Lê Thị Quý. 13 em chốt chị Nguyệt Trần. Bì dưới đất á. Dưới ghế á. Có đơn chị Lê Thị Quý dùng chị. Cho chị Nguyệt Trần. Rồi ai lấy mảnh von này chốt lên giùm em von này. Mấy chị cái này em có 1,7 m nè. 1,7 m von chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,7 m. Rồi cái này là 22.000 mấy chị nè. 22 1,7 m chào chị Minh Uyên nha. 22 ai lấy 22 chốt 22 giùm em mã 22 nè. Chốt mã 22 lên giúp em nha mấy chị ơi. 22 ai lấy 22 mình chốt 22 giùm em mã 22 nè mấy chị. 22 chị nào lấy? Dạ rồi ok chị nè. Còn bi vàng thì em để cho do hồi nãy chị Lê Thị Quý chị dặn em á. Rồi 22 chị nào lấy 22 chốt 22 giùm em. 22 em chốt chị Nhung Nguyễn nè. 22 em chốt chị Nhung Nguyễn.
không có hả? Rồi thêu này mấy chị ơi, ai lấy thêu thì chốt thêu lên giùm em nha mấy chị nha. Thêu, cái này em còn 80 phân mấy chị. 80 phân thêu, lụa thêu mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên giùm em, cái này mấy chị chốt mã 23 đi cho khỏi lộn mã nha. Mã 22 vừa qua rồi. Chị nào lấy thì chốt mã 23 giùm em, 23 nha mấy chị nha, thêu. Lụa thêu nha mấy chị nha, lụa thêu 23. Tôi hơn cả thơ giống. Lấy chút lên giùm em mã 23 nha mấy chị nhân 23. Trời ơi à, anh Hồng khỏi lo đi, mệt ghê luôn á. Ai lấy chút lên giùm em mã 23 nè. Mã 23, 23 em chút chị Bích Hà. Nàng cái việc ngồi yên nữa đi, đừng có xoắn lên nha. Em bao hết cho. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m dập ly nha mấy chị nha. 1,5 m luộc von dập ly mấy chị. 1,5 m von dập ly. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nè. 1,5 m dập ly 26 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt mã 26 lên giùm em. Mã 26, ai lấy 26 chốt 26 giùm em nha mấy chị nha. 26 ngàn. Ai lấy thì chốt mã 26 lên giùm em dập ly 1,5 m mấy chị. 1,5 m 26 ngàn. 26 chốt chị Bích Hà luôn nè. 26 chốt chị Bích Hà. Bích Hà này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Rồi cái này em còn 2,5 m. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2,5 m. 2,5 m chị nào lấy thì chốt lên giùm em lụa giấy màu hồng nha mấy chị nha. 37 ngàn. Lụa giấy màu hồng. Lụa giấy nhí màu hồng, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 37 mấy chị nè, 37 ngàn. Ai lấy chốt mã 37 lên giùm em, chốt 37 mấy chị nè, 37 nha. Ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em nha mấy chị nha, 37. 37 em chốt chị Yến Đỗ. 37 em chốt chị Yến Đỗ. À, cái đó bỏ chị Yến Đỗ. Em coi thì cái đó nhiêu không? Rồi cái này em có 1,5 m nè mấy chị ơi. Cái này em có 1,5 m nha. 1,5 m chị nào lấy thì chốt lên, cắt đi, cắt 2,5 m cho chị Yến Đỗ đi. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m nè. Lấy chốt lên giùm em 1,5 m. Lấy chốt lên giùm em mã 30. 30 chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30 nè. Chị nào lấy 30 chốt 30 lên giúp em nha mấy chị ơi. 30. Ai lấy 30 mình chốt 30 nè. Mã 30 lên giùm em nha mấy chị. Mã 30. Ai lấy 30 chốt 30 nè. Mã 30 lên giùm em, 30 em chốt chị Bích Hà nè. 30 em chốt chị Bích Hà, lụa 100D chị Bích Hà nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em, cái này lên áo này mấy chị ơi. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Áo nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt. Chốt lên giùm em mã 18 nè. Lên áo 18 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 18 lên giùm em nè. 18 chị nào lấy thì chốt mã 18 đó. 18 ai lấy 18 chốt 18 giùm em. Mã 18 mấy chị ơi, 18 nha. Ai lấy 18 chốt 18 đủ lên áo nè. Lên áo 18 này. Đủ cái này Bích Hà. 18 ngàn, ai lấy 18 chốt 18. Chị nào lấy 18 chốt 18 lên giùm em nha mấy chị nha, 18. Mã 18 này. Chấm trắng bài lên khoảng comment mấy chị ơi, mấy chị đừng có chờ tới mặn mấy chị thích mấy chị. Chấm lên giùm em với đi. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em 18 chốt chị Bích Hà luôn nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã 40. Lấy chốt mã 40 lên giùm em nha mấy chị nha, mấy chị chấm bài lên giùm em với nè. 40 em còn 2,5 m 40 ngàn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nè. Lấy chốt mã 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40k. Chị nào lấy thì chốt mã 40, cái này mát mềm rũ lắm luôn nè mấy chị ơi, 40 nè. 40 em chốt chị Bích Hà một mảnh nè. 40 còn mảnh cho chị Xòe Phạm nữa nè. 40 một mảnh cho chị Xòe Phạm. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em chân hai đầu cho mấy chị nè. Ai lấy chốt lên giùm em chân hai đầu. Cái này em có 1,5 m. 1,5 m chân hai đầu nha mấy chị nha. Lụa 100D chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 35. 1,5 m 35 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt 35 mấy chị nè. 35. Ai lấy 35 mình chốt 35 mấy chị ơi. 35 nè.
Mã 35 nha mấy chị nha. 35, ai lấy 35 chốt 35 giùm em. Mã 35. Chốt 35 lên giùm em. 35 chốt chị Lê Thị Quý nè. 35 em chốt chị Lê Thị Quý. Hết rồi, chị Kim Phụng, cô Hạnh Trần cũng hết rồi nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Vâng, thêu hạt nổi này mấy chị ơi, thêu hạt nổi, cái này em có 3,5 mét thêu hạt nổi. 3,5 mét thêu hạt nổi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3,5 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 65. 3,5 mét 65, chị nào lấy 65 chốt 65 lên giùm em mã 65 này. Mã 65 nha mấy chị nha, thêu hạt nổi màu màu cam mấy chị. 65 chị nào lấy 65 chốt 65 lên giúp em mã 65 nha mấy chị nha, 65k. Ai lấy thì mình chốt mã 65 lên giùm em. 65 em chốt cho Bích Hà này. 65 em chốt chị Bích Hà. Rồi lên cho mấy chị một mảnh này. Trời, cái hình con này dễ thương quá mấy chị ơi. Cái hình con này dễ thương quá, về mấy chị may đồ cho bé nha. Rất là dễ thương luôn. Lấy chốt lên giùm em mango luôn á mấy chị. Rồi cái này em còn 4 mét nè. 4 mét nha mấy chị nha, 4 mét. Màu nó hơi nhã nhặn xíu, ở ngoài nó hơi đậm hơn nha mấy chị nha. 4 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4 mét mango. Cái này là 85.000 mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt 85 hoặc là chia đôi giùm em. Lấy hết chốt 85 hoặc là chia đôi giùm em nha mấy chị nha. 85. 85 hoặc là chia đôi giùm em này mấy chị ơi, 85 này. 2 mét chị Bích Hà này. Còn 2 mét chị Trúc Quỳnh lấy không? Tưởng hàng về chứ. Làm bằng hộp. Chị Trúc Quỳnh lấy thì ok giùm em nha. Bích Hà chị bấm chưa? Ok chị Trúc Quỳnh này. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nữa nè mấy chị nè. Cái này em còn đủ áo mấy chị. Cái này em còn đủ áo, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Mày mày hả? Mày bỏ ba ảnh hồng đi. Chứ để bà hờn cả thế giới nữa khổ lắm. Bà hờn rồi bà đặt đầu vô gối bà tự giận nữa. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em, cái này đủ lên áo nè, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Áo nè. Áo này 16.000, chị nào lấy thì chốt mã 16. Mạng chị bị lát hả? 16 bỏ cho ấm hồng á. 16 chị nào có cái bì dưới không? Không có thì làm đơn. 16 chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16 nè. Mã 16 nha mấy chị nha. 16k mảnh hình thú em hết rồi. 16.000 mấy chị ơi, 16.000 cái này là gì hả? Cái nhìn này giống như là lụa tâm vậy mấy chị. Cái này đẹp lắm. 16 chị nào lấy 16, cái này đủ lên áo thôi nha mấy chị nha. 16 chốt chị Kim Hương này. 16 chốt chị Kim Hương. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em, cái này em có 1,4 này mấy chị. 1,4 nha mấy chị nha, 1,4. 1,4 mấy chị ơi, 1,4 này. Sọc màu xanh, lụa co giãn, cái này là 33.000 mấy chị. 1,4 33.000, chị nào lấy thì chốt mã 33. Cái này mấy chị lên quần lên đồ đẹp này mấy chị ơi. 33 ai lấy 33 chốt 33 giùm em. Mã 33 mấy chị nha, 33. Ai lấy 33 chốt 33 giúp em. Mã 33. Ai lấy 33 chốt 33 giùm em nha mấy chị nha, 33.000. Co giãn nha mấy chị nha, chắc đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này chắc đẹp lắm. 33.000 chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giùm em. Chào chị Thị Hoàng nha. 33 ai lấy 33 chốt 33. Cái này về mấy chị lên quần ống suông ống rộng, ống ôm gì cũng được mấy chị, co giãn tốt luôn, chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 33. 33 em chào chú chị Đặng Thị Mỹ Tiên này. Lên số điện thoại giùm em nha chị Đặng Thị Mỹ Tiên nha. Lên số điện thoại giùm em với. Lên số điện thoại giùm em chị Đặng Thị Mỹ Tiên này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh. Cái này là vải gì mấy chị ơi? Giống như găng vậy mấy chị. Cái này giống như lụa găng vậy mấy chị ơi, lụa găng này. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em, cái này đủ lên áo này. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em áo. Áo này 15.000, chị nào lấy thì chốt mã 15. Cho em đúng số nha mấy chị nha, nhớ là cho em đúng số nha. Lấy chốt lên giùm em mã 15. 15 mấy chị nha, 15, ai lấy 15 chốt 15 giúp em.
Mã 15 nha mấy chị nha, 15 này. 15 chị nào lấy 15 chốt 15 mấy chị nha, 15. Mã 15 giùm em. 15.000 ai lấy 15 chốt 15 này mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nền đen hoa trắng này. Cái này em có 1m8 này. 1m8 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 30. Lấy chốt lên giùm em mã 30 nha mấy chị nha, 30, 15 chốt chị Bích Hà này. 30 chị nào lấy 30 chốt 30 giùm em mã 30 này. Ai lấy 30 chốt 30 giúp em nha mấy chị ơi, 30. Ai lấy 30 mình chốt 30 mấy chị ơi, 30 này. Em còn khúc này, 2 khúc mấy chị. Em còn 2 khúc nha mấy chị nha. Chị nào lấy 2 khúc thì chốt lên giùm em 2 khúc này. 2 khúc nha mấy chị nha, 2 khúc. Một khúc là 1 mét. Để em coi nha. Một khúc là 1 mét nè. Em đo là mấy chị nhắm, mấy chị lấy được thì mấy chị chốt nha. Một khúc là 1 mét. Một khúc là 80 phân. Một khúc là 1 mét, một khúc là 80 phân. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 31 này. 31 chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giùm em. 30, 30 chốt chị Thị An Nguyễn nè. Rồi cái này là 31 này mấy chị. Cái này cũng là 30 nhưng em chốt 31 cho khỏi lộn mạng mấy chị ơi, 31 nha. Chị nào lấy 31 thì chốt 31 lên giùm em mã 31. Mã 31 2 khúc cho cô Hạnh Trần nè. Cô 2 khúc cho cô Hạnh Trần nè. Một mảnh là 1 mét, một mảnh là 80 phân nha cô nha. Rồi măng gồ lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nha mấy chị nha. Ai lấy ờ để lấy chốt lên giùm em mã 16 nè. Măng gồ lên áo 16 ngàn. Măng gồ lên áo 16, chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16 nè. 16 nha mấy chị nha, măng gồ lên áo 16 ngàn. Ai lấy 16 chốt 16 giúp em. Mã 16 mấy chị nha, 16 em chốt chị Tuyết Nguyễn nè. Tuyết Nguyễn cũ. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nữa nè. Cái này là von dập nè mấy chị. Von dập em còn 1,5 mét. À không phải. Lộn. Đo khổ nó mới ghê chứ. Rồi cái này em còn 4,5 mét von dập mấy chị ơi, 4,5 mét von dập giùm em. 4,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 16 em hết mấy chị đẹp nha. Lấy chốt lên giùm em 4,5 mét. Cái này là 46.000 mấy chị nè, 46.000. Chị nào lấy thì chốt mã 46 lên giùm em, chốt 46. Ai lấy chốt mã 46 lên giùm em nha mấy chị nha, 46.000. Chị nào lấy thì mình chốt 46 lên giùm em mấy chị nè, 46.000. Ai lấy chốt 46. Mã 46 lên giùm em, 46 von dập, 46 chốt chị Trúc Huỳnh. 46 chốt chị Trúc Huỳnh. Rồi lên cho mấy chị mạnh đuổi nè. Ai lấy đuổi thì chốt đuổi lên giùm em, mã đuổi nha mấy chị nha. Cái này em có 1,5 mét. 1,5 mét đuổi, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 1,5 mét này. Rồi cái này là 29.000. 1,5 mét 29.000, chị nào lấy thì chốt mã 29. Lấy chốt lên giùm em mã 29 mấy chị ơi, 29k. 29 đuổi nha mấy chị nha, đuổi 29.000. Ai lấy chốt mã 29 lên giùm em mã 29 nè. Lấy chốt lên giùm em 29 mấy chị, 29. Rồi cái này em còn 1,5 mét luôn. 1,5 mét họa tiết hình cái lá này. Cái này là lụa 100D, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 29 em chốt chị Bích Bích Hà. Rồi cái này là 26.000, chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giùm em hình cái lá 26. 26 nha mấy chị nha, 100D 26 em có 1,5 mét 26 này mấy chị. 26 em chào chị Hương Trương nha. 26 chị nào lấy 26 chốt 26, 26 em chốt chị Mai Nguyễn. 26 em chốt chị Mai Nguyễn. Em hết rồi mất tiêu rồi chị Trịnh Huệ này. Mai Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh tơ này mấy chị ơi. Tơ lụa nha. Cái này tơ lụa giùm em còn 2 mét tơ lụa nè. 2 mét tơ lụa có độ co giãn nhẹ nè. Lại chốt lên giùm em tơ lụa này có 16.000 thôi. Lại chốt lên giùm em 16. Em chào chị Dương Thanh Thủy nè. 16 chị nào lấy 16 chốt 16 giùm em mã 16 tơ lụa nè. Tơ lụa 16.000, ai lấy 16 chốt 16 giúp em mã 16 mấy chị. 16 em chốt chị Trúc Huỳnh nè. 16 chốt chị Trúc Huỳnh cho thùng lộn nha. Đây, đi bỏ đi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nè. Cái này em có 1,7 mét nè. 1,7 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,7 mét.
Cái này không có giảm nha mấy chị nha. Rồi cái này là 29.000, chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giùm em. Này lụa satin không giảm giùm em 29. Ai lấy chốt mã 29 lên giùm em 1m7 nè. 1m7 29.000, chị nào lấy thì mình chốt 29 lên giúp em. Mã 29 mấy chị ơi, 29k. Ai lấy chốt 29. 29 em chốt chị Yến Đỗ. 29 em chốt chị Yến Đỗ. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nền đen hoa nữa nè. Nền đen hoa trời này đẹp quá à. Cái này em có 1m6 mấy chị nè, 1m6 nha. Cái này cũng không giảm mấy chị ơi, nhưng mà chắc đẹp lắm. Lai chốt lên giùm em. Trời ơi chị Mai Tuyết hồi nãy giờ chị chưa chốt được mảnh nào luôn á. Rồi chốt lên giùm em mã 25. Mạng hơi chậm chị ơi. 25 chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em 1m6 nè. 1m6 25.000, ai lai chốt lên giùm em 25 này mấy chị. Mã 25 mấy chị nha, 25 cái này không giảm nha mấy chị nha, không giảm nhưng mà mềm rủ giùm em. 25 mấy chị nha, 25. 25 em chốt chị Mai Nguyễn. 25 em chốt chị Mai Nguyễn. Cái này từng nãy ai chốt ra đây nè. Mới đây nè. Rồi em lên lại mảnh đây nha. Quên mất tiêu rồi, không biết ai chốt luôn. Không biết ai chốt mảnh này luôn. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Cái này satin không giãn nè. Em mới lên mà sao em quên rồi. Cái này em còn 3m rưỡi nè. 3m rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m rưỡi nha. Lấy chốt lên giùm em mã. Mã 56 chị nào lấy 56 chốt 56 giúp em. Mã 56 mấy chị ơi 56.000. Ai lấy mình chốt 56 lên giùm em 3m rưỡi nha. 3m rưỡi 56. 56 ai lấy chốt mã 56 lên giùm em nè mấy chị ơi. 56 chấm bài mấy chị ơi cho để ẩn comment nha mấy chị nha. 56 này 56 chốt chị Yến Đỗ nè. 56 chốt chị Yến Đỗ. Có mảnh này cho chị Nhung Nguyễn nè. Có mảnh cho chị Nhung Nguyễn. Có. Rồi ai lấy mảnh lâm này chốt lên giùm em lâm nha mấy chị nhân lâm này. Cái này em còn 3m5. 3m5 hoa nhí, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m5 hoa nhí nè. Nhung Nguyễn nha. Lấy chốt lên giùm em mã 65. 3m5 hoa nhí 65.000, chị nào lấy thì chốt mã 65. Ủa chị Yến Đỗ, chị có mảnh rồi mà chị Yến Đỗ ơi. Yến Đỗ ơi, chị có mảnh 56 rồi, chị lấy thêm hay sao? Thêm thì comment là thêm giùm em với nha. 56 mấy chị ơi, 56 chốt chị Phan Lê. À phải chị Hương Nguyễn có kính. 56 chị chốt chị Hương Nguyễn có kính, em lộn. Hương Nguyễn có đơn chưa? Chưa có hả? Phải không? Nhớ là có một mảnh đó nè. Chị Yến Đỗ ơi, chị lấy thêm thì comment là thêm giùm em đó nha. À thêm rồi, ok chị nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này là von này mấy chị. Ai lấy von thì chốt von lên giùm em nha mấy chị nha. Von này. Cái này em còn 4m von này mấy chị ơi. 4m von này. Lấy chốt lên giùm em 4m. 4m von, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4m von này. Cái này là 59.000. 4m von 59.000, chị nào lấy thì chốt mã 59 này. 4m von 59.000, lấy hết thì chốt. Không thì chia giùm em 59. Ai lấy chốt lên giùm em mã 59 này. 59, chị nào lấy 59 chốt 59 lên giúp em mã 59. 59.000, ai lấy chốt mã 59 lên giùm em mã 59 mấy chị nha, hoặc là chia đôi. Cái này mấy chị chia ra giùm em cũng được mấy chị ơi. Không lấy hết thì mình chia nha. Von 59.000. Chị nào lấy thì chốt mã 59 lên giùm em. 19 còn không hả? 19 qua lâu rồi Lê Hồng Hà ơi. Để coi thử nha. Qua lâu rồi. 59 hoặc là 59 chia giùm em nè. Anh Hồng bỏ cho anh Hồng một mảnh rồi nha anh Hồng nha. Rồi cái này em còn 3m, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m nè. 3m, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m beo. 3m beo co, cái này là lụa găng mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 52. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, co giãn mềm rũ nữa chứ. 52, chị nào lấy 52 chốt 52 lên giùm em. Em cảm ơn chị Thúy Hoàng nha. 52.000, chị nào lấy thì chốt mã 52, 59 chia cho chị Xòe Phạm. Cái này đó, chia mấy mét? 2m. 52 em chốt chị Lê Hồng Hà. À, cái này là 3m chị Lê Hồng Hà nha.
lấy mặn lăn này nữa chốt lên giùm em lăn này mấy chị. Chị nào lấy lăn thì chốt lăn lên giùm em. Chia sẻ phản thôi. Thì đó lăn chính chia đó. Lăn này lăn nha mấy chị nha. Lăn này em còn 4,5 mét mấy chị. 4,5 mét lăn chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Lăn này nó hơi mỏng xíu nha mấy chị nha. Em báo cho mấy chị biết trước để mấy chị ưng thì mấy chị chốt. Lăn này hơi mỏng xíu. Lấy chốt lên giùm em 4,5 mét. Rồi cái này là 57 ngàn. 57 ngàn, 56 à. 56 chị có theo chị Hương. 56 em bỏ chị rồi mà. Cái mảnh hồi nãy chị chốt đúng không? 56 em bỏ chị rồi chị Hương. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nè. 2,5 mét lăn cho chị Yến Đỗ nè. Lăn này hơi mỏng nha chị nha. Nhưng mà lên nó cũng không có lòi đâu. Chị lên váy lên đồ. Chị lên áo lên váy là ok luôn á chị Yến Đỗ. Nói chung là nó không, nó mỏng là mình may bộ ôm nó mỏng thôi. Yến Đỗ rồi còn ha, còn bao nhiêu bỏ cho gì, bỏ cho Tấn vỏ nha, bỏ cho Tấn vỏ nha. Tấn vỏ còn 1,8 bỏ cho Tấn vỏ nha. Ok dùm với nha Tấn vỏ ơi. Uống miếng nước để mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von bi nè. Ai lấy von bi chốt lên giùm em. Trời von bi này chắc đẹp lắm. Von bi chắc đẹp nha mấy chị nha. Ai lấy chốt lên giùm em. Em còn 5m von bi nè. 5m von bi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 5m. 5m bi ai lấy chốt lên giùm em mẹ 72. Lấy hết chốt mẹ 72 lên giùm em hoặc là chia. Cái von bi này chắc đẹp lắm mấy chị ơi. 72 chị nào lấy 72 chốt 72 lên giùm em mẹ 72 nè. Chốt mẹ 72 lên giùm em nha mấy chị nha, hoặc là chia ra giùm em 72 nè. 72 ai lấy 72 chốt 72 giùm em nha mấy chị nha, 72 ngàn. Ai lấy chốt mẹ 72 giục vô không anh ạ. 72 ai lấy 72 chốt 72 lên giùm em. Trời cái này còn 72 ngàn ai lấy chốt 72 lên giùm em. 72 em chốt chị Trúc Huỳnh nè. Rồi mặt này em còn luôn mấy chị. Chị Yến Đỗ có rồi nha, còn mặt này em còn. Mà nay em còn chị nào chốt thì chốt nè, em còn 1,5 mét, 1,6 mét mấy chị ơi. Này cái này 1,6 mét, 1,7 mét luôn á mấy chị. Lai chốt lên giùm em. Chị nào nãy chưa có mấy chị nè. Lai chốt lên giùm em mã 28 nè. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 giùm em mã 28. Bây em hết rồi mấy chị, bây em hết rồi. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 giùm em. 28 con này. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 giùm em mấy chị này. 28 chốt chị Trúc Huỳnh. Không giãn như chị Trúc Huỳnh nha. Không có giãn. Bền rũ nhưng mà không giãn. Trúc Huỳnh. Rồi lên cho mấy chị mặn tơ nè. Ai lấy tơ thì chốt tơ lên giùm em. Chị nào lấy tơ thì chốt tơ mấy chị nha. Ai lấy tơ thì chốt tơ lên giúp em nè. Tơ hoa. Tơ hoa này em còn 3,5 mét tơ hoa này mấy chị. Tơ hoa 3,5 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Tơ hoa 3,5 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 28. Mã bao nhiêu? À mã 2. Mã 29 mấy chị, lộn mã 29. Ai lấy chốt lên giùm em mã 29 mấy chị ơi, 29 nè. Mạng yếu quá. À chị Nhân Nguyễn hồi nãy em có bỏ cho chị một mảnh rồi. Bé. Dạ. Sao cái mảnh răng răng chị nói bỏ cho Nhân Nguyễn mà em phải không? Hay là em bỏ cho Nhân Nguyễn hồi nãy một mảnh răng răng đâu? Rồi, cho tao thấy cái mảnh kia giống. Em bỏ chị một mảnh rồi nha. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 giùm em. Lấy chốt mã 29 giùm em nha mấy chị nha. 29 tơ nha mấy chị nha. Mấy chị chốt lại giùm em 29 đi mấy chị ơi, nhầm mã trước 28 mấy chị. 29 nè. Mạng chậm em bỏ cho chị một mảnh rằng rằng rồi đó. Em tự bỏ rồi. Chị nào lấy 29 chốt 29 giùm em mấy chị đẹp ơi, 29 ngàn tơ nha mấy chị nha. Tơ 29. Tơ 29 chị nào lấy 29 chốt 29 nè. Rồi lên cho mấy chị khúc áo nè. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em nè. Chị Phan Lê hả? Chị Phan Lê lên số điện thoại giùm em chị Phan Lê nha. Lên số điện thoại giùm em. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã. Mã 19 mấy chị ơi, 19 nè. Phan Lê chưa có đơn đúng không? 19 mấy chị ơi, 19. 19 cái này em có 1m1 nè mấy chị.
1m1 19.000, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 19, 1m1 19 nè. Ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19 nè. 19, ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19. 19.000, ai lấy chốt mã 19 lên giùm em. 19 mấy chị nha, 19 nè. Chốt lên giùm em 19, ok. Mắc làm không hay. 19.000 ở đây. Đó, bấm vô trong cái đó. Rồi cái này cho tắng vỏ nè. Rồi người đẹp ơi, lên số giùm em chị Phan Lê. Lên số giùm em chị nha. Rồi bi, ai lấy bi chốt bi lên giùm em. Bi này cũng đủ lên áo luôn. Cái này em có 1m3. 1m3 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m3. Chị thích vằn vện với lại quằn quại đúng không? Em bỏ gì? Rằng rợn với quằn quại cho chị nha. Rồi cái này 25.000 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 25. Ai lấy 25, ok chị Phan Lê nha. Chị nhớ là mấy chị nhớ cho em đúng số nha. Rồi 25, chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em nè. Mã 25 mấy chị. 25 co giãn 100D mấy chị ơi. 25 em có 1m3. 1m3 25 em chốt chị Bích Hà nè. 25 em chốt chị Bích Hà. Bích Hà nè. Rồi beo này, chị nào lấy beo chốt beo lên giùm em nha. Ai lấy beo thì chốt beo lên giùm em. Rồi cái này em còn 2m2 mấy chị. 2m2 beo nè. 2m2 beo chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 chị nào lấy thì chốt mã 31 mấy chị nè. 31.000 nha. Lấy chốt lên giùm em 31.000 beo. Beo 31.000 chị nào lấy thì chốt mã 31 giùm em. 25 em hết rồi. 31 chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em mã 31 em chốt chị Thúy Hoàng nè. 31 em chốt chị Thúy Hoàng. Đơn mới hỏi số. Rồi nhí nè mấy chị ơi, ai lấy nhí thì chốt nhí lên giùm em. Chào chị Hạnh Lê nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này 100D nè mấy chị ơi. Cái này đủ áo cho mấy chị thôi. 100D, 100D lên áo. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19 chị nào lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19 mấy chị nè. Ai lấy 19 chốt 19 lên giúp em nha mấy chị nha. 19. Chị nào lấy 19 mình chốt 19 lên giùm em mã 19 mấy chị ơi. 19 nè. Ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em. Chốt mã 19 mấy chị nè. 19. 19 em chốt chị Bích Hà. Chị Tuyết Nguyễn chốt sau mất rồi. Mạng của chị Tuyết Nguyễn hơi chậm nè. Cái bữa chị Tuyết Nguyễn chốt nhanh lắm mà ta. Sao bữa nay chậm dữ. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này cũng lên áo luôn. Beo luôn nè mấy chị. Beo này cũng lên áo luôn nha. Lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em. Chào chị Hồng Thanh nha. Lấy chốt lên giùm em mã này 19. Mấy chị chốt 18 đi. 18 khỏi lộn mã. 18 mấy chị nhăn 18. Ai lấy 18 chốt 18 giùm em nè. Mã 18 mấy chị nhăn 18. Ai lấy 18 chốt 18 giùm em. 18 mấy chị ơi 18 nha. Ai lấy 18 chốt 18. Chị Nguyễn Hà mạng chậm hơn nữa. 18 chị nào lấy 18 chốt 18. 18. 18 chốt cho cô Hạnh Trần nè. 18 chốt cho cô Hạnh Trần. Rồi lên cho mấy chị Khúc Lâm. Cái lâm này nó mỏng lắm mấy chị. Lâm này nó mỏng lắm mấy chị, lên áo hoặc lên đồ con nít thôi chứ lên lên đồ bộ cho mấy chị chắc không được đâu. Cái mảnh nó cũng nhỏ nữa. Rồi 17.000. 17.000 chị nào lấy 17 chốt 17 lên giùm em, đủ lên cái áo thôi. 17.000 mát lắm mấy chị ơi. 17 đủ lên áo nè. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 giùm em nha. 17. Lâm 17.000 đủ lên áo nè. 17. Ai lấy 17 chốt 17 giúp em mã 17. 17 rồi cái này 2m này mấy chị. 2m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m. 2m lụa, ai lấy chốt lên giùm em mã 39. 39 chị nào lấy 39 chốt 39 giùm em mã 39 nè. Ai lấy chốt mã 39 lên giúp em mã 39 nha mấy chị nha. 39 nè. Ai lấy 39 chốt 39 giùm em mã 39k. 39 mấy chị nha. 39 nè. 39 mấy chị, 39 chốt chị Yến Đỗ. 39 em chốt chị Yến Đỗ. Rồi lên cho mấy chị Phúc satin mấy chị. Satin cái này không có hả?
Ai like chút lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái mảnh này nó hơi lỗi xíu, mấy chị ghi từ sale giùm em, phải có từ sale nha mấy chị nha. Chứ hồi nhân mấy chị không ghi từ sale là nhân viên em nó xếp vô luôn á, nó tính tiền luôn á. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã sale. Sale 15. Sale 15, chị nào lấy sale một chút sale 15 lên giùm em mã sale. Sale 15 lên giùm em mã sale 15. Sale 15 mấy chị nha, sale 15. 17 hả? 17 em chốt với chị Nguyễn Thị Hòa. Chị Nguyễn Thị Hòa ơi, mình lên số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Thị Hòa nha. Chào chị Trần Vinh này. Mấy chị ơi, mấy chị ghi sale 15 giùm em nha. Sale 15 nha mấy chị nha, sale 15. Sale 15 chốt cho chị. Chốt chị Hạnh Lê. Chị Hạnh Lê đơn mới lên giùm em số điện thoại nha. Lên giùm em số điện thoại này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1,5 m long long này mấy chị. Đẹp lắm. Cái này ở ngoài rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, đẹp lắm luôn. Đó, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m. Lấy chốt lên giùm em mã. Mã 32. Lấy chốt lên giùm em mã 32 nha mấy chị nha. 32, ai lấy 32 chốt 32 giùm em. Nhớ là cho em đúng số mấy chị nha. 32, chị nào lấy 32 chốt 32 giùm em mã 32 nè. Mã 32 xem là nhìn thử chị có cho sai số không hay cho đủ số không nha, chứ không phải là cầm bấm vô không đâu á. Dạ. Coi thử lỡ chị lên rồi chị chữ rồi lên R anh đồ gì đó. Gọi cho 11 số. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi, 32 nè. 32 em chốt chị Hạnh lên nè. Khách cũ hả? Dạ em biết chị khách cũ nhưng mà vẫn xin á. Xin rồi giờ em lưu luôn nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Em vẫn nhớ chị khách cũ mà. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này em có 3 mét thì mấy chị ơi, 3 mét nha. 3 mét. Lấy chốt lên giùm em 3 mét nè. 3 mét satin, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 51 nè. 3 mét satin 51.000, chị nào lấy thì chốt mã 51. Lấy chốt lên giùm em mã 51 lên giùm em mã 51 nè. Lấy chốt mã 51 lên giúp em mấy chị nha. 51.000 Nguyễn Hồng Ni hồi nãy giờ. Nãy giờ Nguyễn Hồng Ni cũng chưa chốt được mảnh nào luôn. 51 em chốt chị Trần Vinh nè. Trần Vinh khỏi số nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa màu tím nè. Ai like chốt lên giùm em. Em chào chị Đinh Thị Na nè. Rồi cái này em còn 2 mét lụa màu tím, lụa 100D, 2 mét lụa tím. 2 mét lụa tím 100D, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã. Mã 37. 37 mấy chị ơi, 37, ai lấy 37 chốt 37 giùm em, mã 37 nè. 37 chị nào lấy 37 chốt 37 giúp em nha mấy chị, 37.000. Màu tím 37.000 mấy chị nè. 37 em chốt chị Nguyễn Hoàng nè. 37 em chốt chị Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng hình như có đơn rồi đúng không biết. Có đơn Nguyễn Hoàng rồi đúng không? 126. Rồi lên cho mấy chị khúc áo nè. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha mấy chị nhân áo nè. Áo này 19.000, chị nào lấy áo thì chốt mã 19 lên giùm em, áo 19. Ai lấy áo 19 chốt áo 19 lên giùm em nha mấy chị, áo 19 nè. Chị nào lấy áo 19 chốt áo 19 lên giùm em, mã áo 19 nè. Áo 19, ai lấy 19 chốt 19 giúp em, áo 19.000. Chị nào lấy áo 19 chốt áo 19 lên giùm em nha mấy chị. Áo 19.000 mấy chị ơi. 19 chốt chị Bích Hà nè. Rồi cái này em còn 3 mét nè mấy chị ơi. Cái này còn 3m1 luôn á, von lụa không cần lót nè. 3m1 chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi cái này là 55.000, chị nào lấy thì mình chốt mã 55 có đâu hả? 55, ai lấy 55, 3m1, 55.000, chị nào lấy thì chốt mã 55. Chốt mã 55 lên giùm em nha mấy chị nhân, 55.000, chị nào lấy thì mình chốt 55 nè. Mã 55 nha mấy chị nhân, 55 chốt cho Bích Hà luôn nè. 55 chốt cho Bích Hà.
Rồi lên cho mấy chị một mảnh thổ cẩm này mấy chị. Ai like chốt lên giùm em thổ cẩm. Thổ cẩm mấy chị nha, cái này em còn 1m7. 1m7 thổ cẩm, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã. Mã 32. 1m7 32 ngàn, chị nào lấy thì chốt 32 lên giùm em mã 32. Ai lấy 32 chốt 32 giúp em nha mấy chị. 32 thổ cẩm 1m7 32 nè. 1m7 32 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 32 giùm em. Chốt mã 32 giùm em nha mấy chị nha. 32 em chốt cho chị. 32 em chốt chị Mai Nguyễn nè. 32 em chốt cho Mai Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị khúc gấm nè. Khúc gấm màu kem nha mấy chị nha. Gấm màu kem, chị Nguyễn Hà ơi mạng chậm quá. Em qua mã 32 rồi chị mới lên cái mã 55 luôn á. Sao mà chốt cho lại đây. Rồi cái này em còn 4 mét gấm này mấy chị ơi. 4 mét gấm màu kem. Lấy hết gấm thì chốt lên giùm em hoặc là chia em cho chị Nguyễn Thị Hương nha. Chị Hương ơi chốt thêm đi rồi đi đơn cho chị nha chị Hương. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 67. 67 già. 67 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 67. 4 mét gấm 67 ngàn này. 67 chị nào lấy 67 chốt 67 giùm em. 4 mét gấm 67 ngàn. 4 mét gấm 67 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 67. Cô Hạnh cần 2 mét gấm này. Màu kem nha cô nha. Rồi cái này em còn 2 mét nè mấy chị ơi. Cái này em còn 2 mét nè. 2 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này là 35 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 35. 2 mét gắm 35 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 35 lên giùm em. 2 mét gắm 35 ngàn nha mấy chị nhân màu kem 35 này. 35, ai lấy 35 chốt 35 giùm em, mã 35. Mã 35 nha mấy chị nhân 35, ai lấy 35 chốt 35 này. 35 giùm em rồi caro. Caro cái này em còn 3,5 mét caro này. 35 chốt chị Bích Hà. Rồi ai lấy mỏng này chốt lên giùm em. 3,5 mét caro, cái vải này là vải gì ta? Vải nỉ hay vải gì mấy chị ơi, cái này em không biết vải gì đúng không? Rồi ai lấy mỏng này chốt lên giùm em mã 80, 3,5 mét 80. 80 cái này mấy chị lên dạng như vải quần nam á mấy chị. Đây này em cho mấy chị coi kỹ nha. Em cũng không biết vải đây vải gì nữa. 80 chị nào lấy 80 chốt 80 giùm em. Em ơi phiền em bỏ. Em lấy cái mặn của 51 của Trần Vinh á, đem ra đây. Không biết ai chốt luôn. 80 chị nào lấy 80 chốt 80 lên giùm em nha mấy chị nha. 80 này. Lấy chốt lên giùm em 80 nha mấy chị nha. Rồi cái này 51 ngàn chị Trần Vinh chị mới xả nè, hồi nãy chị nào chưa chốt, chốt trật thì chốt lại giùm em nha. Chốt trật thì chốt lại giùm em 51 ngàn này. 51 chị nào lấy 51 chốt 51 lên giùm em mã 51 này. 51 nha mấy chị nha, 51 ngàn chị nào lấy thì chốt nè. Chốt 51 giúp em. Mã 51 nha mấy chị nha, 51k. 51 em chốt chị Lê, Lê Ngọc Hà hả? Có đơn rồi đúng không? Người ta là Lê Ngọc Hà, chị tôi Lê Ngọc Hà. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè. 80 em ơi chốt không hả? 80 cho chị Nguyễn Thị Hòa nè. 80 em chốt chị Nguyễn Thị Hòa nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị. 80 em hết rồi. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em áo này mấy chị ơi. Ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. Ok chị Trần Vinh nha. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 lên giùm em mã 17 nè. 17 mấy chị ơi, ai lấy 17 chốt 17. 17 mấy chị nha, 17 nè. Ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em lên áo 17. 17 mấy chị nha, 17 em chốt chị Hạnh Lê nè. 17 chốt cho Hạnh Lê. Rồi beo này mấy chị ơi, ai lấy beo chốt beo lên giùm em. Beo nha mấy chị nha, cái này nó bị mất hổ mấy chị ơi. Cái này nó bị mất hổ. Em còn 1m7. Em còn 1m7, tối có không giờ chị.
Dạ tối có like nha chị Nguyễn Hà nha, tối em có like. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã sale 15. Gì vậy? Sale 15, chị nào lấy sale thì chốt sale 15 lên giùm em. Mấy chị ghi sale giùm em nha, sale 15. Chị nào lấy sale thì chốt sale 15 lên giùm em, mã sale. Mã sale 15 lên giùm em mấy chị đẹp ơi, mã sale 15. Sale 15 nha mấy chị nha, còn 1m7, sale 15 giùm em. 1m7 mấy chị nha, sale 15. Mấy chị ghi từ sale nha mấy chị nha, chắc không thôi là tới hồi tính tiền luôn á. Rồi cái này em còn 2m nè. Mấy chị ghi giùm em chữ sale đi cho thôi nhân viên xếp đơn là nó bỏ cho mấy chị luôn á. Rồi sale 15 nè, sale 15 chốt cho chị Hạnh Lê luôn nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em mã 36 nè. 36 ngàn chị nào lấy, ui nắng quá. 36 chị nào lấy 36 chốt 36 lên giùm em lụa 100D 36 nè. 36 cái này em có 1m9 gần 2m nè, 36 ngàn phong cảnh này mấy chị. 36 chị nào lấy thì chốt mã 36 giúp em. Mã 36 mấy chị ơi, 36 ngàn. Ai lấy chốt mã 36. Có co giãn 100D hình phong cảnh này mấy chị. 36 ngàn nha mấy chị nha, lấy chốt lên giùm em. 36 chốt chị Kim Phụng. 36 chốt chị Kim Phụng. Làm đơn hỏi số này. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Cái này đủ lên áo cho mấy chị này. Màu ngoài đẹp hơn nha mấy chị. Đủ lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Áo này. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 17. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 lên giùm em. Chưa chị Kim Phụng. 17 ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em nè. Mã 17 nè. Chốt 17 lên giùm em nha mấy chị nha. 17 lên áo. Úp, tắt cái điện này nha. 17 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giùm em mấy chị ơi. 17 ai lấy 17 chốt 17 giúp em mã 17 nè. 17 ngàn chị nào lấy 17 chốt 17. 17 em chốt chị Nhung Nguyễn. 17 em chốt chị Nhung Nguyễn nè. 17 một mảnh nữa à, từ bỏ đây chị Nhung Nguyễn. 17 một mảnh cho chị Thúy Hoàng nè. Lấy cho Nhung Nguyễn đi. Chị Nhung Nguyễn ơi, em chốt cái mảnh lớn á chị nha, đưa đây. Thúy Hoàng cái mảnh nhỏ. Đây mảnh lớn nè. Đây là mảnh lớn. Đưa đây. Mảnh lớn chị ok giùm em nha chị nha. Là 33 ngàn nha nha chị. Chị Nhung Nguyễn. Mảnh lớn là 33 ngàn. Chị lên 33 giùm em với chị Nhung Nguyễn ơi. Lên giùm em 33. Lên giùm em 33 với nha chị. Rồi bi, chị nào lấy bi thì chốt bi lên giùm em. Bi nè. Bi cái này em còn 4m bi nè. Mà 3m rưỡi bi nè. 3m rưỡi bi đỏ. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m rưỡi. 72 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 72. Chào Giang Kim nè. 72 chị nào lấy 72 chốt 72 lên giùm em 72 nè. Ai lấy chốt mã 72 lên giùm em 72. 72 chị nào lấy 72 chốt 72 lên giúp em mã 72. 72 nha mấy chị nha. 72 chị nào lấy 72 chốt 72 giúp em nè. Mạng gì vậy trời. Chị nào lấy 72 chốt 72 giùm em. Bấm hai cái tờ giấy út. 72 nha mấy chị nha. 72. Chị nào lấy 72 chốt 72 lên giùm em nha mấy chị nha. 72. Ủa chị muốn mạnh lớn à. Bi nha mấy chị nha. Bi 72 ngàn chị nào. Gì vậy út. 72 chị nào lấy 72 chốt 72 lên giùm em. Cái này gần 4m này mấy chị ơi. 72 em chốt chị Hồng Thanh này. Hai mét bi chị thấy An Nguyễn làm đơn cho Hồng Thanh. Còn cái bi. Này. Cái đó không lo ham, không lấy được nữa thôi.
ra thì bê nha. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em này mấy chị nè. Rồi cái này em còn 3 mét nè mấy chị ơi, cái này em còn 3 mét nè. 3 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 55. 3 mét 55 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 55. Bi hả chị, bi đó lụa giấy á chị Hồng Thanh. Bi đó thì lụa giấy. Lấy chốt lên giùm em mã 55 nha mấy chị nhân 55 nè. Ai lấy 55 chốt 55 lên giùm em nha mấy chị nhân 55 ngàn. Ai lấy thì mình chốt mã 55 lên giúp em. Mã 55 nha mấy chị nhân 55 em chốt chị Lê Ngọc Hà nè. 55 chốt chị Lê Ngọc Hà. Bi đó là lụa giấy á chị Hồng Thanh ơi. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em satin hoa này. Satin hoa ai lấy chốt lên giùm em satin. Satin cái này em còn, cái này em còn gần 4 mét này. Cái này chắc tầm 3m8 đó mấy chị. 3m8 á, chưa tới 4 mét đâu. 3m8 chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này là 66 ngàn này. 66 ngàn chị nào lấy thì chốt mã 66 lên giùm em. Mã 66. Lấy chốt mã 66 lên giùm em nha mấy chị nhân 66 ngàn. Ai lấy chốt mã 66 lên giùm em mấy chị đẹp ơi, 66k satin. Satin 66 ngàn chị nào lấy thì mình chốt mã 66 giúp em. Mã 66 giùm em nha mấy chị nhân satin 66 ngàn. Rồi satin mấy chị không chốt hả? 66 ngàn ai lấy chốt lên giùm em mã 66. Gần 4 mét nha mấy chị nhân, gần 4 mét 66 ngàn. 66 em chốt chị Hương Nguyễn. 66 chốt cho chị Hương Nguyễn nè. Rồi lên cho mấy chị một mã nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em bi 2 mét hả? Chị Trần Thị Bé Loan ơi, mình lên số điện thoại giùm em đi. Chắc là bé này nó lôi cái mảnh bi này chắc lên không nổi đâu. Dạ không, không nên chị biêu biêu nha. Chị nào muốn lấy bi nữa không? Ẩn comment có mấy chị ơi, không thấy luôn á. Chị Trần Thị Bé Loan ơi, lên số điện thoại giùm em chị ơi nha. Sau 6 chốt chị rồi nha chị Hương Nguyễn nha. Rồi cái mảnh này nó hơi dày dặn xíu này mấy chị, lấy chốt lên giùm em. Cái này em có 2 mét này mấy chị nè. 2 mét lụa, cái này nó hơi dài xíu nha, về mấy chị lên chân váy. Ai lấy chốt lên giùm em mã 31 này. 31 chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em mã 31. Ai lấy chốt mã 31 lên giùm em nha mấy chị, 31 ngàn. Lấy chốt lên giùm em 31 này. Mã 31 nha mấy chị nha, 31. Mã 31 lên giùm em. 31 mấy chị nha, 31. Cái này nó hơi dài xíu nha mấy chị. 31 em chốt chị Trịnh Huệ nè. Chị Trịnh Huệ ơi, cái mặt này nó hơi dài xíu nha. Nó hơi dài xíu, không được rủ cho lắm. Cái đó lên chân váy thì bao đẹp luôn. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này em có 1 mét rưỡi gắm nè. 1 mét rưỡi gắm, chị nào lấy bi thì lên số điện thoại giùm em 2 mét bi cho chị Đặng Thị Mỹ Tiến nè. Đặng Thị Mỹ Tiên. Trời ơi, nó bị ẩn comment không thấy gì luôn á mấy chị ơi. Cái mảnh của chị Trịnh Huệ là bao nhiêu mét em nhớ không? Mét rưỡi à. Mét rưỡi với chị Trịnh Huệ nha. Em có đọc số mét đó mấy chị cố gắng nghe nha nè. Rồi gấm này mấy chị ơi, ai lấy gấm thì chốt gấm lên giùm em. Gấm này 12 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 12 lên giùm em nha mấy chị nha. 12 nè. Ai lấy 12 chốt mã 12 lên giùm em. Mã 12. Chốt 12 lên giùm em mã 12 nè. 12 ai lấy 12 chốt 12 giúp em. Gấm 12 nha mấy chị nha. Chết rồi mấy chị ơi, sorry. Gấm không phải 12 đâu. 2 mét nha chị Trịnh Huệ, cái đó 2 mét. Hèn cho em nói, ủa gấm này mà sao có 12 ngàn. Gấm này là 25 ngàn mấy chị. Lên giùm em mã 25 giùm em, 25. Lên lại giùm em 25 ngàn mấy chị ơi, 25 ngàn nha. Cái cân nó bị âm. Từ nãy em lôi mạnh nó mạnh á, ấy nó bị âm cái cân.
Rồi chị nào lấy 25 thì chốt 25. Em kêu ủa sao mà nó có 15.000, có 12.000. 25, chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em. Lên lại giùm em 25 mấy chị ơi. Lên lại giùm em để ra bill cho nó dễ nha mấy chị nha. 25, chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em. 25 này, 25 chốt chị Bích Hà này. Không phải gắm 12 đâu mấy chị, lỡ về mấy chị tính tiền 12 là chết luôn. 25 nha, về mấy chị theo đó mấy chị tính 12.000 chắc xỉu. Rồi cái này em còn 3 mét này mấy chị ơi, 3 mét bi này. 3 mét bi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét bi. 3 mét bi 40.000. 3 mét bi 40.000 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 40. Lấy chốt lên giùm em 40 này mấy chị ơi, 40 này. Ai lấy 40 chốt mã 40 em chào chị Ngọc Hạnh này. 40.000 bi nha mấy chị nha, lụa giấy 40. Ai lấy 40 chốt 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40.000. Chị nào lấy thì chốt mã 40 lên giùm em, chốt 40 nè. 40 em chốt chị Bích Hà nè. Úc ơi. Thương em sẽ làm với chị xuống nha. Ok chị. Ok chị Thanh Trung nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái này em còn 4,5 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4,5 mét nè. 4,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này là thô nha mấy chị nha, thô 4,5 mét. Chị nào lấy thô thì mình chốt cho mấy chị nha. Thô nha mấy chị. Em chào chị bé Lâm Thị nha. Em chào chị bé Lâm Thị nè. Rồi thô, chị nào lấy thô thì chốt lên giùm em mã 70. 70 thô nha mấy chị nha, thô hoa giùm em. Trời mát lắm mấy chị ơi. 70 chị nào lấy 70 chốt 70 lên giùm em, thô hoa 70. Thô hoa 70 chị nào lấy thô thì chốt thô lên giùm em 70 nè. 70 chị nào lấy 70 chốt 70 lên giùm em mã 70. 70 em chốt chị Bích Hà nè. 70 em chốt chị Bích Hà. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh von lụa, cái này không cần lót này. Cái này em còn 2,5 mét. 2,5 mét von lụa không lót nha mấy chị nha, không lót. Von lụa không lót chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã. Mã 43 chị nào lấy 43 chốt 43 em chào chị Úc Lê nè. 43 ok chị nè. 43 chị nào lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43. Ai lấy 43 chốt 43 lên giùm em nha mấy chị nha. Von lụa 43.000, ai lấy chốt lên giùm em 43. Lấy chốt mã 43 lên giùm em. 43 em chốt chị Bích Hà nè. Chị nào lấy 43 43 em chốt chị Bích Hà nè. Úc lấy mạnh nữa chốt chị Lê Ngọc Hà nữa nè. Mạnh bên kia. Hoa tím phía sau. Hoa tím phía sau, cái này là von nha chị nha. Cái này là von nha chị. Ai mới hỏi đây ta? Hoa tím phía sau nha chị, là von nha chị Lê Ngọc Hà nha. Thì để lo bây giờ mới lên số điện thoại Huy đâu mỏ lên. Rồi cái này em có 1,5 mét nè. 1,5 mét cái gì ạ? 1,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 mét. 29.000 chị nào lấy thì chốt mã 29 giùm em. Chốt nào có ạ? 29 chị nào lấy 29 chốt mã 29 em cho chị Đào Nguyễn nha. 29 chị nào lấy 29 đuổi nha mấy chị nha, đuổi 29.000. Đuổi 29 chị nào lấy đuổi 29 1,5 mét đuổi 29.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 29. Mã 29 nha mấy chị nha. À không thấy lên trên phong, cách 2 mét trên phong cho chị Bích Hà. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em mấy chị này, 29.000. Mã 29 lên giùm em, 29 em chốt chị Nguyễn Hà. 2 mét chị Bích Hà. Sao bữa nay nhiều lụa quá Tấn Bảo ơi, bữa nay đẩy về nhiều lụa nè. Rồi cái này em có 1,5 mét nè. 1,5 mét lụa bi hình trái tim nè mấy chị ơi. Lụa bi hình trái tim. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 27. Lấy chốt mã 27 lên giùm em 1,5 mét. Rồi chắc đẹp lắm mấy chị ơi. 1,7 mét. À 1,5 mét 27.000.
ai lấy chốt lên giùm em mã 27 nè. 27 ai lấy 27 chốt mã 27 lên giùm em chào chị Tuyết Như nha. 27.000 ai lấy chốt lên giùm em 27 em chốt chị Nguyễn Thị Tuyết Như nè. Chị Nguyễn Thị Tuyết Như lên giùm em số điện thoại chị nha. Lên giùm em số điện thoại chị ơi. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Em có một khúc lụa Latin này mấy chị này. Có một khúc lụa Latin. Cái này em có được 1m1 này mấy chị ơi, 1m1 lụa Latin. Lấy chốt lên giùm em. Ok chị em thấy số này. Lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em nha mấy chị nha. Nhớ là cho em đúng số mấy chị nha. Nha, mấy chị cho số mấy chị nhìn lại thì đúng số nha. 23 chị nào lấy 23 chốt 23, 1m1 lụa Latin 23 nè. 23 em chốt chị Kim Phụng nè. 23 em chốt chị Kim Phụng. Có mấy mẫu lụa Latin mà khúc khúc như này nè chị, đẹp lắm, rất đẹp lắm. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nữa nè. Rồi lên von nha mấy chị nha. Rồi von Trinh Phong này mấy chị lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em von Trinh Phong nha mấy chị. Cái này em còn 4m rưỡi. 4 mét đi mấy chị ơi, 4 mét đi. 4 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4 mét nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 54. 4 mét 54 lấy hết thì chốt 54, không thì chia đôi nha mấy chị nha, 54 nè. 54 chị nào lấy 54 chốt 54 giùm em hoặc là chia đôi giùm em mã 54. 54 nha mấy chị nha, 54. 54 ai lấy chốt lên là 54. Cái lụa Latin cho chị đi, ở đâu ra chỗ đây? Nó nằm ở đâu ở dưới rồi. Đóng hàng nó như núi đi nè, chưa thấy. 54 chị nào lấy 54 hoặc là chia đôi mấy chị ơi, Von Trinh Phong nha. Von Trinh Phong hoa nhí 54, lấy hết thì chốt 54 hoặc là chia đôi 54 cho Tấn Võ nè. 54 cho Tấn Võ. Rồi màu tím chị nào lấy thì chốt lên giùm em tím nè. Chị nào lấy tím thì chốt tím lên giùm em. Rồi cái này em còn 3m rưỡi tím nè mấy chị, màu tím nha. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi, màu tím. 3m rưỡi tím chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m rưỡi nè. Lấy chốt lên giùm em mã 52. 3m rưỡi 52.000 chị nào lấy thì mình chốt 52 nè. Chừng nào 52 chị nào lấy thì chốt mã 52. Lấy chốt lên 52 nha mấy chị nha, 52. Ai lấy 52 chốt 52 lên giùm em để coi thử nhớ không nha. 52 chị nào lấy 52 chốt 52 em chốt chị Nguyễn Hoàng 52 nè. Chốt chị Nguyễn Hoàng nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vằn vện 100D. À 75D, cái này 75D thôi. Cái này em có 2m nè. 2m vằn vện 75D chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này là 36.000 mấy chị. 2m 36.000 chị nào lấy thì chốt mã 36 giùm em. Mã 36 mấy chị nha, 36.000. Ai like chốt lên. Mấy chị ơi tối nay 7 giờ em còn like nha mấy chị nha. Màn hình mấy chị đang xem này mấy chị chấm vô, xong có một cái chữ theo dõi ở bên góc tay phải của mấy chị á. Mấy chị bấm theo dõi giùm em với nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Thị Tuyết Như này, mấy chị khách mới nè. Bấm theo dõi giùm em tối nay xem like nha mấy chị, chứ để mới thoát ra nhiều lúc mấy chị không nhớ tên Facebook của em á. Nhìn cái tên Facebook của em tối nhớ nó vào chọn như vậy nha. Rồi 36 này. 36 em chốt chị Trần Vinh nè. 36 em chốt chị Trần Vinh, 2m thì chị Trần Vinh nha. Chị Trần Vinh. Đó mấy chị nhắc vô cái màn hình mấy chị đang xem á, mấy chị bấm theo dõi giùm em thôi nha. Rồi đuổi nè mấy chị ơi, em còn 1m rưỡi đuổi nè, đuổi bi. 1m rưỡi đuổi bi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m rưỡi. Lấy chốt lên giùm em mã 25. 25 chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em mã 25. 1m rưỡi 25.000, ai lấy chốt 25 giùm em nè, mã 25. Được thì để cho chị. 25 được cái gì chị? 25 ai lấy 25 chốt 25. 25 chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em. 25 em chốt chị Bích Hà nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh Trinh Phong. Trời cái này đẹp quá mấy chị ơi. Cái này lên áo hơi bị đẹp luôn á. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị nè, Trinh Phong nha. Cái này em có 1m2 nè. Cái mảnh đó em bỏ chị Trần Vinh rồi nha chị nha. Mảnh 36 á. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mà. Lên áo nha mấy chị nha, 20.000. Lên áo 20.000, chị nào lấy thì chốt mã 20 giùm em.
mã 20. Cái đó không có lên áo dài được đâu chị, lên bộ thôi. Chị lấy không? Không lấy thì em bỏ cho người khác nha. 20 em chốt chị Bích Hà nè. 20 em chốt chị Bích Hà. Chị ơi có PP. Rồi một mảnh nữa bỏ chị Hương Nguyễn nè. Còn mảnh bỏ chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn có kính. Chị lấy không? Không lấy thì em bỏ cho người khác. Trời ơi. Chị Trần Vinh hồi nãy giờ bỏ hai mảnh rồi á. Em bỏ cái mảnh của đó của chị Trần Vinh ra cho Nguyễn Thị Tuyết Nhân. Đây đây. Trần Vinh nha, cái mảnh hoàng quận. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Chốt giấy khi nào mới đủ đơn chị. Rồi cái này em còn 2m2 nè. 2m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m2. Lấy chốt lên giùm em mã 34. 2m2 34.000 chị nào lấy thì chốt mã 34 lên giùm em nè, mã 34. Mã 34 chị nào lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34 lụa nha mấy chị nha. Con lụa không cần lót này, 34 nè. 34 ai lấy 34 chốt 34 giùm em mã 34. Mã 34 mấy chị ơi, 34 nè. 34 em chốt chị Trần Thị Nguyễn Thị Tuyết Như nè. Nguyễn Thị Tuyết Như. Rồi cái này mấy chị lên đồ cho bé nè mấy chị. Cái này nó bị gì? Rồi nó bị lủng lỗ đầy hết. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi Von Trinh Phong này mấy chị ơi, Von Trinh Phong này. Lấy chốt lên giùm em Trinh Phong. Cái này em còn 1m8 nè. 1m8 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m8. Đâu có giận đâu chị. Mệt ghê. Ai lấy chốt lên giùm em mẹ 31 nè. Em đâu có giận gì đâu. 31 chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em mẹ 31. Đâu mà dễ giận dữ chị. 31 chị nào lấy 31 chốt lên giùm em 31 nè. Lấy chốt lên giùm em mẹ 31 thì mấy chị nha. 31 em chốt chị Bích Hà nè. 31 em chốt chị Bích Hà. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Rồi cái này em có 1m5 nè mấy chị ơi, 1m5 nha. 1m5 lụa 100D. A lụa mango. Lấy chốt lên giùm em 1m5. Rồi cái này 25.000 mấy chị. 1m5 25.000. Chị nào lấy thì mình chốt 25 mấy chị này. 25 nha. Ai lấy 25 chốt 25 giùm em mã 25. Mã 25 chị, mạng của chị bé Loan hơi chậm mà chị ơi. Mạng của chị hơi chậm rồi. 35 chị nào lấy 35 chốt 35 giùm em mã 35 mango 1m5. 25 hay 35? 25 hả? À 25. 25 em chốt chị Tuyết Nguyễn nè. 25 em chốt cho Tuyết Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị khúc đuổi nè. Trời cái đuổi này mát lắm mấy chị ơi. Cái này về mấy chị may đồ cho bé cũng được ngang mát rủi luôn. Lấy chốt lên giùm em còn 3m5 mấy chị. Em còn 3m5 nhưng mà cái khổ này là khổ người ta làm khổ nhỏ sao á, 1m4 thôi, khổ này người ta làm khổ nhỏ. 1m4. Hôm trước chị đặt vải mà không thấy điện thoại. Chị Tô Mỹ Liên hả? Hay là vải của chị chắc có khi nó không đủ đơn á chị Tô Mỹ Liên. Hôm nay đặt lại giùm em đi chị Tô Mỹ Liên nè. Có khi nào bữa không có đủ đơn không chị? Chứ còn mấy chị đặt vải là em phải gọi chốt đơn chứ chắc là không đủ đơn á chị ơi. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 68 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 68 nha mấy chị nhân 68.000. 68.000 chị nào lấy thì chốt mã 68 lên giùm em. Mấy chị qua Messenger chấm cho em một chấm nha. Để tới hồi mà ốc nha các bạn ốc. Em kết bạn với mấy chị rồi mấy chị. Em kết bạn với mấy chị rồi, mấy chị chấp nhận lời mời giùm em rồi. Tối hồi đó em chụp vải cho mấy chị coi nha. Rồi lấy thì chốt lên giùm em. Cái này tăng cho ta. 68 hả? 68 chốt chị Thảo Lớp nè. Chị Thảo Lớp lên giùm em số điện thoại chị Thảo Lớp nha. 68 với chị Thảo Lớp. Thảo Lê nha. 68 chốt chị Thảo Lê. 58 em hết rồi, qua lâu rồi chị Hoàng Thiệp nha. Chốt giùm em mảnh khác đi chị Hoàng Thiệp ơi. Cái này là 68 chứ không phải 58 nha chị Hoàng Thiệp. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nữa nè.
Rồi cái này là mango mấy chị nha. Mango cái này em có 1.2 mango. 1.2 mango chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 1.2 20.000 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 20 nè. Ai lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. Chốt lên giùm em 20 nha mấy chị nha, 20 nè. Ai lấy 20 mình chốt 20 giùm em mã 20. 20 chốt chị Nguyễn Thị Tuyết Như nè. Em chốt chị Nguyễn Thị Tuyết Như. Rồi Thảo lớp lên giùm em số điện thoại chị nha. Lên giùm em số điện thoại với nè. Chị đặt 10 khúc lận đó nè. Đặt 10 khúc lận hả? Đặt 10 khúc nhưng mà có chốt được không? Chứ còn không có lý nào mà chị đặt 10 khúc mà em không chốt với chị đó. Em bán giải, em lấy tiền mà. Chốt được là em phải chốt cho chị chứ. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Hay là gọi không nghe máy chị cho em sai số. Do nó qua lâu rồi chị em không nhớ được á. Rồi cái này chốt cho chị khác đi nè. Chị Thảo lớp mình không lên số điện thoại thì em bỏ cho người khác nha. Chứ xíu nữa em quên mất á chị ơi. Bỏ chị Nguyễn Hà nè. Nguyễn Thị Hòa chứ. Ấy là nếu như chị đặt 10 khúc là đủ đơn rồi. Đã 5 khúc là đã đủ đơn rồi mà. 5 khúc là đạt đủ đơn rồi nè, 10 khúc là vô rồi đó. Em phải gọi cho chị cho em bán hàng là em phải gọi để lấy tiền chứ. Bán hàng mà không gọi chốt đơn sao tiền nó về được chị. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 55 này. Chắc là chị cho em sai số hay sao rồi, em gọi không được rồi. 55 chị nào lấy 55 chốt mã 55 lên giùm em, bi xanh, bi sau lưng em có màu. Dạ không chị lệ dụ nha. 55 chị nào lấy 55 chốt 55 lên giùm em mã 55 này. Lấy chốt mã 55 lên giúp em nha mấy chị, 3m 55 ngàn. 55 mấy chị có khi nào cho em sai số. Cái số mấy chị quan trọng lắm mấy chị. 55 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hòa này. Mấy chị cho em sai số mà nhiều lúc mấy chị không em kết bạn với mấy chị cũng không. Mấy chị để ý nha, chốt phải. Shop nào người ta cũng sẽ kết bạn với mấy chị. Shop nào người ta cũng sẽ chụp hình cho mấy chị coi. Đó, nếu như mình thấy shop mà không gọi điện á là mình phải mần mò vô cái chỗ tin nhắn á, một là Zalo, hai á là Messenger, là shop đó người ta sẽ chụp hình cho mình coi đó, chứ không có lý nào mà chứ mấy nhiều lúc mấy chị thấy shop không gọi điện rồi mấy chị cũng bỏ lơ luôn à, mấy chị phải qua vô Messenger rồi vậy mấy chị coi thử shop đó có gọi tin nhắn tới cho mình hay không nữa nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em, cái này em có 1.2 này đó. Nói chung hai bên gọi là hai bên mình có cái gọi là mình nhiệt tình một chút xíu thì đơn hàng của mình nó mới đi thành công được. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 16 nè. Chứ nhiều lúc em gọi cho mấy chị hả, mấy chị không nghe máy. Về nhà mấy chị cũng không thèm gọi lại luôn. Kết bạn với mấy chị cũng không thèm trả lời luôn. Em nói làm sao mà đơn hàng ở đây được. Nhiều chị vậy á. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 16 nè. Dạ ok chị Hoàng Thiệp nè. Ai lấy chốt lên giùm em 16 nè mấy chị ơi. 16 chị Tô Mỹ Liên chọn giùm em đi nha chị. 16 chị nào lấy 16 chốt 16 giùm em mã 16, cái này đủ lên áo nè, 16 ngàn này. Cái này đẹp mấy chị không chốt mà đủ lên áo mấy chị ơi, chắc lụa nha. Co giãn mềm đẹp cho mấy chị luôn, 16 ngàn. Hả? 16 chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. Ai lấy 16 chốt 16 giúp em. 16 cái tấn vỏ này. Tối nay 7 giờ em còn like nữa nha mấy chị nha. Chết rồi. Úc. Lấy cái bóng khác. Cái bóng này nó bị gì rồi. Rồi ai lấy mẫu này nữa thì chốt lên giùm em nè. Rồi cái này em còn 3 mét này mấy chị ơi. 3 mét nè. 3 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét lụa 75D. Rồi cái này là 60 ngàn này mấy chị ơi. 3 mét 60 ngàn. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 60 hoa nhí màu đỏ nha mấy chị nha, lụa 75D có co giãn cho mấy chị luôn. 60 ngàn chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 60. Vậy chị đặt lại. Vậy thôi chị, 60 chị nào lấy 60 chốt mã 60 lên giùm em mã 60 nè. Mã 60 nhưng mấy chị nhân 60. Mấy chị để ý nha, lỡ gọi không nghe máy là mấy chị phải vào Zalo hoặc là Messenger gì đó. Đó người ta sẽ gọi lên mời các bạn cho mấy chị á. 60 em chốt chị Nguyễn Hoàng nè.
Cái này còn sao không? Cái đó còn mặn mấy chút nữa, có thì bỏ cho Nguyễn ha. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này em còn 3 mét nè. 3 mét rưỡi mấy chị. 3 mét rưỡi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét rưỡi. Lấy chốt lên giùm em 3 mét rưỡi. 37 ngàn. 3 mét rưỡi có 37 ngàn thôi mấy chị ơi. Cái này lụa Hawaii nha, 37 ngàn giùm em. 37, chị nào lấy 37 chốt 37 giúp em nè. 37. Ai lấy 37 chốt 37 lên giùm em. Mã 37 nha mấy chị. 37 ngàn. Rồi em nói hàng bữa nay đẹp kinh khủng luôn mấy chị, thiệt sự luôn. 37 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 37 lên giùm em cho Bích Hà nè. Không thiệt mà, hàng kiểu bữa nay giờ đẹp quá. 37, chị nào lấy 37 chốt 37. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè, caro nha mấy chị, nhân chất lụa caro. Cái này em còn gần 2 mét đó mấy chị ơi, 1m9 nè. 1m9 lụa caro, ai lấy chốt lên giùm em. Cái này lụa giấy nha mấy chị nha, 27 ngàn. 27, chị nào lấy 27 chốt 27 lên giùm em mã 27. 27 ngàn, ai lấy chốt mã 27 giúp em. Chốt mã 27 giùm em nè mấy chị ơi, 27 ngàn. Ai lấy thì mình chốt mã 27 giùm em nè. Mã 27 mấy chị nha, 27k. Chị nào lấy thì mình chốt 27 giúp em nè, chốt mã 27. 27 giùm em nha mấy chị nha, 27. Còn có 20 mấy chị xem. 27 em chốt chị Nguyễn Thị Hòa nè. 27 em chốt chị Nguyễn Thị Hòa. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh von. Ai lấy chốt lên giùm em von nha mấy chị nha, von nè. Chị nào lấy von tối nay 7 giờ em còn like nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 14 nè, von lên áo. Von lên áo 14 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 14 giùm em, mã 14. Ai lấy 14 chốt 14 mấy chị nè, 14. Von lên áo nha mấy chị nha, 14k. Chị nào lấy 14 chốt 14 giùm em, mã 14 nè. 14 hoa nhí trên xào vải gì em. Dạ cái này là von nha chị nha. Von màu tím, von chinh phong, chị Trúc Huỳnh nè. 14 nha mấy chị nha, 14 nè. Rồi bi tơ cái này 10 ngàn. Bi tơ đủ lên áo 10 ngàn, chị nào lấy 10 chốt 10 lên giùm em, mã 10. Ai lấy 10 chốt 10 lên giùm em, bi 10, bi 10 ngàn. Rồi lên cho mấy chị khúc áo nè, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em 100D. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 17. 17, chị nào lấy 17 chốt 17, 10 cho Bích Hà nè. 17, ai lấy chốt mã 17 lên giùm em. 5 mét hả, từ nãy có chị cắt rồi sao chị ơi. Để em coi thử. Em còn 3 mét rưỡi chị lấy không? Còn 3 mét rưỡi chị lấy không? Lấy thì ok giùm em nha. 3 mét rưỡi thôi. Này Bích Hà nè, cái bây tơ. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này đổ lên áo cho mấy chị nè, 17 hả? 17 em chốt chị Nhung Nguyễn nè. Ok chị Trúc Huỳnh. Mạnh đây, mạnh vâng. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Rồi von luôn nè mấy chị ơi, von nha. Cái này em còn 2m3 nè mấy chị. Von 2m3. Ai lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 30 mấy chị ơi, 30 2m. 2m30 ngàn. 2m30 ngàn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 30 nè. Lấy chốt lên giùm em 30 nha mấy chị nha, 30. Ai lấy 30 von nha mấy chị. Von 2m30 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 30 giùm em. 3m30 bao nhiêu tiền? À chị Trúc Huỳnh chị lấy mất tiêu rồi. Chị Nhung, Nhung HT. Rồi lên cho mấy chị một mảnh theo hạt nổi màu đỏ nè. Vâng, theo hạt nổi màu đỏ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em, theo hạt nổi. Cái này em còn gần 5 mét mấy chị, 4m rưỡi. 4m rưỡi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4m rưỡi nè. 4m rưỡi, ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 55. 4m rưỡi, 55 ngàn, chị nào lấy thì chốt 55 lên giùm em, theo hạt nổi màu đỏ. 55, ai lấy 55 chốt 55 giúp em nè. Mã 55 nha mấy chị ơi, 55k. Ai lấy thì mình chốt 55 giùm em. Chốt mã 55 giùm em nha mấy chị nhân 55 nè. Chị nào lấy 55 chốt 55. Rồi lụa Hawaii nè mấy chị ơi, lụa mỏng nhẹ nha, lấy chốt lên giùm em. Cái này em còn 2m7. 2m7 55.
2m7 lụa Hawaii 30.000. 30.000 chị nào lấy thì chốt mã 30. 30 chia đôi cho chị Nhung Nguyễn này. Còn bao nhiêu chị Bích Hà lấy không? Chị Bích Hà lấy thì ok giùm em đi chị Bích Hà nha. Rồi chị nào lấy mặt này chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 30 nè. Mã 30 nha mấy chị nha. 30, ai lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30. Cái này nha mấy chị 30.000. Ai lấy chốt lên giùm em 30 nè. Rồi Trinh Phong này mấy chị ơi, Trinh Phong nè. Ai lấy Trinh Phong chốt lên giùm em Trinh Phong. Trinh Phong lên áo, ai lấy áo chốt áo lên giùm em nè mấy chị, áo nha. 30 em chốt cho Bích Hà nè. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em lên áo Trinh Phong, cái này 16.000. 16.000 nha mấy chị nha, 16.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 16 nè. Chốt mã 16 lên giùm em nha mấy chị nha, 16k. Chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. Chốt mã 16 lên giùm em nè mấy chị ơi, 16 Trinh Phong hoa. Trinh Phong hoa 16.000. 16 em chốt chị Bích Hà luôn nè. Bích Hà nhiều chưa? Còn bì rồi. Đang muốn sang bì thứ hai rồi. Còn bì hả? Chắc 8kg rồi. Ừ, của chị Bích Hà được 8kg rồi nha chị Bích Hà nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em nè. Cái này ai lấy thì chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em. Ý là em đón xem thôi. Rồi cái này đủ lên áo này 17.000 nè. Lên áo 17.000, chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giùm em 17. 17, ai lấy 17 chốt 17. Hết rồi chị Ngọc Yến ơi, em hết rồi. 17.000, chị nào lấy thì chốt mã 17. Cái này lên áo 17.000 này, ai lấy chốt mã 17 giùm em. À tôi buồn. 17, chị nào lấy 17 chốt 17. 17, ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em nha mấy chị nha, 17. 17, chị nào lấy 17 chốt 17 giúp em mã 17 nha mấy chị nha, 17 nè. Ai lấy 17 chốt 17 lên áo thôi nha mấy chị nha, 17. Rồi hình con bướm. Hình con bướm bướm. Con bướm bướm nha mấy chị nha. Cái này em còn 2m lụa 100D hình con bướm bướm nè. Cái này chắc mềm rũ co giãn, chắc đẹp nha mấy chị. Ai lấy chốt lên giùm em mã 44 nè. 44.000, chị nào lấy thì chốt mã 44 lên giùm em. Ok anh Hồng nha. 44.000, chị nào lấy thì mình chốt 44 lên giùm em nè, mã 44 nè. 44.000, ai lấy chốt 44 lên giùm em, mảnh này đẹp nè. Chị nào chốt được chốt nè, mã 44 nè. Ai lấy chốt lên giùm em 44.000. 44 nha mấy chị nhân, 44k. Rồi dập nhân này mấy chị ơi, dập nhân cái này em còn 1m rưỡi. 1m rưỡi lụa dập nhân, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m rưỡi nè. Lấy chốt lên giùm em mã 29. Lấy chốt lên giùm em mã 29. Chị Ngọc Yến lên giùm em số điện thoại chị Ngọc Yến nè. Ngọc Yến lên giùm em số điện thoại chị nha. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em dập nhăn này mấy chị. Dập nhăn. Ai lấy dập nhăn chốt lên giùm em mã 29. 29 dập nhăn nha mấy chị nha. Dập nhăn 29 em chốt với chị Nguyễn Thị Minh Tuyết Như nè. Ngọc Yến có số điện thoại này. Đúng này. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 1m8 nè. 1m8 lụa, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m8. Lấy chốt lên giùm em mã 30. 1m8 30.000, chị nào lấy thì chốt mã 30 lên giùm em mã 30. Cái này có co giãn luôn. 2m thôi mấy chị. 2m 30.000, chị nào lấy thì chốt mã 30 lên giùm em. Mã 30 nha mấy chị nha, 30. Ai lấy 30 chốt 30 nè. Nhớ là cho em đúng số nha mấy chị nha. 30, chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30. Hết rồi chị Tròn Võ ơi. Sao mạng chậm dữ.
30, ai lấy 30 chốt 30 giùm em nha mấy chị. Mã 30 nè. Rồi beo nè mấy chị ơi, ai lấy beo chốt beo lên giùm em. Beo, beo nha mấy chị nha, beo nè. Beo này em còn gần 3 mét, cái này em có 2m7 beo. 2m7 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m7 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 40. 40 chị nào lấy 40 chốt 40 lên giùm em mã 40 nè. Ai lấy beo chốt lên giùm em 40 nha mấy chị nha, 40. Chị nào lấy 40 mình chốt 40 lên giùm em, 30 em chốt chị Lê Ngọc Hà. 40 beo nha mấy chị nha, beo 40. Chị bé Loan mạng của chị bị chậm á. 40 chị nào lấy 40 chốt 40 lên giùm em mã 40, mạng của mấy chị chậm quá mà. Chị sao không chốt sau được mấy chị? Có nghĩa là người khác nghe trước mấy chị, người khác chốt trước. Xong rồi mấy chị mới nghe sau, mấy chị chốt sau là muộn mất rồi. Rồi beo 40 nè mấy chị ơi, ai lấy beo thì chốt beo 40 lên giùm em. Rồi von, chị nào lấy von thì chốt von lên giùm em nè mấy chị. Ai lấy von thì chốt lên giùm em von nha. Von này em còn 3 mét nè. Von này em còn 3 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em von 3 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 38. 40 cho chị Lê Ngọc Hà luôn nè. Rồi ai lấy mặt mày chốt lên giùm em mã 38 nè, von 38 ngàn. Von 38, chị nào lấy thì chốt mã 38. Có nghĩa là bây giờ em lên mã 40 rồi mà chị bé Loan. Chị bé Loan chị mới lên cái mã 30, có nghĩa là em qua hai mã rồi chị mới nghe tới cái mã 30, gọi là chị nghe đó. Cái mạng của chị nghe chậm quá. Rồi ai lấy, đó chị thấy không? Có nghĩa là chị Lê Ngọc Hà lên cái mã 40 rồi chị mới lên tới cái mã 30 luôn, chị thấy chị sau không? Gọi là em lên hai mã rồi em qua mã này rồi em qua hai mã khác rồi chị mới lên tới cái mã trước luôn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 38. Cái này là 38 nha. Chị Mỹ Phụng ơi, chị lên lại giùm em số 38 đi chị. Lên lại giùm em số 38 chị nha, chứ không phải là 28 đâu. Lên lại giùm em số 38 giùm em. 38. Cái đó là von nha chị Mỹ Phụng nha, là von nha chị. Rồi cái này em có 1m3 nè. 1m3 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m3. Lấy chốt lên giùm em mã 23. 1m3 23 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 23 giùm em. Mã 23 nha mấy chị nha, 23. Ai lấy 23 chốt 23 giùm em nè. Rồi 38 chị Mỹ Phụng nè. 23, ai lấy 23 chốt 23. 1m3 23 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 23. 1m3 nha mấy chị, 23 ngàn. Lụa nha mấy chị nha, là lụa. Lên áo, lên đầm suông nha mấy chị nha. 23 em chốt chị Nguyễn Thị Hòa. 23 em chốt chị Nguyễn Thị Hòa. Ba chị Nguyễn Thị Hoàng. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh von theo hạt mỗi. Cái này là màu màu gạch đó mấy chị ơi, màu gạch nha. Màu gạch, cái này em còn 2 mét màu gạch nè. 2 mét màu gạch, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét. 2 mét 29 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giùm em. Chốt mã 29 lên giúp em nha mấy chị ơi, 29 ngàn. Ai lấy thì mình chốt mã 29 giùm em nè. Mã 29, chị nào lấy 29 chốt 29 giúp em. Mã 29 mấy chị. Theo hạt nổi 29 ngàn, màu gặp nha mấy chị nha. 29, chị nào lấy 29 chốt 29 em chốt chị Ngọc Yến này. 29 em chốt chị Ngọc Yến. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa màu tím này. Cái này em còn 2 mét lụa màu tím, có co giãn cho mấy chị luôn. 2 mét màu tím. 2 mét màu tím, trên sào là vải gì? Trên sào là lụa nhưng chị Nguyễn Tiên nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em mã 34. 2m 34 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 34 giùm em. Chốt mã 34 giúp em nha mấy chị ơi, 34. Ai lấy 34 chốt 34, co giảm 2m 34. 34 mấy chị ơi, 34. Ai lấy 34 chốt 34 giùm em nè. Chốt mã 34 nha mấy chị nha, 34. Ai lấy 34 mình chốt 34 nè. 34 em chốt chị Nguyễn Thị Hòa nè. Rồi cái này em có 1m2 nè mấy chị ơi, 1m2 nha. 1m2 cái này là kiểu của nó nè, để cái này về mấy chị may ở dưới chân hay sao á. Lấy chốt lên giùm em 1m2 thôi, còn có 1m2 à. Lấy chốt lên giùm em mã 26. Lấy chốt mã 26 lên giùm em nè mấy chị ơi, 26 ngàn. Lấy chốt lấy chốt mã 26 lên giùm em. Chốt 26 lên giúp em nha mấy chị nha, 26k. Ai lấy thì mình chốt mã 26. Mã 26. Trời ơi chị tròn vỏ ơi, mạng chậm quá sức luôn. 34 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hòa chị.
Ba Tôn chốt chị Nguyễn Thị Hòa. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này lên áo 16 nha, chị nào lấy thì chốt mã 16 lên giùm em. Mã 16 nha mấy chị nha, 16. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em này. 26. 16, cái này lên áo 16.000, 26 chốt chị Tròn Võ. Tròn Võ chưa, chưa ngại làm số điện thoại cho ta. Chị Tròn Võ lên giùm em số điện thoại. Tròn Võ lên giùm em số điện thoại nha chị Tròn Võ nha. Rồi 16 nghe chị nào lấy thì chốt mã 16. Cái này đủ lên áo cho mấy chị mình cắt lụa có co giãn này. 16 nè. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16. 16 nha mấy chị nha, đủ lên áo 16 nha. Ai lấy chốt mã 16 lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh tơ nè. Ai lấy tơ chốt tơ, cái này em còn 2 mét tơ nè. 2 mét tơ chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 16 chốt chờ chị Mỹ Phụng nè. Rồi tơ này có 15.000 thôi mấy chị ơi. Tơ có 15.000 thôi, 2 mét. 2 mét tơ 15.000, chị nào lấy thì chốt mã 15 giùm em. 2 mét tơ 15, ai lấy tơ thì chốt tơ 15 giùm em. Mã tơ 15 nha mấy chị nhăn, tơ 15. Ai lấy tơ thì chốt tơ 15 lên giùm em. 15 nha mấy chị nhăn, 15 em chốt chị Ánh Kim. 15 em chốt chị Ánh Kim nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh hình nè mấy chị. Cái này em có 1m3 luôn nha. 1m3 hình, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m3. 1m3 100D lấy chốt lên giùm em mã 25. 1m3 100D 25.000, chị nào lấy thì mình chốt mã 25. Cái này chắc 1m2 quá. 25, chị nào lấy 25 chốt 25. 1m2 25.000. Chị nào lấy 25 chốt 25, 25 chốt cho Tấn Võ. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè mấy chị. Tơ nữa nha mấy chị nha, tơ màu tím. Tơ hoa màu tím, chị nào lấy thì chốt lên giùm em tơ hoa này. Cái này em còn à. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em, cái này em còn 3,5 m. Lấy chốt lên giùm em nè. Lấy chốt lên giùm em mã 25. 25.000 tơ nha mấy chị nha, tơ 25. Tơ 25, chị nào lấy tơ 25 chốt tơ 25 giùm em. Tơ 25 em còn 3,5 m. 3,5 m tơ 25 nha mấy chị nha. 25 tơ nè. Tơ 25 em chào chị Ngọc Như nha. Tơ 25, chị nào lấy tơ 25 thì chốt tơ 25 lên giùm em mã tơ 25. Tơ 25 nha mấy chị nha. Tơ 25 em chốt chị Tấn Võ. 25 em chốt cho Tấn Võ nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa 100D nè. Lụa 100D, cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m 100D co giãn tốt cho mấy chị luôn, chắc bao đẹp nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này là 31.000. 31.000, chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giùm em, mã 31 này. Lấy chốt lên giùm em 31 mấy chị ơi, 31.000. Ai lấy thì mình chốt mã 31 giùm em. Chốt mã 31 lên giùm em nha mấy chị nha. 31k 1,5 m nè. 1,5 m 31 em chốt cho Nguyễn Thị Tuyết Như nè. Em chốt cho Nguyễn Thị Tuyết Như. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa nè. Ai lấy lụa chốt lụa lên giùm em. Cái này em có 1,2 m. 1,2 m, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,2 m. Lấy chốt lên giùm em mã 25. À 24, chị nào lấy thì chốt mã 24 lên giùm em. Mã 24 nha mấy chị nha. Mã 24 nè, lụa. Von lụa không cần lót nha mấy chị nha. 24.000. Em có 1,3 m cho mấy chị, 1,3 m 24.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 24 nè. Chốt 24 lên giùm em nha mấy chị nha, 24k. Ai lấy thì mình chốt mã 24. Chốt 24 lên giùm em nha mấy chị nha, 24 em chốt cho Nguyễn Thị Hòa. 24 em chốt cho Nguyễn Thị Hòa nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh sọc nè. Cái này lên pyjama đẹp nè mấy chị. Đó, lên pyjama đẹp nha. Lấy chốt lên giùm em sọc mấy chị nha, sọc. Sọc này em còn 4,5 m, mấy chị lên áo, lên sơ mi, lên pyjama gì cũng được hết sọc nha. Sọc này đẹp lắm luôn á mấy chị, mấy chị thấy nè. Ai lấy chốt lên giùm em 4m sọc nè. 68.000. 68.000, chị nào lấy thì chốt mã 68.
Chốt lên giùm em mã 68 mấy chị nè, 68.000 sọc. Ở ngoài đẹp lắm luôn á mấy chị. 68.000 chị nào lấy thì chốt mã 68 đến giùm em sọc 68. Không lấy hết thì chia đôi mấy chị nha. Không lấy hết thì chia đôi giùm em sọc 68.000. Đẹp lắm. 68 chị nào lấy 68 chốt 68 giùm em mã 68. Sọc 68.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh dập màu hồng. Dập màu hồng rút cái này, ai lấy thì chốt lên giùm em. Em còn 2m7. 2m7 dập nha mấy chị nha, von dập. 2m7 von dập, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m7 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 37. 37 chị nào lấy 37 chốt 37 lên giùm em mã 37. 37.000, ai lấy chốt lên giùm em 37.000 mấy chị ơi, dập nha, dập 37. Dập 37 chị nào lấy 37 chốt 37 lên giúp em mã 37 nè. Ai lấy 37 chốt 37 giùm em 37. Lấy chốt lên giùm em mã 37. 37 mấy chị nha, 37 nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh, cái này em có 1m rưỡi. 1m rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m rưỡi 25.000. 1m rưỡi 25 chấm bài lên giùm em chứ mấy chị. 25 chị nào lấy 25 chốt 25 lên giùm em, sao giờ mấy chị im ru vậy? 25 ai lấy 25 chốt 25 lên giùm em nè mấy chị ơi. 25 nha. Lấy chốt lên giùm em 25.000. Mã 25 nha mấy chị nha, bi von bi. Von bi 1m rưỡi 25.000. 25 von chinh phong nha mấy chị, 25 mềm rộn lắm mấy chị ơi, 25. Ai lấy 25 chốt 25 giùm em mã 25. Mã 25 giùm em nha mấy chị nha, 25 nha. Chốt lên giùm em 25. 25 ai lấy 25 chốt 25 giúp em chấm bài. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè, gấm này, cái này em còn 2m2 nè. 2m2 gấm chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m2. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Rồi cái này là 42.000. 42.000 gấm nha mấy chị nha, gấm 42. Gấm 42 chị nào lấy gấm thì chốt gấm 42 lên giùm em, gấm 42 nè. Gấm 42 nha mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giùm em mã gấm 42. Mã gấm 42 lên giùm em, ai lấy gấm thì chốt gấm 42 giúp em nè. Mã gấm 42 nha mấy chị nha, gấm 42 có co giãn cho mấy chị luôn, gấm 42 nè. Gấm 42 mấy chị không chốt nữa thì em nghỉ mấy chị nha. Mấy chị không chốt là nữa là em nghỉ. Bốn hai cho tấn vỏ này, một mảnh cho chị trúc hình nữa này, còn mảnh cho chị trúc hình nữa. Tròn vỏ 25 nữa, 25 là cái mảnh này mạng chậm quá. Mảnh bi đúng không chị tròn vỏ ơi, cái này mảnh bi đúng không chị, chốt bi đúng không? Rồi ai lấy bi đỏ thì chốt lên giùm em bi đỏ này. Bi đỏ này em còn 1m rưỡi. 1m rưỡi bi đỏ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m rưỡi. Lấy chốt lên giùm em mã 26. 1m rưỡi 26 nghe, chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giùm em mã 26. Lấy chốt mã 26 lên giúp em nha mấy chị ơi, 26.000. Ai lấy chốt mã 26. 26 nha mấy chị nha, 26. Ai lấy 26 chốt 26 giùm em mã 26 giùm em nha mấy chị nha, 26.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 26 này. Tối nay 7 giờ em còn like nha mấy chị nha. Tối 7 giờ em còn like. Rồi cái này em còn 3m này mấy chị. 3m chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m. 3m ai lấy mặt này chốt lên giùm em nè. Lấy chốt lên giùm em mã 51 này. 51 chị nào lấy 51 chốt 51 lên giùm em mã 51. Chị nào lấy 51 chốt 51 lên giùm em 51.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 51 này. 3m lụa 51k. 3m lụa 51.000, chị nào lấy thì chốt mã 51 giùm em mã 51 này. Hết rồi chị Bùi Thị Hương ơi. 51 chị nào lấy 51 chốt 51 lên giùm em mã 51. Mã 51 3m 51.000. Ai lấy thì mình chốt mã 51 lên giùm em. 51 nha mấy chị nha, 26 mà. 26 là thế nào? À 26 là ở đây. Lê Ngọc Hà. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nữa, lụa 100D.
Cái này em còn gần 4 mét đó chị ơi. Tầm 38, 39 gì đó. Like chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Like chốt lên giùm em mã 83. Chốt lên giùm em 83 nha mấy chị nha. 83 nè. Ai like 83 chốt 83 lên giùm em mã 83. Mã 83 nha mấy chị nha. 183 ngàn. Gần 4 mét nha mấy chị. 83 chị nào like 83 chốt 83 giùm em mã 83. Ai like 83 chốt 83 nha mấy chị. 83 mã 83 em chào chị Thành Hoàng nè. 83 ngàn. Chị nào lấy thì chốt 83 lên giùm em mã 83 nha mấy chị. Ai like chốt lên giùm em 83 nè. Rồi cái này em có 1m3. 1m3 màu vàng nè mấy chị. 1m3 màu vàng chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 1m3 màu vàng 23 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 23 giùm em. Mã 23 1m3 màu vàng 23. Ai lấy 23 chốt 23 giùm em mã 23. Mã 23 nha mấy chị nha. 23. Rồi lên cho mấy chị khúc von. Con này em có 1m5. 1m5 đúng không? 1m5 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m5 von nha mấy chị. Rồi cái này 17 nha. Chị nào lấy 17 chốt 17 giùm em. 23 em chốt chị Ánh Kim. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 giúp em nè. Mã 17 nha chị ơi. 17. Chị nào lấy 17 chốt 17 giùm em mã 17 nè. Ai lấy 17 chốt 17. 17 ngàn. Ai lấy chốt mã 17 em chốt chị Nguyễn Hoàng. 17 con em chốt chị Nguyễn Hoàng. Rồi lên cho mấy chị một mảnh chân. Theo hạt nội có chân nha mấy chị nha. Theo hạt nội có chân giùm em. Theo hạt nội có chân chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này em có 2m. 2m theo nội có chân. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em nè mấy chị. Rồi cái đó là 30 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. Chốt mã 30 lên giùm em nha mấy chị nha. 30 nè. Mã 30 mấy chị ơi. 30. Ai lấy 30 chốt 30 theo hạt nội có chân ở dưới nha mấy chị nha. Chị nào lấy 30 mình chốt 30 giùm em mã 30 nha mấy chị nha. 30 nè. 30. Ai lấy 30 chốt 30. 30 cho tấm vỏ nè. 30 cho tấm vỏ. 30 em chốt chị tấm vỏ nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh tơ dọc nè mấy chị ơi. Tơ dọc nha. Tơ dọc cái này đủ lên áo cho mấy chị nè. Tơ dọc đủ lên áo. Chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em mã 12. Tơ dọc đủ lên áo 12 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt 12 mấy chị nè. 12. Tơ dọc 12. Ai lấy 12 chốt 12. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa giấy nè. Ai lấy lụa giấy chốt lụa giấy giùm em. Em còn 3m5. 3m5 lụa giấy. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3m5 nè. Lấy chốt lên giùm em 3m5. 41 ngàn. 3m5 41 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 41 lên giùm em mã 41 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 41 mềm rũ. Cái này lên áo dài đẹp nè mấy chị. 41k. Ai lấy thì mình chốt mã 41 giùm em. 3m5 mà có 41 ngàn. Lấy chốt lên giùm em mã 41 mấy chị nha. 41k. Ai lấy chốt lên giùm em 41 ngàn. 41 chị nào lấy 41 chốt 41 giùm em. Mã 41 giùm em. 41 em chốt chị Trúc Huỳnh. 41 em chốt chị Trúc Huỳnh. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Von mấy chị nhân. Von này em còn 1m8. Von này em còn 1m8. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m8 nè. Lấy chốt lên giùm em mã 26. 1m8 26 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 26 12. Chị Phạm Hằng lên số giùm em nha chị Phạm Hằng nha. Lên giùm em với số. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 26. 26 chị nào lấy 26 chốt 26 giùm em. Phạm Hằng lên số nha chị nha. 26 em dùng đơn của chị cho chị Nguyễn Thị Hương luôn nha. À rồi ok chị nè. Phạm Hằng lên số giùm em. Bấm cái này dưới cái bấm này chỗ chị Nguyễn Thị ít nhân. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Von lụa nha chị nha. Von lụa. Von lụa nha chị Thu Nguyễn Trọng nè. Lấy chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Phạm Hằng lấy mã 12 thì lên số giùm em 26 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 16 von này. Von 16.
ai lấy 16 chốt 16. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nữa nè. Cái này đẹp nè mấy chị. Cái này em có 1,5 m. 1,5 m co giãn, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1,5 m nè. Lấy chốt lên giùm em mã 23. Lấy chốt lên giùm em mã 23 1,5 m đốm thì mấy chị nhân đốm 23 nè. Ai lấy 23 chốt 23 giùm em đốm 23. Chị nào lấy đốm 23 chốt đốm 23 lên giùm em mã đốm 23 nè. Mã đốm 23, ai lấy 23 chốt 23. Đốm 23, ai lấy 23 chốt 23 giùm em. 23 nha mấy chị nhân Phạm Hành. Hai ba nha mấy chị nhân 23. 23 em chốt cho chị Đặng Thị Mỹ Tiên nè. Hai ba em chốt chị Đặng Thị Mỹ Tiên. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Cái này mềm rũ lắm mấy chị ơi. Mềm rũ nha. Cái này em còn 2 mét nè. 2 mét lụa mềm rũ, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét lụa mềm rũ, ai lấy chốt lên giùm em mã 37. 37k lên bộ lên áo dài cũng được 37 ngàn. Chị nào lấy 37 chốt 37 lên giùm em mảnh đuổi, nhưng mà chị nhân đuổi 37 nè. Đuổi 37, chị nào lấy 37 chốt 37 giùm em mã 37. 37 mấy chị ơi, 37 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em 37 nè. 37 mấy chị nhân 37. 37 cho chị Lê Ngọc Hà. 37 em chốt chị Lê Ngọc Hà. 37 cho chị Lê Ngọc Hà. Rồi lên cho mấy chị mảnh lăn nè. Chị nào lấy lăn thì chốt lăn lên giùm em. Lăn này đủ lên áo nha mấy chị nhân áo nè. Lăn này đủ lên áo, chị nào lấy áo thì chốt lên giùm em. Rồi cái này 16 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt mã 16, lăn lên áo 16. Ai lấy 16 chốt 16 lên giùm em mã 16 nè. Chị nào lấy 16 chốt 16. 16, chị nào lấy 16 chốt 16 nè. 16 chốt cho Tấn Võ nè. Rồi lên cho mấy chị Khúc Lâm nữa nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em Lâm, em còn 3 mét. 3 mét Lâm nha mấy chị nha, 3 mét Lâm. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em 3 mét nè. 3 mét Lâm, ai lấy chốt lên giùm em mã 50. 50 3 mét thì mấy chị nha, 3 mét 37 em hết rồi mấy chị. 50, chị nào lấy 50 chốt 50 lên giùm em mã 50 nè. Ai lấy 50 chốt 50 giùm em nha mấy chị, mã 50. Chị nào lấy 50 chốt 50 giùm em, 50 chốt cho Tấn Võ luôn nè. 50 chốt cho Tấn Võ. Rồi nhí nè mấy chị ơi, von lụa hoa nhí nè. Ai lấy nhí chốt nhí lên giùm em. Nhí mấy chị nha. Chị nào lấy nhí thì chốt lên giùm em nhí nè, em còn 1,5 m. 1,5 m nhí. Lấy chốt lên giùm em nhí 1,5 m nè. 29 ngàn. 1,5 m 29 ngàn, 1,5 m 29 ngàn nhí nè. Nhí 29 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giùm em. Mã 29. Ai lấy chốt lên giùm em 29 ngàn. Chị nào lấy 29 chốt 29 giùm em nè mấy chị, 29 nè. Rồi khúc này em còn khúc nè, em còn 2 mét nè mấy chị. 2 mét chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 29 em chốt chị Tô Mỹ Liên nè. 29 em chốt cho Tô Mỹ Liên. Rồi cái này là 34 ngàn mấy chị. Cái này chắc không đủ 2 mét với 34. Chị nào lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34. 34 với mấy chị nhân 1,9 m. 1,9 m 34 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 34. Ai lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34 này mấy chị. 34 nè. Ai lấy 34 chốt 34 giùm em nha mấy chị nhân 34. Ai lấy 34 mình chốt mã 34 giùm em. Rồi đuổi nè mấy chị ơi, em còn 2,5 m đuổi nè. 2,5 m đuổi, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. 34 em chốt chị Trúc Huỳnh. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 46, đuổi 46 ngàn. Đuổi 46, chị nào lấy 46 chốt 46 lên giùm em mã 46 nè. Ai lấy 46 chắc đuổi này có co giãn mấy chị nha, 46 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 46. 2,6 m, 2,7 m gì đó mấy chị. 46 ngàn, chị nào lấy thì mình chốt 46 lên giùm em, đuổi bi 46.
đuổi bay 46 chốt chị Đặng Thị Mỹ Tiên. Chốt Đặng Thị Mỹ Tiên này. Em thấy chị tròn bỏ chốt nhưng mà mạng của chị chậm quá, hiểu không? Có nghĩa là chị chốt cái mảnh này, hiểu không? Chốt mảnh này mà em lên tới mảnh này rồi mà chị mới chốt tới mảnh này là có nghĩa cái mảnh này em bỏ cho người ta lâu lắc lâu lơ rồi. Có nghĩa là cái mạng của chị nó chậm quá sức á. Chậm hơn những chị kia rất là nhiều luôn. Em qua mấy mã rồi chị mới chốt tới cái mảnh đó chị. Là chị chốt nó không có được. Rồi cái này em còn 3 mét nè, em thấy chị á. Cái này em còn 3 mét rưỡi nè mấy chị ơi. 3 mét rưỡi lụa giấy nè. 3 mét rưỡi lụa giấy, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Cái này hàng có một mảnh này mấy chị ơi. Nó có một mảnh thôi, mấy chị mà chốt nhiều nhiều xíu mà trúng mảnh đẹp là mấy chị chốt không? Chốt không lại luôn á. Ai lấy chốt lên giùm em mã 38 nè. 38.000 lụa giấy nha mấy chị nha, lụa giấy 38.000, cái này có co giãn. Có co giãn 3 mét rưỡi 38.000 mấy chị. 3 mét rưỡi 38.000, chị nào lấy thì chốt mã 38 đến giùm em, có co giãn. 38 chị nào lấy 38 chốt 38. Thấy chị ở chị tròn vỏ nè. Em thấy chị chứ không phải không thấy đâu. Do cái mạng của chị nó chậm quá. Ai lấy chốt lên giùm em mã 38. 38 nha mấy chị nha. Rồi em có mảnh xếp ly nè. Chị nào lấy xếp ly thì kèm mét lên giùm em nha mấy chị. Xếp ly kèm mét lên giùm em. Xếp ly kèm mét lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này em có hơi dài mấy chị chốt lên giùm em xếp ly kèm mét nè. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã xếp ly kèm mét. Xếp ly nha mấy chị nha, xếp ly kèm mét lên giùm em thôi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em lụa nha mấy chị. Chị nào lấy lụa chốt lên giùm em. Cái này em còn 3 mét rưỡi luôn này mấy chị. 3 mét rưỡi lụa họa tiết co giãn. 3 mét rưỡi nha mấy chị nha, 3 mét rưỡi. Lấy chốt lên giùm em. Rồi cái này là 45.000. 45.000 chị nào lấy thì chốt mã 45. 45 chị nào lấy thì chốt mã 45. Không không đâu, chị nghe em đọc mã sao chị không mua được. 45 chị nào có nghĩa là chị nghe em đọc mã nhưng mà những chị kia chốt trước chị rồi, có nghĩa là cái mã này em có một mã thôi mà chị chốt sau người ta, hiểu không? Lấy chốt lên giùm em 45 chốt cho tấm vỏ nè. Có một mảnh thôi mà người ta chốt trước chị rồi, chị hiểu không? Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em. Cái này dễ thương này mấy chị ơi. Cái này lên đồ cho bé dễ thương nha. Dập dập nhanh cho mấy chị nè. Cái này em có 1 mét rưỡi nè. 1 mét rưỡi màu xanh. Lấy chốt lên giùm em mã 28. Chốt 28 lên giùm em nha mấy chị nha. 28 nè. Chị nào lấy 28 chốt 28 giùm em mã 28. Chốt lên giùm em mã 28, lên đồ cho bé dễ thương lắm này mấy chị ơi. 28 nè. Chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em mã 28. Màu đây là màu xanh lơ lơ mấy chị ơi. 28.000 chị nào lấy thì mình chốt mã 28 giúp em. Chốt mã 28 lên giùm em nha mấy chị nha. 28 nè. Mã 28, ai lấy 28 chốt 28 giùm em. Rồi cái này em còn 2 mét rưỡi nè. 2 mét rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2 mét rưỡi. Lấy chốt lên giùm em mã 42. 2 mét rưỡi von lụa không cần lót 42.000. 2 mét rưỡi von lụa không cần lót 42, không giãn nha mấy chị nha, cái này không giãn. 42 chị nào lấy 42 chốt 42 lên giùm em mã 42. Ai lấy 42 chốt 42 lên giùm em mã 42. Chốt lên giùm em 42.000. 28 chốt chị Anh Hồng này. Bốn hai em chốt chị Tô Mỹ Liên này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em lụa. Cái này em có 1m2. 1m2 lụa có co giãn cho mấy chị luôn, 1m2 nha. 1m2 chị nào lấy thì chốt lên giùm em 1m2 24.000. 1m2 24.000 chị nào lấy thì chốt mã 24. 1m2 nha mấy chị nha, 24. Ai lấy 24 mình chốt 24 giùm em mã 24 nè. Mã 24 chị nào lấy 24 chốt 24 giùm em 24 nha. 24 rồi cái này mango lên áo nè. Mango lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em. Áo mấy chị nha, áo nha. Áo 23.000. Áo 23 chị nào lấy 23 chốt 23, 24 chốt chị Tô Mỹ Liên nè. 23 chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em mã 23. Ai lấy chốt lên giùm em mã 23, cái này bảo thanh này nha. 23 chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em mã 23. 23 ai lấy chốt mã 23 lên giùm em.
23, ai lấy 23 chốt 23 giùm em nha mấy chị, mã 23 nè. Anh Hồng. 23, chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em. Mã 23 mấy chị ơi, 23 em chào chị Phương Nguyễn này, 23 chốt cho Minh Uyên nè. Minh Uyên lên lại giùm em số điện thoại chị Minh Uyên nha. Lên lại cho em số điện thoại chị ơi. Rồi tơ, chị nào lấy tơ thì chốt tơ lên giùm em. Tơ này đủ áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em nè. Tơ đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã. Mã 10. 10.000 nha mấy chị nha, 10. Ai lấy 10 chốt 10 lên giùm em. 10 mấy chị nha, 10. Ai lấy 10 thì chốt 10 nè. Mã 10 nha mấy chị nha, 10. Chị nào lấy 10 chốt 10 giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh con dọc nè. Con dọc cái này em còn 3 mét con dọc này mấy chị. 3 mét con dập màu hồng. Ai lấy chốt lên giùm em 3 mét. 10, 10 em chốt chị Tô Mỹ Liên nè. Rồi 3 mét con dập màu hồng 39.000. 39.000 chị nào lấy 39 chốt 39 lên giùm em con dập màu hồng 39.000. Cái này đẹp lắm luôn á chị. 39 chị nào lấy 39 chốt 39 giùm em. Mã 39 thì mấy chị nhân 39 nè. Ai lấy 39 chốt 39. Rồi thêu hạt nổi màu hồng đậm nè. Thêu hạt nổi màu hồng, cái này em còn 3 mét von. Von thêu hạt nổi màu hồng, lấy chốt lên giùm em. Thêu hạt nổi nhưng mấy chị nhân 3 mét. Rồi cái này là 58.000. 58.000 chị nào lấy thì chốt mã 58. 58.000 nha mấy chị nha. Mã 58 giùm em. 3 mét 58.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 58. Chốt mã 58 lên giùm em nha mấy chị nha. Cái này đẹp nè, 58 nè. 58 chốt cho Minh Uyên. 58 chốt chị Minh Uyên. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh beo. Beo lụa giấy nha mấy chị nha. Beo này lụa giấy nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Cái này hơi bị lủng lỗ xíu. 1m7 lủng lỗ phần biên nha mấy chị nha. Lủng lỗ cái chỗ gần biên này. Đó, chị nào lấy sale thì chốt sale lên giùm em. Mấy chị phải ghi chữ sale giùm em đó nha. Ai lấy sale chốt lên giùm em mã sale. Sale 20. Sale 20, chị nào lấy sale 20 chốt sale 20 lên giùm em. Cái này 26.000. Mấy chị chốt lên giùm em sale 20. Lủng lỗ cái chỗ gần phần biên đó mấy chị, sale 20 nè. Ai lấy sale 20 chốt sale 20 lên giùm em. Mã sale 20 nha mấy chị nhân, sale 20. Sale 20 cho Tấn Võ nè. Sale 20 cho Tấn Võ. Rồi mảnh này em còn này mấy chị ơi, ai lấy mảnh này chốt lên giùm em. Cái này em có 1m5. 1m5 von lụa nha mấy chị nhân, cái này không cần lót. Cái này cũng không giãn luôn. Lấy chốt lên giùm em mã 25. 1m5 25, chị nào lấy 25 chốt 25. 25, ai lấy 25 mình chốt 25 giùm em mã 25. Chốt 25 lên giúp em nha mấy chị, 25.000. Ai lấy thì mình chốt mã 25 giùm em mã 25 nè. Mã 25 nha mấy chị nhân, 25. 25 em chốt chị Minh Uyên. 25 em chốt chị Minh Uyên. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh bi. Bi này đổ lên áo, chị nào lấy thì chốt mã 19. Bi đủ lên áo, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giùm em nha mấy chị nhân, 19 nè. 19, chị nào lấy 19 chốt 19 giùm em mã 19. Ai lấy 19 chốt 19 giúp em nha mấy chị ơi. Bi đủ lên áo 19.000, lụa 100D. 19, chị nào lấy 19 chốt 19 giúp em mã 19 mấy chị nè, 19.000 nha. Đủ lên áo thôi 19 nè. Rồi sọc màu. Sọc màu nha mấy chị nha. Cái này em còn 4 mét sọc màu nè. 4 mét sọc màu, chị nào lấy thì chốt lên giùm em 4 mét. 4 mét sọc màu, ai lấy chốt lên giùm em mã 68. 4 mét có 68.000 thôi mấy chị ơi. Không lấy hết thì chia đôi nha. Không lấy hết thì chia đôi giùm em. 4 mét sọc màu 68.000. Lấy hết thì chốt mã 68, không thì chia đôi giùm em. Không thì chia đôi giùm em nha mấy chị nha, 68.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 68 nè. 68 mấy chị nha, 68. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von dập. Cái này em còn 1m7. 1m7 von dập, cái này hơi bị đẹp luôn này mấy chị. 1m7 von dập nè. Lấy chốt lên giùm em 1m7. 1m7 mấy chị nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã. Mã 30. 1m7 30, chị nào lấy 30 chốt 30 giùm em. 30, ai lấy 30 chốt 30 này mấy chị ơi, von dập 30. Von dập 30, ai lấy 30 chốt 30 giùm em. Cái này lên áo sơ mi đẹp lắm.
30 chị nào lấy 30 chốt 30 giúp em. Mẹ 30 nè. Ai lấy 30 mình chốt 30 mấy chị nha. 30 rồi 100D. Lùa 100D mấy chị nha. 100D cái này em có 1m4 nè. 30 em chốt chị Tô Mỹ Liên. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em 25.000. 25.000 1m4 25 nha mấy chị nha. 100D 25. 1m4 25.000 chị nào lấy thì chốt mã 25 lên giùm em 1m4. 1m4 25 100D có co giãn 25. Ai lấy 25 mình chốt 25 giùm em mã 25. 25 mấy chị nhân 25 này. Rồi satin em còn 3m. 3m satin ô chắc mát cực kỳ luôn, satin ô 3m này. 25 em chốt chị Tô Mỹ Liên này. 25 em chốt cho Tô Mỹ Liên. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em 3m. 3m 42.000 chị nào lấy thì chốt mã 42. Chốt lên giùm em mã 42 nha mấy chị nhân 42 này. Em chào chị Hòa Vũ nè. Nhắn theo dõi trang của em chị Hòa Vũ ơi, tối nay 7 giờ em còn like nha. Ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nhân 42 mấy chị 42. Ai lấy chốt lên giùm em mã 42, 3m 42.000 satin rồi tắt mát lắm mấy chị ơi. 42.000. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em mã 42. Lấy chốt 42 lên giùm em mã 42 nè. Mã 42 chị nào lấy 42 chốt 42. Rồi lên cho mấy chị khúc đuổi. Ai lấy đuổi thì chốt đuổi lên giùm em đuổi nha mấy chị. Đuổi này em còn 2m rưỡi. Đuổi này còn 2m rưỡi, chị nào lấy đuổi chốt đuổi lên giùm em. Đuổi thì nó hơi nặng xíu, 2m rưỡi nè. 56.000 chị nào lấy thì chốt mã 56 giùm em. 56 ai lấy 56 chốt 56 giùm em nha mấy chị nhân 56 nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 56. Mã 56.000 56 chốt cho Minh Uyên. 56 chốt cho Minh Uyên. 56 em chốt cho Minh Uyên. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè, chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Hàng đẹp không mà mấy chị ơi. Rồi khúc này nó hơi dơ xíu nè mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Trời chắc đẹp quá. Rồi cái này nó hơi dơ xíu cho mấy chị nha. Em sale cho mình nha. Chị nào lấy mã sale thì chốt lên giùm em sale. Để em coi từ bao nhiêu mét đã. Trời chắc đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Giờ chị nào giặt được hay là chốt lên giùm em với nè. Chắc đẹp. Ai like chốt lên giùm em sale. Rồi sale cho mấy chị cái này 40.000, cái này là 48.000 mà chị nha, sale cho mấy chị còn 40. Chị nào lấy mã sale 40 thì chốt mã sale 40 lên giùm em. Mấy chị xem nè. Co giãn 4 chiều nha chị nha, sale 40. Mấy chị ghi sale 40 em chốt chị Hoàng Liễu. Sale 40 em chốt chị Hoàng Liễu nè. Hoàng Liễu giờ mới chốt. Giờ mới chốt được mảnh sale mà chị Hoàng Liễu. Bây giờ còn có 14 người xem. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em nè. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giùm em, cái đó đẹp quá mà nó bị hơi dơ xíu. Lấy chốt lên giùm em hình. Cái này em còn 2m rưỡi nè. 2m rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giùm em 2m rưỡi. Lấy chốt lên giùm em 2m rưỡi 51.000. 2m rưỡi lụa 100D 51.000 mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 51 mấy chị ơi, 51.000 nha. Chị nào lấy thì chốt mã 51 lên giùm em, mã 51 nè. Cái này về may pyjama mấy chị nhân 51 em chốt Nguyễn Thị Tuyết Như. 51 em chốt cho Nguyễn Thị Tuyết Như nè. Nguyễn Thị Tuyết Như. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa Hawaii nè. Cái này lên bộ không được, lên áo dài, lên đầm váy giùm em, không cần lót mấy chị nha. Cái này em còn 2m. Cái này em còn 2m6 nè. Thôi đi xuống lại nấu cơm chứ, hồi trưa giờ tao nấu cơm. Hồi trưa hai đứa kia tao làm biếng quá. Lúc nấu cơm trong tới giờ ăn anh kia nè. Cho tao ở nhà không ăn cơm nữa. Nhượng la là không chịu ở nhà, không chịu ăn cơm nữa. Ai lấy chốt lên giùm em mã có ăn cơm mà ăn với món khô rang. Lấy chốt lên giùm em. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em mã 33 này mấy chị. Cái này em có 2m6 2m7 luôn á.
33.000, cái này lụa Hawaii nha mấy chị nha. May may váy, may đầm không cần lót đâu. Ai like chốt lên giùm em mẹ 33. Chốt lên giùm em 33 nè. 33 có hai mảnh luôn nè. 33 nha mấy chị nha. 33 chốt cho chị Tấn Võ một mảnh, cho chị Trần Vinh một mảnh luôn. Rồi ai lấy nữa thì chốt lên giùm em. Rồi cái này em có mảnh chăn này mấy chị, like mảnh này nữa nha. Chăn này mấy chị ơi, ai lấy chăn thì chốt chăn lên giùm em. Chăn này, chăn này 3,5 m, 3,2 m thôi mấy chị, 3,2 m thôi. Màu hồng rút này. Lấy chốt lên giùm em. 3,2 m, 44.000 hả? 44.000 chị nào lấy thì chốt lên giùm em mẹ 44 này. 44 chị nào lấy 44 chốt 44 lên giùm em mẹ 44. Thơ Hạt Nội có chăn mấy chị, nãy mấy chị chốt cái mảnh này nhiều quá trời luôn nè. Mà hết 44.000 chị nào lấy thì chốt 44 lên giùm em mẹ 44. Chốt mẹ 44 lên giùm em nha mấy chị ơi, 44k. Thơ Hạt Nội có chăn 44.000. Lấy chốt lên giùm em mẹ 44 mấy chị, 44.000. Thôi em nghỉ xuống like nha mấy chị nha, xuống like nấu cơm ăn đã. Xuống like nha, tôi mấy chị ơi nhắn cho cái màn hình mấy chị đang xem á, đây nè. Đó, xong bên phía góc phải á, có cái chữ đang theo dõi. Bấm theo dõi giùm em với nha. Bấm theo dõi giùm em với, tối 7 giờ em like tiếp nha mấy chị. Còn hàng còn nhiều lắm, hàng đẹp không hả mấy chị. Nhớ vô chọn giùm em nha, bye bye mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em nè. Tối nhớ nha mấy chị nha, 7 giờ nha. Chúc mấy chị ăn cơm chiều ngon miệng nè. Em tối dạ 7 giờ chị Hoàng Liễu, 7 giờ nha mấy chị, vô sớm sớm xíu chốt cho nhanh chứ không thôi là chúc tối là thường thường hay đông lắm. Ok chị Hoàng Liễu nè, chúc mấy chị ăn cơm tối ngon miệng nha mấy chị nha. Bye bye mấy chị nha.